bởi vì, bên kia chiến đấu động tĩnh quá lớn. Ai là ai tại đánh? Hắn cưỡi Miêu Miêu, tại trên núi lửa lôi đình bôn tẩu, lóe lên một cái rồi biến mất. Vượt qua qua một ngọn núi lửa, chiến trường dẫn vào mí mắt. Tứ tượng Hải Tông. Lý Thiên Mệnh ánh mắt một chút thì đỏ lên. Tới thật là khéo, không cần phải con nguyên một đám đi tìm các ngươi. Thiên Vân chiến trường bảy cái nhân mạng, cái kia chả. Nói đến, Thái Cổ Thần Tông cùng Tứ Tượng Hải Tông còn có ngọn nguồn. Trên thực tế Thái Thanh Phương Thị, cũng là đản sinh tại Tứ Tượng Hải Tông, về sau bởi vì lịch sử ngọn nguồn mà rời đi, nhưng cùng Tứ Tượng Hải Tông quan hệ cũng không tệ lắm. Cái này 100.000 năm qua, cũng có giúp đỡ lẫn nhau. Lần này náo động, Thái Cổ Thần Tông có người đi Tứ Tượng Hải Tông, đưa lên đại lễ, nhưng nghe nói Long Thương Nguyên thu lễ vật, tại chỗ đem người đánh đi ra, trở mặt không quen biết. Hắn càng là tại thiên hạ đệ nhất hội, trắng trợn đứng tại Thái Cổ Thần Tông mặt đối lập, vì Lục Đạo Kiếm Tông cùng Lưỡng Nghi Ma Tông bán mạng. Vô tình nhất chính là, Thiên Vân chiến trường phía trên, đệ tử của bọn hắn đụng tới Thái Cổ Thần Tông đệ tử, chỉ cần đánh thắng được, đều đánh cho đến chết. Thái Cổ Thần Tông Thiên Nguyên đệ tử, có 7 cái bị bọn họ giết chết. Những chữ số này, Lý Thiên Mệnh đều nhớ rất rõ ràng. Muốn giết chết Linh Nhi rất nhiều người, bất quá, cái này Tứ Tượng Hải Tông người, nhảy đến lợi hại nhất. Những người này cũng là thật tiểu nhân. Đây chính là một cái thị tộc bản tính, bọn họ vô số năm dựa vào dạng này bản tính sống sót, mọi việc đều thuận lợi. Phụ truyền tử, con truyền tôn, từ nhỏ mưa dầm thấm đất. Nói trắng ra là, cũng là giá trị quan. 25 cái, không sai biệt lắm toàn bộ đều ở nơi này, vừa vặn. Dốc toàn bộ lực lượng, liền địa ngục thụ đều không để ý tới, bọn họ tới tìm ai đâu. Không thể nghi ngờ hỏi, bọn họ muốn tìm Thái Cổ Thần Tông. Chỉ là ở chỗ này, đụng tới thiếu một nửa người Tam Tài Thiên Tông. Lý Thiên Mệnh liếc một chút liền có thể nhìn ra, bọn họ đánh phá địa ngục kết giới còn chưa đủ, còn muốn phá giới giết người. Đây là muốn bức Tam Tài Thiên Tông thêm vào bọn họ trận doanh. Loại thủ đoạn này rất tàn nhẫn, nhưng hữu hiệu nhất. Trước mắt coi như thăng bằng, một khi Tam Tài Thiên Tông bất đắc dĩ vào cuộc, cái kia Linh Nhi thì nguy hiểm hơn. Ý thức được đủ loại này, dưới sự phẫn nộ Lý Thiên Mệnh, trực tiếp cho Tứ Tượng Hải Tông tất cả mọi người, hạ tử hình. Giết! Hắn theo mặt bên lao ra, trực tiếp khóa chặt Tứ Tượng Hải Tông mạnh nhất đệ tử, Hải Long Vương, Long Thương Nguyên Chi Tử. Người xưng, Ngọc Diện Tiểu Lam Long, Long Tiểu Phàm. Hắn tự xưng Tiểu Phàm, ra vẻ khiêm tốn, trên thực tế chính là thần vực chi chủ nhi tử, tứ tượng thần vực thái tử gia, tại sao Tiểu Phàm? Nghe nói, hắn tứ Hải Long Vương huyết mạch, so Thái Thanh Phương Thị Thải Phượng huyết mạch càng mạnh. Long Tiểu Phàm là tứ sinh ngự thú sư, tứ tượng Hải Tông đệ nhất đệ tử. Hắn tứ Hải Long Vương huyết mạch, hết thảy có 4 đầu cộng sinh thú, đó là 4 đầu thần long. Bây giờ đều tại bên cạnh hắn. Nói thật, bọn họ Hải Long nhất tộc cộng sinh thú, cùng Lý Thị Thánh tộc côn bằng giống nhau y hệt. Đầu tiên, cái này 4 đầu thần long, mỗi một đầu đều có thủy thuộc tính cơ sở, sau đó mỗi người điệp ra một loại thuộc tính. Theo thứ tự là hỏa thủy, lôi thủy, phong thủy, thổ thủy. Long Tiểu Phàm bên trái 2 đầu thần long, theo thứ tự là Ma Dực Ly Hỏa Hải Long, cùng Thanh Ti Quý Điện Hải Long. Ma Dực Ly Hỏa Hải Long sinh một cặp như con rơi giống như cánh thịt, toàn thân vảy rồng vì lam hồng hai màu, thủy hỏa dây dưa cùng nhau. Thanh Ti Quý Điện Hải Long, toàn thân quấn quanh lấy thanh sắc điện xà, hình thể thon dài, như một đạo thương thiên lôi đình. Hắn phía bên phải 2 đầu thần long, theo thứ tự là Kiếm Giác Hậu Thổ Hải Long, cùng Cửu Trảo Huyền Phong Hải Long. Kiếm Giác Hậu Thổ Hải Long sinh ra kiếm góc, cùng lam hoang giống nhau y hệt, nắm giữ lam tông song sắc, hình thể lớn mạnh. Cửu Trảo Huyền Phong Hải Long ngự phong mà bay, long trảo đông đảo, biển cả cùng gió bão hội tụ cùng một chỗ, tạo thành bão táp. Cái này 4 đầu thần long, cùng Thái Cổ Hiên Viên Thị Thần Long cộng sinh thú đều có nhất định khác nhau. Bọn họ đều là trong nước bá chủ, cho nên hình thể so sánh to lớn, cùng Lam Hoang có chút tương tự, mà lại rất am hiểu ở trong nước chiến đấu. Long Tiểu Phàm một người tứ long, chỗ đến, trên cơ bản không ai cản nổi. Lý Thiên Mệnh đến thời điểm Tam Tài Thiên Tông đệ tử địa ngục kết giới, đã có rất lớn một bộ phận đều bị đánh ra. Bọn họ đang chuẩn bị toàn bộ đánh ra địa ngục kết giới, sau đó dần dần đánh vỡ, đem người giết chết. Địa ngục kết giới vừa ra, tương đương với đã mất đi chiến lực. Bây giờ Tam Tài Thiên Tông đệ tử,
chỉ còn lại Bắc Cung Mông Mông cùng Tây Môn Tuyển Tử hai cái tứ trọng sinh kiếp đệ tử, còn đang khổ cực trèo trống. Hai cái này đệ tử cộng sinh thú, có là thiên hạc, còn có lại là san hô. Cái kia san hô cộng sinh thú có chút cùng loại thiên tiên, nhưng kỳ thật nó cũng không phải là thực vật cộng sinh thú. Lý Thiên Mệnh không có nhìn nhiều, hắn đạp phá sóng lửa, theo mặt bên trùng sát mà đến, Đông Hoàng kiếm một phân thành hai, trực chỉ Long Tiểu Phàm. Cùng lúc đó, hắn tứ đại cộng sinh thú đều xuất hiện. Nửa đường giết ra hắn, trực tiếp thành toàn trường tiêu điểm. Lý Thiên Mệnh, tiếng kinh hô âm nhấc lên, rất nhiều người đều ngây ngẩn cả người. Nghe đồn hắn cổ thánh cảnh đánh bại tam trọng sinh kiếp phong đạo nghĩa, nhưng tại dạng này chiến trường, hắn bỏ ra cái gì đầu ngọn gió. Long Ẩn Phong, ngươi mang 10 người điều tra chung quanh. Long Tiểu Phàm tại phát hiện Lý Thiên Mệnh trong nháy mắt, sắc mặt biến hóa, vội vàng phân phó. Một cái đệ tử áo đen lập tức mang lên chung quanh, phân tán ra. Bọn họ đương nhiên không sợ Lý Thiên Mệnh, bọn họ sợ chính là Hiên Viên Vũ Thịnh các loại thái cổ thần tông đệ tử ở chung quanh. Số lượng thiếu còn có thể đánh, muốn là nhiều, khẳng định đến lập tức rút lui. Có phong hiểm sự tình, Long Tiểu Phàm không thích làm. Chỉ là hắn không nghĩ tới chính là, để hắn không nhìn Lý Thiên Mệnh, đột nhiên bạo phát ra kinh khủng tử kiếp chi lực, cuốn tới. Rầm rầm rầm, khởi nguyên thế giới thụ cắm rễ đi xuống, màu đen sợi rễ trực tiếp cắm vào trên núi lửa, cắm rễ trong đó, đại thụ chậm rãi lan tràn ra, đầu tiên cho Tam Tải Tiên Tông bảo vệ được địa ngục thụ. Ngay sau đó, thánh quang đằng mạn bao phủ, màu đen cành lá bao phủ ngàn mét bên trong chiến trường, đem nơi này hóa thành Lý Thiên Mệnh chiến đấu khu vực. Long Tiểu Phàm bốn đầu cộng sinh thú thần long đã phi thường to lớn, có thể lam hoang hình thể, vẫn có thể sánh được bọn họ ba đầu. Một trận hỗn chiến, đột nhiên bạo phát. Tiên tiên thánh quang đằng mạn cùng mọc ra mạn châu xa hoa cành lá, giống như là từng cái cây roi. Trong khoảng thời gian này Lý Thiên Mệnh để nó học tập bát hoang ma long tiên, nó hứng thú không là rất lớn, bất quá coi như tam tâm nhị ý, cũng có một chút thu hoạch. Bây giờ mỗi một sợi dây leo cùng cành lá, tựa hồ cũng hóa thành ma long, trực tiếp quất hướng cái kia bốn đầu thần long. Mạn châu xa hoa kiếm hình cánh hoa, coi như không có nổ bắn ra đi, đó cũng là từng cây gai nhọn. Dạng này dây leo cùng cành lá quất ở trên người, hoặc là buồn ngủ, hoặc là da chóc thịt bong. Giống. Lam Hoang thi triển thần thông Hồng Mông Ma Bàn, vòng quanh mang theo dung nham núi lửa bùn đất, ngưng kết thành núi, hung mãnh đánh tới những cái kia thần long. Nó cùng tiên tiên hai cái, lấy hai địch bốn. Lần này bày ra chiến đấu lực, quả thực kinh hãi bạo nhãn cầu. Bọn họ đồng dạng có đến từ tiểu mệnh kiếp tử kiếp chi lực. Những lực lượng này hội tụ tại thần thông cùng nanh vuốt phía trên, tràn vào đối phương thần long thân thể, lực sát thương rất đáng sợ. Ma Dực Ly Hỏa Hải Long, Kiếm Giác Hậu Thổ Hải Long, Thanh Ti Quý Điện Hải Long cùng Cửu Trảo Huyền Phong Hải Long, trong lúc nhất thời bị đánh đến có chút mộng. Bọn họ hiểu qua, địa ngục chiến trường tất cả tiềm ẩn đối thủ. Nhưng chưa bao giờ nghĩ đến, thì cái này một đầu rùa đen giống như song đầu long, còn có một cái cây, có thể đem bọn nó bốn đầu tứ trọng tử kiếp thần long, nắm tại trên mặt đất đánh nhau. Đều là tử kiếp, làm sao cảm giác cái chết của bọn nó kiếp chi lực, như thế khó chịu. Không biết, cái này dây leo chuyện gì xảy ra, cuốn lấy ta mệt mỏi quá. Đây là cái gì cộng sinh thú? Bọn họ thần thông oanh tạc, nhưng vẫn là tại tiên tiên cuốn lấy thân thể. Quái thú kia một dạng hai đầu thần long cắn xé tới, mở miệng một tiếng, đưa chúng nó đè xuống đất bạo nện. Rầm rầm rầm, bọn chúng thần thông bạo phát. Ma Dực Ly Hỏa Hải Long, lấy thủy hỏa động thiên, đánh vào Lam Hoang trên thân, thủy hỏa lực lượng kích động, bị phá vỡ Lam Hoang Sơn Hải giới. Ngay sau đó, cái kia Kiếm Giác Hậu Thổ Hải Long, Sơn Hải đại trấn, đánh vào Lam Hoang trên thân. Đây là sơn thủy chi lực, cùng Lam Hoang thuộc tính hoàn toàn giống nhau. Oanh! Vô cực tinh long đồ hội tụ, Lam Hoang bình yên vô sự. Nó còn chừng Kiếm Giác Hậu Thổ Hải Long liếc một chút, nói, ngu ngốc, người chưa ăn cơm sao? Nó giọng quá lớn, cái này một trào phúng, đem cái này Kiếm Giác Hậu Thổ Hải Long giận điên lên. Cái này Hải Long phát ra rít lên một tiếng, lấy tốc độ khủng khiếp hướng về Lam Hoang va chạm mà đến. Nó trên đỉnh đầu là một thanh kiếm nhất dạng sừng nhọn, trực tiếp đâm về phía Lam Hoang vị trí hiểm yếu. Ngay tại cái này đất đèn hỏa quang ở giữa, tiên tiên thánh quang đằng mạn cứ thế mà kéo lại cổ của nó, thánh quang đằng mạn bị vỡ nát không ít, có thể cái kia Kiếm Giác Hậu Thổ Hải Long đầu, bị kéo đến nâng lên đến mấy mét, đem cổ họng của mình cho lấy ra.
Siêu siêu. Lam Hoàng đột nhiên quay người vung đuôi, Diệt Tuyệt thần kiếm quét ngang mà đi, to lớn thần kiếm bổ vào cái kia kiếm giác hậu thổ hải long trên cổ họng. Xoẹt. Vảy rồng phá nát, một kiếm cắt yết hầu. Cái này sát người vật lộn đánh vào thị giác lực, xem ra so thần thông oanh tạc, muốn kích thích nhiều. Kiếm giác hậu thổ hải long đương nhiên không chết, thời khắc cuối cùng là địa ngục kết giới xuất hiện, bảo vệ mạng của nó, chặn Lam Hoang Diệt Tuyệt thần kiếm. Nhưng, địa ngục kết giới xuất hiện, mang ý nghĩa nó đã chiến bại. 4-2, lại bị trước đào thải một cái, quả thực cũng là Long Tiểu Phàm sỉ nhục, cũng là tứ tượng hải tông sỉ nhục. Tiên Tiên cùng Lam Hoang phối hợp, thuộc tính bổ sung có thể nói rất nổ tung. Cái nào sợ chúng nó lực sát thương không có huỳnh hỏa mạnh, nhưng ít ra có thể chống đỡ thật lâu, sức chịu đựng kinh người. Nhất là Lam Hoang, nó có cuồng nhiệt hiếu chiến gen, cùng nó hiếu động thuộc tính phù hợp, đánh lên không biết mệt mỏi. Lúc này mới vừa cấm xuống một cái đối thủ, nó thì lại cùng ba cái đối thủ cứng rắn. Cái kia ba đầu thần long, các loại thần thông oanh tạc, tại Lam Hoang trên thân đánh ra nguyên một đám huyết ấn, để Tiên Tiên cành lá gãy mất rất nhiều. Nhưng mấu chốt là, bọn họ ba cái thụ thương càng nhiều. Lam Hoang hai đại long thủ, cắn một cái vào một đầu thần long, trực tiếp mãnh liệt phung, tại trên mặt đất nện, nện đến thanh thế to lớn, đem cái này hai đầu hải long, cho nện vào núi lửa bên trong đi. Cái gì thanh thiên lôi ao, thủy nguyệt phong đao chờ một chút thần thông, bổ vào nó trên thân, còn không bằng Lam Hoang dùng tràn ngập tử kiếp chi lực răng rồng cắn xé. Lam Hoang hiện tại điểm sao phía trên, không có chiếm cứ ưu thế, có thể nó huyết mạch bên trong nhục thân thiên phú thật là đáng sợ. Nó bất luận cái gì một tấc huyết nhục, đều cùng huỳnh hỏa không sai biệt lắm, nhưng mấu chốt là huỳnh hỏa thì lớn cỡ bàn tay, Lam Hoang chiều cao 250 mét. Coi như gãy mất đầu rồng cùng long đuôi, vậy cũng có hơn 100 mét a. Một trận chiến này, Lam Hoang nhất chiến kinh thiên, đem Tam Tài Tiên Tông đệ tử nhìn trợn mắt hốc mồm. Đoán chừng toàn bộ Tam Tài thần vực khẩn trương vạn phần mọi người, hiện tại cũng là cái biểu tình này. Quá hung mãnh. Tiên Tiên là trận chiến đấu này lá xanh, bất quá, nó chiến trường không chỉ là nơi này, nó còn quét ngang ngàn mét bên trong. Dưới sự giúp đỡ của nó, huỳnh hỏa cùng Miêu Miêu, một cái lấy luyện ngục hỏa ảnh, một cái lấy lôi đình một dạng tốc độ, bước đi tất cả tới gần Lý Thiên Mệnh tứ tượng hải tông đệ tử. Vây công rất nhiều người, bất quá Tiên Tiên là đoàn chiến thế lực bá chủ, nó dây leo cùng cành lá khắp nơi đều là, thậm chí còn có màu đen sợi dễ theo trên mặt đất quan mặc đi ra, quấn ở ngự thú sư cùng cổng sinh thú trên đùi. Tứ tượng hải tông đội ngũ, ngoại trừ Long Tiểu Phàm là tứ trọng tử kiếp bên ngoài, chỉ có một cái Long Ẩn Phong là tứ trọng sinh kiếp, còn lại cũng chưa tới tứ trọng sinh tử kiếp. Bắc Cung Mông Mông cùng Tây Môn Tuyển Tử hai cái cô nương cũng phản ứng lại, vội vàng trợ thủ. Lại thêm huỳnh hỏa không ngừng đánh lén, Miêu Miêu lấy điên cuồng lôi đình, hình thành hồn thiên điện ngục, đem Lý Thiên Mệnh cùng Long Tiểu Phàm ngăn cách ra, đầy đủ cho Lý Thiên Mệnh cung cấp đơn giết chiến trường. Mục đích của bọn hắn là cái gì? Bắt giặc phải bắt vua trước. Đối phương dù sao nhiều người, nếu như lâm vào vây công rất phiền phức. Khương Vô Tâm chỉ có một đầu cộng sinh thú, cũng là ăn loại này thua thiệt. Bây giờ cục diện, quả thực chính là một người, quyết đấu hơn 20 cái tứ tượng hải tông đỉnh phong đệ tử, tạo thành nổ tung một dạng hiệu quả. Người bên ngoài đều biết Lý Thiên Mệnh thủ đoạn, chủ yếu rung động, vẫn là chung quanh hai đại tông môn đệ tử. Bắc Cung Mông Mông cùng Tây Môn Tuyền Tử sắp khóc. Cái này là ở đâu ra cái thế anh hùng a, hôn phối sao? Bắc Cung Mông Mông nói. Nữ tử này người mặc màu cam váy dài, hoạt bát linh động, dí dỏm động lòng người, tuy nhiên trách trách vù vù, nhưng cũng thật đáng yêu. Nàng tựa như là Bắc Cung Thiển Vũ biểu muội. Giống như không có, hắn cũng là Thái Cổ Thần Tông tôn thần đệ tử. Lần trước cũng là hắn giết Lục Đạo Kiếm Ma đệ tử, bất quá, hắn làm sao cường thành loại trình độ này. Long Tiểu Phàm bị hắn đè lên đánh, Tây Môn Tuyền Tử kinh ngạc đến ngây người nói. Đây là một cái tóc ngắn cô nương, già dặn tự tin, dài đến có chút giống nam hài, khí khái hào hùng mười phần. Không có hôn phối, quá tốt rồi, Bắc Cung Mông Mông nói. Cặn bã nữ, nhanh như vậy thì quên ngươi Tuyền Tử. Tây Môn Tuyền Tử trợn mắt nói. Ghen, ha ha, đần đột. Bắc Cung Mông Mông ngăn cản Long Ẩn Phong. Nàng tâm tình dễ dàng rất nhiều, đối với Long Ẩn Phong mắng, tứ tượng hải tông chó săn, thấy được không? Chuyên môn đánh lén cẩu tặc, chỉ người đến của các ngươi, muốn giết chúng ta Tam Tài Tiên Tông huynh đệ tỉ muội, si tâm vọng tưởng. Sớm muộn đều phải chết, đắc ý cái gì đâu. Long Ẩn Phong tuy nhiên nói như vậy,
nhưng hắn có chút khẩn trương. Thì một hồi này, Long Tiểu Phàm Thanh Ti Quý Điện Hải Long cũng bị đánh ra địa ngục kết giới. Một chút không có hai đầu, đằng sau làm sao chịu đựng được. Số cẩu tặc, người khác muốn đi qua, Bắc Cung Mông Mông San Hô cộng sinh thú ngăn cản mà đến. Lăn đi, a! À. Long Ẩn Phong giận mắng thời điểm, bỗng nhiên bưng bít lấy sau lưng không thể miêu tả chi bộ phận, kinh thiên kêu thảm. Tại phía sau hắn, huỳnh hỏa lấp lóe mà qua, nhếch miệng cười một tiếng, sự liễu phất y khứ, thâm tàng công cùng tên. Tại kê ra trước mặt lấy ra hoa cúc, thì phải làm cho tốt bị ta, đâm thành hoa hướng dương chuẩn bị. Bắc Cung Mông Mông sợ ngây người. Nàng xem thấy cái kia chạy như bay mà qua gà, lại nhìn sắc mặt nhăn nhó, mệnh đều nhanh không có một nửa Long Ẩn Phong, thổi phù một tiếng cười. Mẹ trái trứng, ta yêu mến cái này gà, quá cợt nhả. Nàng phình bụng cười to. Không cần nói lời thô tục, cô nương, Tây Môn Tuyền Tử đầu đầy mồ hôi nói. Ầm ầm. Lý Thiên Mệnh cùng Long Tiểu Phàm chiến trường, truyền đến kinh thiên động tĩnh. Các nàng một bên ngăn cản người, một bên quay đầu nhìn lại. Lại là chín đại thần vực chú ý nhất chiến. Lý Thiên Mệnh tóc trắng bay múa, song kiếm quét ngang dựng lên, tử kiếp chi lực mãnh liệt, như tử vong chi thần. Ở trước mặt hắn, tóc xanh lại mọc ra một đôi tiểu long sừng Long Tiểu Phàm, sắc mặt lạnh lùng âm trầm. Hắn tay nắm một thanh sáu đầu kiếp văn chiến kích, cái kia chiến kích một mặt là tam xoa kích, có ba cái gai nhọn, một chỗ khác còn có một cái gai nhọn. Bốn cái gai nhọn, phân biệt có bốn loại sức mạnh. Đây là thiên sắc hải thần kích. Tôn thần đệ tử, cho ngươi nửa tháng, đều vào tới loại cảnh giới này rồi. Long Tiểu Phàm hai tay bị đau, hắn vừa mới đã cùng Lý Thiên Mệnh giao phong mấy lần. Đối phương tử kiếp chi lực, đến bây giờ đều tại huyết nhục của hắn bên trong. Phục sao, Lý Thiên Mệnh nói. Có cái gì tốt phục, ngươi thật là đầy đủ ngây thơ, tôn thần đều là cái lông, ngươi lại nghịch thiên, còn có thể so ra mà vượt thần. Đừng nhìn ngươi tại cái này trang bức, chơi cái này anh hùng cứu Mỹ trò xiếc, đến lúc đó đáng chết đều phải chết, quản ngươi là thần vẫn là thiên tài. Cái gì phương thái thanh hiên viên đạo, đều phải tại đại thế trước mặt dập đầu cầu xin tha thứ, ngươi bây giờ lại có thể giả bộ, thời điểm đến, ngươi còn không phải thê thê thảm thảm, quỳ xuống dập đầu. Long Tiểu Phàm lãnh đạm nói. Ngươi nói không sai, nhưng là, ở trước đó, ta có thể đưa ngươi đi chết. Để ngươi tứ tượng hải tông chó nhìn một chút, đây chính là bọn họ tương lai xuống tràng. Lý Thiên Mệnh nói. Ua, nghe ngươi lá gan cũng không tệ lắm a, à, ngay cả ta cũng dám giết. Long Tiểu Phàm nói. Ngươi là cái thá gì? Lý Thiên Mệnh hỏi lại. Ha ha, ngươi vẫn là không hiểu cục diện. Trước mắt thì Lục Đạo Kiếm Tông cùng Âm Dương Ma Tông muốn cùng các ngươi khai chiến, ba người chúng ta tông môn, không có cùng các ngươi tiếp giáp, tự nhiên là không khai chiến tốt nhất. Chỉ muốn các ngươi đem tôn thần đưa ra đến, để cho nàng lên đường là có thể. Nhưng, ngươi muốn dám đụng đến ta tứ tượng hải tông người, tứ tượng hải tông liền phải cùng Thái Cổ Thần Tông khai chiến, ngươi có thể được vô duyên vô cớ hại chết rất nhiều người đâu, tiểu ngu xuẩn, làm người muốn nhận rõ ràng hiện thực, biết lợi và hại, hiểu được nhận sợ, biết không? Long Tiểu Phàm vui vẻ. Ngươi không hiểu, kỳ thật khai chiến hay không, đối với ta không có gì khác biệt. Lý Thiên Mệnh ánh mắt càng ngày càng đỏ, nụ cười càng thêm âm lãnh. Có ý tứ gì? Muốn cho Linh Nhi chết người, sớm muộn đều phải chết. Hắn cùng Khương Phi Linh, một mình đến đây Thái Cổ Thần Tông. Thái Cổ Thần Tông rất nhiều người đều trợ giúp qua hắn, hắn ở chỗ này có bằng hữu, cũng có địch nhân, có thể trong lòng hắn, trọng yếu nhất mãi mãi cũng là nàng. Đối Lý Thiên Mệnh tới nói, một cái chí ái chi nhân, cũng là hắn thời khắc này hết thảy. Thì cùng Khương Vô Tâm một dạng. Hắn có thể hiểu được Khương Vô Tâm, nhưng là, nếu như muốn sinh tử chém giết, hắn tuyệt đối sẽ không vì vậy lưu tình. Khương Phi Linh đi vào chín đại thần vực, cục diện lại biến thành dạng này, ai cũng bất lực. Tại cái này trong quyết đấu sinh tử, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể lựa chọn, dựa vào chính mình giết ra một đường máu. Tử vong. Hắn có lúc đang tự hỏi, tử vong đến cùng là tư vị gì? Hết thảy kết thúc, tan thành mây khói, không tiếng thở nữa. Không có cảm tình, lại không yêu quý. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang, Tiên Tiên, bọn họ sẽ cách mình mà đi, vĩnh hằng không lại gặp. Vĩnh viễn rốt cuộc nghe không được Linh Nhi thanh âm, không cảm giác được nàng nhiệt độ. Thật là nhiều cắt đứt thống khổ, nhớ tới đều khiến người ta tê tâm liệt phế. Nhân sinh một số thời khắc. Cũng là bị động như vậy. Kiếm đạo, giết hại, tử vong, mới có ác quỷ oan hồn.
lấy địch nhân cái chết, thủ chính mình chi sinh. Một kiếm này, nhất định phải là cướp bóc chi kiếm, sát lục chi kiếm, thần hình câu diệt chi kiếm. Bước vào tử kiếp về sau, Lý Thiên Mệnh có chút minh bạch, như thế nào ngạ quỷ đạo, như thế nào tử vong chi kiếm. Đinh đinh đinh, một đôi đông hoàng kiếm, không ngừng chấn động. Lý Thiên Mệnh thừa nhận, hắn hiện tại đối lục đạo sinh tử kiếm đệ nhị kiếm, thần hình câu diệt kiếm, lý giải, còn rất nông cạn. Là tiểu mệnh kiếp đặc thù tử kiếp chi lực, mang cho hắn rất nhiều cảm ngộ. Để tim của hắn, vô hạn thân cận một kiếm này bản ý. Chặt đứt tử vong, siêu việt chúng sinh, thần hình câu diệt, mới có ta kiếm đạo độc tôn. Đây là cùng nhân đạo chúng sinh kiếm, hoàn toàn đi ngược lại kiếm. Nhân đạo chúng sinh kiếm, lập ý cao thượng, lấy thương sinh chi ý, được chúng sinh chi kiếm. Mà cái này chết vong một kiếm, giết hại hết thảy, người không vì mình, thiên chu địa diệt. Nhưng, mặc kệ bất luận cái gì một kiếm, đều có phù hợp tâm cảnh một khắc. Nhân tính phức tạp, muốn làm chúng sinh đế quân, nhân nghĩa thiên hạ, lại không muốn trong tay nhuốm máu, làm sao có thể a? Giết hết cản đường quỷ, mới có thông thần đường. Ác quỷ mở đường, oan hồn dọn bãi, một kiếm phía dưới, thần quỷ đều diệt. Ta chi kiếm ra, yêu ma quỷ quái, nhanh chóng đến đây, quỳ xuống nhận lấy cái chết. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh hóa thân tuyệt thế hung ma. Hắn song kiếm tại thân, sau lưng quỷ ảnh trọng trọng, gào khóc thảm thiết, phảng phất có núi thây biển máu, vô tận hài cốt. Ngàn tỷ sinh linh, đều là cản đường vong hồn dưới kiếm. Ngạ quỷ đạo, thần hình câu diệt kiếm. Một kiếm sinh, ác quỷ gào thét, ngưng tụ thân kiếm, cắn xé mà ra. Một kiếm chết, oan hồn kêu khóc, hội tụ kiếm ý, tràn ngập chư thiên. Giờ khắc này Lý Thiên Mệnh, đứng tại Long Tiểu Phàm thị giác phía trên, nhìn đến chính là ác quỷ oan hồn chi chủ, sát lục chi vương. Làm thủ một người, giết hết tứ hải bát hoang. Thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, không oán không hối. Đây là một kiếm này hung hãn kiếm ý. So với nhân đạo chúng sinh kiếm công chính đại đạo, một kiếm này khoái ý ân cừu, quán xuyên Lý Thiên Mệnh trái tim cùng nhiệt huyết, tử kiếp chi lực bộc phát ra đi. Long Tiểu Phàm tê cả da đầu. Những cái kia ác quỷ cắn xé, oan hồn trên thân, gào khóc thảm thiết, toàn bộ thế giới đều lâm vào trong bóng tối. Ngươi muốn chết. Hắn xông tới, trong tay thiên sắc hải thần kích, cuốn lên tứ hải chi lực, thi triển nhất nguyên sinh tử chiến quyết. Tứ hải long hoàng quyết thương long thăng thiên. Tứ trọng tử kiếp rồi rào chi lực hội tụ toàn thân, tứ hải long hoàng thể thân thể lực lượng hội tụ. Theo lý thuyết, hắn không cần phải so Lý Thiên Mệnh yếu. Thế nhưng là, tại vạn chúng chú mục bên trong, Lý Thiên Mệnh đệ nhất kiếm ác quỷ chi kiếm, trực tiếp chém đứt hắn chiến kích, chém ra hắn địa ngục kết giới. Oan hồn chiếm hữu, sát kiếm gần. Màu đen đông hoàng kiếm ngưng tụ thiên kiếp kiếm khí cùng tử kiếp chi lực, xuyên qua mà ra. Siêu siêu siêu. Không khí nổ tung. Ầm. Địa ngục kết giới vỡ tan. Lý Thiên Mệnh, người dám giết ta, tứ tượng hải tông tất nhiên. Long Tiểu Phàm lẫm liệt không sợ, nhíu mày uy hiếp. Thế mà, cái này che giấu không được hắn trong lòng kinh tâm động phách. Một kiếm này, thật là đáng sợ. Tất nhiên cái gì, ta nói cho ngươi, tứ tượng thần vực, tất nhiên hủy diệt. Lý Thiên Mệnh nhận lấy hắn. Thần hình câu diệt kiếm cuối cùng uy lực, ngàn vạn ác quỷ oan hồn hội tụ cùng một chỗ, hung mãnh đâm xuống. Phốc phốc, nhất kiếm xuyên tâm. Siêu, Lý Thiên Mệnh quất ra trường kiếm. Ây, Long Tiểu Phàm trừng to mắt, lui về sau hai bộ, che ngực, ngơ ngác nhìn hắn. Sinh mệnh trôi qua, tử kiếp chi lực trải rộng toàn thân. Huyết nhục của hắn, thậm chí bắt đầu suy kiệt. Ngươi, ngươi! Long Tiểu Phàm chỉ hắn, thanh âm đã hở. Khác uy hiếp ta nữa, lên đường đi. Lý Thiên Mệnh đẩy hắn một thanh. Phù phù! Long Tiểu Phàm té xuống núi lửa, không tiếng thở nữa. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh quay đầu. Hắn nhìn về phía Bắc Cung Mông Mông cùng Tây Môn Tuyền Tử. Hai người này đã mộng. Ta muốn giết sạch tứ tượng hải tông đệ tử, các ngươi không có ý kiến chớ. Lý Thiên Mệnh nói. Ta, không ý kiến, Bắc Cung Mông Mông ấp úng nói. Theo tuyệt vọng tử vong vực sâu, đến bây giờ mắt thấy ác nhân chiến tử, thoát ly nguy cơ, một người đệ tử tổn thương đều không có, Tam Tài Tiên Tông rất thư thái. Đây hết thảy, đều từ Lý Thiên Mệnh mang đến. Tại chỗ Tam Tài Tiên Tông đệ tử, nhìn lấy cái kia Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, lại lần nữa đầu nhập chiến đấu, đã nói không ra lời.
Thất thần làm gì, giúp đỡ a. Tây Môn Tuyền Tử vỗ một cái Bắc Cung Mông Mông đầu. Mà nó, Bắc Cung Mông Mông kém chút ngã xuống, tâm tình ba động phía dưới, lại hô một tiếng lời thô tục. Bắc Cung sư tỷ, nhanh, giúp ta đánh phá địa ngục kết giới. Có mấy cái đã bị vây ở địa ngục kết giới bên trong Tam Tài Tiên Tông đệ tử hô lớn. Ngươi sọ não nổ sao? Địa ngục kết giới vừa mở, vạn vừa gặp phải cường địch, các ngươi thì mất mạng. Bắc Cung Mông Mông vừa hướng địch vừa nói. Khác ngây thơ, liền tứ tượng Hải Tông đều dám động thủ giết chúng ta, còn lại thần vực đệ tử nếu là tìm được, chúng ta cũng là bia sống. Nói đúng, lại nói cái này Lý Thiên Mệnh, cứu vãn tại chúng ta trong nước lửa, hắn bây giờ bị vây công, ba chúng ta mới Tiên Tông đệ tử, được ân đức của hắn, không được ngồi nhìn mặc kệ. Tối thiểu đến biểu thị một chút. Tuyền tử, Tuyền tử, giúp ta đánh phá địa ngục kết giới. Càng ngày càng nhiều Tam Tài Tiên Tông đệ tử hô to. Tốt a, các ngươi nói đúng, ba chúng ta mới Tiên Tông không phải sợ chứng. Bắc Cung Mông Mông thực lực còn có thể, nàng cầm xuống đối thủ, đem đánh ra địa ngục kết giới, vội vàng về đi trợ giúp Tam Tài Tiên Tông đệ tử. Đi ra đệ tử giúp lẫn nhau, đem mỗi người địa ngục kết giới đều cho phá vỡ. Cứ như vậy, thì sinh tử chớ bàn về. Bắc Cung Mông Mông lo lắng nói. Cái này tính là gì? Muốn là không có cái này Lý Thiên Mệnh giúp đỡ, bọn họ đoán chừng xong đời. Tây Môn Tuyền Tử nói. Chỉ là hạng chót tứ tượng Hải Tông, cũng dám đối với chúng ta kêu đánh kêu giết, thật chịu đủ. Đám này cầu tặc không có một cái tốt, lúc báo thủ đến. Đúng, mỗi lần thịnh hội, bọn họ âm chúng ta bao nhiêu đệ tử. Lên, muốn nói Tam Tài Tiên Tông chán ghét nhất tông môn, khẳng định cũng là tứ tượng Hải Tông. Lý Thiên Mệnh vừa mãnh liệt chém giết Long Tiểu Phàm. Rất nhiều tứ tượng Hải Tông đệ tử đã đột phá Miêu Miêu Hồn Thiên Điện Ngục, giết tới trước mắt của hắn. Còn có hơn 20 đầu cộng sinh thú thần thông oanh tạc mà đến, lít nha lít nhít. Hắn lâm vào trong đám người, quả thật có chút khó chịu, bốn phương tám hướng đều là đối thủ. Những thứ này tứ tượng Hải Tông đệ tử, nếu như biết rõ Long Tiểu Phàm sẽ chết nhanh như vậy, bọn họ tuyệt đối sẽ càng nhanh vây giết đi lên. Hiện tại hối hận cũng không kịp. Đối mặt cái này bốn phía địch thủ. Lý Thiên Mệnh cộng sinh thú, đều về tới bên cạnh hắn. Cũng chỉ có chút người này sao? Hắn nhếch miệng cười một tiếng, đem Đông Hoàng kiếm thu vào, trên tay đổi thành tà ma. Một chuỗi tinh hồng ánh mắt, trong tay quấn quanh, Lý Thiên Mệnh đột nhiên hất lên, liền vang lên tiếng ong ong. Hắn dùng tay phải tay cầm tà ma, tay trái hắc ám cánh tay con mắt thứ ba mở ra, lạnh lùng nhìn lấy tứ tượng Hải Tông đệ tử. Lý Thiên Mệnh, người nhất định phải chết. Tiểu Phàm ca vừa chết, chúng ta tứ tượng thần vực tuyệt đối lửa giận ngập trời, ít ngày nữa thì sẽ xuất binh. Tứ tượng hải quân theo đường biển tập kích, diệt ngươi Thái Cổ Thần Tông. Ngươi sông đại hỏa, tôn thần này đệ tử mạnh, đã để bọn họ nghẹn họng nhìn chân chối. Nói thật, bọn họ bởi vậy đối tôn này thần, đều sinh ra nhất định hoảng sợ. Đệ tử quật khởi đều khủng bố như thế, tôn thần lại là cái gì mức độ? Bọn họ tôn thần, cảnh giới còn thấp a. Theo cổ thánh cảnh cảnh giới, đến đánh tan tứ trọng tử kiếp đối thủ, loại thần uy này, thực sự lật đổ thế giới của bọn hắn xem. Đừng chém gió nữa, địa ngục chi trước khi chiến đấu, các ngươi thì nói khoác muốn làm nhục chúng ta, hiện tại thế nào? Lý Thiên Mệnh lười nhắc cùng bọn hắn nhiều lời, thiên hạ đệ nhất hội dùng thực lực nói chuyện, hắn đã diệt lục đạo kiếm tông đệ tử, đến đón lấy thì đến phiên tứ tượng hải tông. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang cùng Tiên Tiên, đều gia nhập lăn lộn trong chiến đấu. Đến thời khắc này đến, Long Tiểu Phàm bốn đầu hải long cộng sinh thú, toàn bộ bị đánh ra địa ngục kết giới, bị để ở một bên. Ông, bát hoang ma long tiên bách long thí thiên. Trong tay hắn tà ma hóa thành thần long tiên ảnh, bay múa đầy trời, như là trên trăm thần long gào thét mà ra, phối hợp với tiên tiên thánh quang đằng mạn, lấy tốc độ khủng khiếp, quất đánh cùng quấn quanh ở ngự thú sư cùng cộng sinh thú trên thân. Phanh phanh, tà ma sở hướng, nguyên một đám địa ngục kết giới sinh ra. Chấn hồn chi đồng. Thế giới lâm vào hắc ám, mắt to màu đỏ ngòm trưởng khống chiến trường. Rất nhiều người chỉ cùng Lý Thiên Mệnh liếc nhau một cái, liền cái gì đều nhìn không thấy. Trong lúc vô hình, cái kia bát hoang ma long tiên thì vung tại gáy của bọn họ phía trên, tại chỗ đập ra địa ngục kết giới. Như không có địa ngục kết giới, phá cũng là đầu. A, à, toàn bộ chiến trường, một mảnh hỗn loạn. Tứ tượng hải tông đệ tử, còn cho là bọn họ nhiều người. Có thể vây giết Lý Thiên Mệnh cho Long Tiểu Phàm báo thù. Bọn họ không nghĩ tới,
liên tam mới tiên tông đệ tử, đều hung ác như thế. Những đệ tử này địa ngục kết giới đã ra hiện, tương đương với đào thải, lại để cho mình người đánh phá địa ngục kết giới, hoàn toàn không sợ chết, đi ra thì cùng Lý Thiên Mệnh kề vai chiến đấu. Số người của bọn họ ưu thế, càng ngày càng ít. Phốc phốc phốc, Lý Thiên Mệnh tà ma xiềng xích trên chiến trường xuyên thẳng qua, màu đen huyễn ảnh như là ác mộng, chỗ đến tương đương thảm liệt. Chằm chằm chết bọn họ, một cái đều khác buông tha. Được rồi. Tiên Tiên triệt để đem chính mình màu đen sợi dễ kéo dài, lại dùng dây leo cùng cành lá kết thành lưới lớn, khốn trụ toàn bộ chiến trường. Lam Hoàng ngay tại phía trên chiến trường này trùng phong, đem từng đầu cộng sinh thú áp tại dưới thân đánh tơi bời. Rầm rầm rầm, thần thông oanh tạc, chiến đấu thảm liệt. Tại Tam Tài Tiên Tông đệ tử giúp đỡ phía dưới, thăng bằng bị dần dần đánh vỡ. Không ai cản nổi ở Lý Thiên Mệnh. Thậm chí, liên tục ngăn chặn ở Bắc Cung Mông Mông các nàng người, đều không có. Chạy mau. Đúng là điên, những người này quả thực không muốn sống, đi lên tìm người. Chúng ta biết bọn họ địa ngục thụ vị trí, tìm lục đạo, lưỡng nghi cùng cửu cung các loại tông môn đệ tử, diệt bọn hắn. Tam Tài Tiên Tông không biết tốt xấu như thế, bọn họ triệt để xong. Quá ngu, liền cái gì là chiều hướng phát triển cũng không biết. Long Tiểu Phàm vừa thời điểm chết, bọn họ còn có cơ hội đào tẩu. Mà bây giờ, không có bị đánh ra địa ngục kết giới người, chỉ có 4-5 cái, Lý Thiên Mệnh đã sớm nhìn kỹ bọn họ. Đừng nói ngự thú sư, một đầu cộng sinh thú cũng đừng hòng đi. Hắn cùng Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu đều đuổi theo, đem mấy cái tứ tượng hải tông đệ tử, chặn giết tại nguyên chỗ. Sau đó không lâu, tứ tượng hải tông đệ tử tất cả địa ngục kết giới, đều đã sinh ra. Bọn họ bị giam ở trong đó, phẫn nộ giãy giụa, căn bản ra không được. Phanh phanh phanh. Bọn họ đánh lấy địa ngục kết giới, hung tợn chừng lấy Lý Thiên Mệnh, thậm chí còn đang uy hiếp. Ngươi có thể ngàn vạn phải nghĩ lại, đừng để Thái Cổ Thần Tông nhiều như vậy vô tội sinh mệnh, cùng ngươi Lý Thiên Mệnh bị tội. Long Ẩn Phong ánh mắt tinh hồng. Chiến đấu kết thúc, Lý Thiên Mệnh lần nữa quất ra Đông Hoàng Kiếm, cái thứ nhất đi hướng Long Ẩn Phong. Tam Tài Tiên Tông ngu xuẩn, các ngươi bây giờ còn có cơ hội, khác bởi vì các ngươi ngu xuẩn, dẫn đến Tam Tài Tiên Tông cũng bị hủy diệt. Đến lúc đó, các ngươi cũng là thiên cổ tội nhân. Long Ẩn Phong gầm thét lên. Luôn mồm hủy diệt, người tứ tượng hải tông là cái thá gì? Thần vực hơn ngàn năm đều chưa từng có chiến tranh chân chính, hòa bình không dễ dàng, người cho rằng chiến tranh không dùng trả giá đắt a? Tây Môn Tuyền Tử khinh bỉ nói. Nuốt người Tam Tài Tiên Tông, lớn hơn nữa đại giới, đều sẽ chuyển thành thu hoạch. Long Ẩn Phong cười to nói. Hắn có điểm giống là Long Tiểu Phàm, bởi vì thế cục trước mắt mà không có sợ hãi. Long Ẩn Phong vừa mới nói xong, Lý Thiên Mệnh thì dùng Đông Hoàng Kiếm chém nát hắn địa ngục kết giới. Long Ẩn Phong ngây ra một lúc. Ngươi! Lời nói đều không nói ra, Lý Thiên Mệnh liền đem đầu của hắn, chặt bay ra ngoài. Siêu! Thi thể rơi xuống đất. Mọi người lần nữa sửng sốt. Giết người, nhẹ nhàng như vậy tự nhiên. Cái kia, Thiên Mệnh huynh đệ, thật muốn giết sạch bọn họ sao? Muốn hay không cho tứ tượng Hải Tông, lưu một chút thể diện a? Bọn họ thần vực vẫn là rất mạnh. Bắc Cung Mông Mông ấp úng hỏi. Không nghe bọn hắn nói sao? Thả một con ruồi ra ngoài, đều có thể dẫn người đến các ngươi địa ngục thụ bên này, đến lúc đó, chết thì là các ngươi. Chính các ngươi chọn, Lý Thiên Mệnh quay đầu, nhàn nhạt nhìn lấy nàng. Tốt a, Bắc Cung Mông Mông thè lưỡi. Nàng và Tây Môn Tuyền Tử liếc nhau một cái, tâm lý có chút kinh tâm động phách. Người này thật hung a, Bắc Cung Mông Mông nói. Ta cảm thấy còn tốt, hắn rất lý trí, nhân nghĩa cùng mềm lòng, có lúc sẽ hại chết người bên cạnh. Tây Môn Tuyền Tử nói. Ai, cục thế là như vậy, sinh tồn quy tắc thì tàn khốc hơn. Bắc Cung Mông Mông nói. Các nàng cùng nhìn nhau, có chút không dám nhìn. Lỗ tai truyền đến tứ tượng hải tông đệ tử hoảng sợ nhục mạ, loại kia lập tức liền muốn đến phiên cảm giác của mình, thật sự là nhân sinh ác mộng. Một cái địa ngục kết giới phá. Mang ý nghĩa chẳng mấy chốc sẽ có một cái tứ tượng hải tông đệ tử tử vong. Không thể để cho bọn họ, thì ngốc tại địa ngục kết giới bên trong sao? Bắc Cung Mông Mông lại hỏi một câu. Vốn là có thể, bất quá, ta phải cho thiên nguyên trên chiến trường, chiến tử Thái Cổ Thần Tông đệ tử báo thù. Lý Thiên Mệnh nói. Đồng tình bọn họ, người nào đến đồng tình thiên vân chiến trường phía trên những thi thể này? Lý Thiên Mệnh sẽ không quên. Tầng thứ 9 địa ngục bên trong hơn 40 Thái Cổ Thần Tông đệ tử, còn sống ở Phong Vân Phiêu Diêu bên trong.
Bọn họ phải chăng có thể sống quá này 10 ngày, đều không nhất định đâu. Những thứ này tứ tượng hải tông đệ tử, đúng là địa ngục kết giới bên trong, chỗ nào cũng không thể đi. Nhưng ai biết, bọn họ có hay không thủ đoạn, lại đem những người khác dẫn tới nơi này. Tại cái này địa ngục chiến trường, Lý Thiên Mệnh không muốn mạo hiểm. Đế quân, không có nghĩa là không giết chóc. Lục đạo sinh tử kiếm thần hình câu diệt kiếm, có thể nói vô cùng dán vào, hắn bây giờ tâm cảnh. Phốc phốc phốc. Cuối cùng, 25 cái tứ tượng hải tông đệ tử, cùng bọn hắn cộng sinh thú cùng một chỗ, toàn bộ chiến tử, cho Lý Thiên Mệnh ném vào núi lửa bên trong. Quét sạch sẽ, không chậm trễ các ngươi sự tình, các vị, hữu duyên gặp lại. Lý Thiên Mệnh chắp tay nói. Tam tài thiên tông đệ tử, hơi có chút sợ hắn. Lý Thiên Mệnh nở nụ cười, xoay người rời đi. Thiên Mệnh huynh đệ, Bắc Cung Mông Mông hô hắn một tiếng. Chuyện gì? Bất kể như thế nào, chúc phúc ngươi. Bắc Cung Mông Mông nói. Cảm ơn. Lý Thiên Mệnh phiêu giật mà đi. Có chút đẹp trai nha. Tây Môn Tuyền Tử Tề Mi Lộng Nhãn nói. Đúng a, Bắc Cung Mông Mông chu chu mỏ, nói, cũng là quá hung. Vạn nhất thân mật thời điểm đem ta sợ tè ra quần làm sao bây giờ. Cho nên, vẫn là đứng xa mà trông đi. Cặn bã nữ, hắn đoán chừng cũng không biết ngươi là ai đâu, ngươi liền thân nóng đều nghĩ kỹ. Nói sai, nói sai. Tam nguyên chiến trường. Theo Lý Thiên Mệnh bắt đầu đồ sát bắt đầu, toàn bộ chiến trường, lại lần nữa lâm vào tĩnh mịch bên trong. Địa ngục chiến trường mở ra đến bây giờ, là cái này Lý Thiên Mệnh cái người đồ sát thanh tú sao? Vấn đề này không cần trả lời, đáp án tuyệt đối khẳng định. Theo lục đạo kiếm tông lại đến tứ tượng hải tông. Lục đạo kiếm tông còn tối thiểu còn lại hai cái, tứ tượng hải tông, bao quát long thương nguyên chi tử, một cái đều không có. Ta chỉ biết là, trong lịch sử địa ngục chi chiến, 10 lần cùng nhau, đều không chết rất nhiều người, nhưng mà này còn chỉ là ngày thứ 3. Càng đáng sợ chính là, cái này không sai biệt lắm là một người làm. Hắn đang làm gì? Báo thù. Vì thiên nguyên chiến trường bị giết thái cổ thần tông đệ tử báo thù. Mà lại, là mấy lần hoàn trả. Tam tài tiên tông bên này, san hô tiên tử, Bắc Cung Lâm Lam, đã nhìn thật lâu. Nàng không vui không giận, bên người tam tài tiên tông cường giả, cũng là như thế. Bọn họ đều rung động tại tôn này thần đệ tử kinh người, nhưng đứng tại bọn họ cái góc độ này, rõ ràng có thể cảm giác được, hắn như thế giết người, là vì để tam tài tiên tông. Nhất định phải đứng tại thái cổ thần tông bên này. Cũng rất bá đạo. Chỉ là, phương thức khác biệt. Người khác giết người trấn nhiếp, hắn cứu người giết địch. Long Thương Nguyên khẳng định hận lên chúng ta, tông chủ, làm sao bây giờ? Có người hỏi. Nhìn mặt khác hai cái tông chủ thuyết pháp đi, ta ý nghĩ không thay đổi. Bắc Cung Lâm Lam nói. Nói thật, lấy thế lực của bọn hắn cùng thực lực, đứng tại bất kỳ bên nào, đều không phải là chuyện tốt. Không đếm xỉa đến tốt nhất, nhưng cũng tiếc không có khả năng này. Nghĩ thoáng liền tốt, trên thế giới này, mỗi người đều sẽ bị bách đứng đội. Bắc Cung Lâm Lam nói một tiếng, quay đầu nhìn thoáng qua tứ tượng hải tông cường giả phương hướng. Bên kia hoàn toàn tĩnh mịch. Tứ tượng bảng, phía trên đứng đầu nhất 20 mấy cái đệ tử, chết hết, liền Long Thương Nguyên nhi tử đều đã chết, tương đương với thật gãy mất đệ nhất truyền thừa. Đây cơ hồ là đả thương nặng tứ tượng thần vực. Sắc mặt tái nhợt bốn chữ này, đều không đủ lấy hình dung Long Thương Nguyên bọn họ. Nếu quả thật muốn hình dung, cái kia chính là tê tâm liệt phế, tim như bị đao cắt, vạn kiếm xuyên tâm. Tứ tượng Hải Long Cung. Nơi này là tứ tượng thần vực hạch tâm chi địa, tứ tượng Hải Tông Đại Bản Doanh. Tòa cung điện này, kiến tạo tại biển cả bên trong. Lúc này, toàn bộ tứ tượng Hải Long Cung đều đang chấn động, vô số giận mắng, gào thét truyền tới. Một mảnh hỗn loạn. Còn nhìn cái gì? Giết a! Không có tông chủ mệnh lệnh, người nào tất cả không được nhúc nhích. Không được nhúc nhích, tại cái này nhìn cái gì? Chúng ta đệ tử đều chết sạch sẽ a! Chấn thiên kêu khóc, vang vọng toàn bộ tứ tượng thần vực. Nơi này phát sinh hết thảy, cùng chút thời gian trước lục đạo thần vực, giống như đúc. Khi nhục giết người lúc rất thoải mái. Bị báo thù phản sát, liền phải thụ lấy. Thiên nhãn kết giới có một cái rất lớn thị giác, vẫn luôn tại Lý Thiên Mệnh trên thân. Hắn đang tìm Khương Vô Tâm vị trí, Hiên Viên Đạo nói. Mọi người gật đầu. Kiếm Vô Ý, không uổng công ngươi bảo vệ hắn lâu như vậy, hắn lần này tính toán giúp ngươi một tay, cứ như vậy, Tam Tài Tiên Tông chỉ có thể đứng ở chúng ta bên này,
người cũng đúng lúc phu thê đồng tâm. Hiên Viên Đạo nói, làm rất tốt. Kiếm Vô Ý cúi đầu, nhìn lấy trên chiến trường Lý Thiên Mệnh nói. Chỉ cần Tam Tài Tiên Tông kiên định, Bát Quái Tâm Tông cùng Ngũ Hành Địa Tông liền có thể chống đỡ. Cục diện đối với chúng ta có lợi, tiểu tử này đang từng bước sáng tạo kỳ tích, Hiên Viên Đạo nói. Đúng vậy a, thực là không tồi, Kiếm Vô Ý nói. Nói đến buồn cười, mấy người bọn hắn tông môn, muốn thông qua giết hại chúng ta đệ tử, cho chúng ta làm áp lực, buộc chúng ta giao ra tôn thần, hiện tại người còn không có giết thành, ngược lại để Thiên Mệnh đổ hai cái tông môn, ha ha. Âu Dương Kiếm Vương trong đám người cười to. Hắn có chút làm càn, cho nên tiếng cười có chút bất ngờ. Thiên Mệnh, thật sự không hổ tôn thần như thế đợi hắn. Hiên Viên Đạo cảm khái nói. Thì hai người bọn họ nói chuyện, sau khi nói xong, tràng diện lại có chút tĩnh mịch. Phương Thái Thanh, lại nói Tứ Thượng Hải Tông, lần này nhục nhã các ngươi Thái Thanh Phương Thị, nhìn đến bọn họ ăn quả đắng, ngươi khó chịu sao? Hiên Viên Đạo nhàn nhạt nói. Thoải mái, Phương Thái Thanh tựa ở tôn chỗ ngồi, đã nói một chữ. Hiên Viên Tông Chủ, trong góc bỗng nhiên có người nói chuyện, mọi người nhìn sang, phát hiện người kia là Độc Cô Tấn. Hắn nói, thế cục trước mắt không có dựa theo, ngũ đại thần vực kế hoạch như thế đi, nhưng nói thật, thiên hạ đệ nhất hội, là bọn họ cho chúng ta tối hậu thư, nếu như bỏ lỡ, đằng sau liền không có khả năng hòa đàm. Độc Cô Kiếp Lão là có ý gì đâu? Hiên Viên Đạo nói, ý của ta là, hiện tại liền có thể toàn diện chuẩn bị chiến đấu. Tối thiểu Tứ Thượng Thần Vực cùng Lục Đạo Thần Vực, chẳng mấy chốc sẽ xuất thủ. Độc Cô Tẫn nói, ngươi sợ sao? Hiên Viên Đạo nói, vì thần mà chiến, có gì phải sợ? Độc Cô Tẫn nói, Kiếp Lão yên tâm đi, các đại biên cảnh đã sớm bố trí tốt. Chúng ta Thái Cổ Thần Tông, chỉ cần vượt qua một kiếp này, ngày khác sẽ làm nhất thống thiên hạ. Hiên Viên Đạo nói, Lý Thiên Mệnh đã làm ra hành động vĩ đại. Lúc này thời điểm, sẽ không có người nói hối tức giận. Lại càng không có người, mở miệng nói cần phải đưa ra tôn thần. Nhưng là, mọi người tâm lý đều rõ ràng, thiên hạ đệ nhất hội còn không có kết thúc. Tầng thứ 9 địa ngục Thái Cổ Thần Tông đệ tử, cuối cùng có thể không có thể sống sót, vậy cũng không nhất định. Bất quá, có một chút rất rõ ràng. Cái kia chính là, chỉ tại thiên hạ đệ nhất hội, dù là Hiên Viên Vũ Thịnh bọn họ đều đã chết, Khương Phi Linh cũng sẽ không bị lấy loại này sỉ nhục phương thức mất mạng. Lý Thiên Mệnh khoảng cách cái này mục tiêu, càng ngày càng gần. Địa ngục chiến trường, tầng thứ 6, huyết chỉ địa ngục. Lý Thiên Mệnh tìm tòi mà qua. Nơi này là Tứ Tượng Hải Tông địa ngục, bọn họ địa ngục thụ căn bản không người đóng giữ, Lý Thiên Mệnh thuận tiện đem phá, lại là 30 điểm tới tay. Hắn điểm số, nhiều làm cho người khác giận sôi. Ta giết càng nhiều người, thì kết càng nhiều tử thù, cái kia ngũ đại thần vực, thì sẽ không cam lòng chỉ xử tử Linh Nhi. Cái kia Linh Nhi tại thiên hạ đệ nhất hội trong lúc đó, tối thiểu an toàn. Tiếp tục như vậy, khẳng định khai chiến. Chiến tranh là chiến tranh, sẽ có rất nhiều thương vong, có thể chí ít còn sẽ có rất đại cơ hội. Để còn lại ba cái thần vực trợ giúp Thái Cổ Thần Vực, đoán chừng không quá hiện thực, nhưng là tối thiểu, có thể để bọn hắn không bỏ đá xuống giếng. Hắn tại đầy trời bên trong ao máu, ngẩng đầu đi lên. Tiếp đó, còn có Lưỡng Nghi Ma Tông, Thất Tinh Thiên Tông cùng Cửu Cung Quỷ Tông. Phía trên, còn có ngũ trọng địa ngục. Lý Thiên Mệnh đi tới tầng thứ 5 địa ngục, Lôi Uyên địa ngục. Nơi này là Lôi Đình Thâm Uyên, khắp nơi đều là bôn tẩu Lôi Đình Linh Tai. Khương Vô Tâm cùng Phong Tiểu Lê, đồng dạng không ở tầng này. Nếu như ta cùng bọn hắn, đồng thời thông qua thông đạo, ta đi lên, bọn họ hướng xuống, cái kia liền có khả năng đem bọn hắn bỏ qua đi. Nhưng là loại này tỷ lệ, cần phải rất thấp. Tầng thứ 5 địa ngục thụ. Tựa hồ so sánh xa xôi, Lý Thiên Mệnh muốn mau sớm tìm tới Khương Vô Tâm cùng Phong Tiểu Lê, vì vậy tiếp tục đi lên. Tầng thứ 4 địa ngục, Phong Đào địa ngục. Vẫn là không ai. Điều này nói rõ, bọn họ rất có thể đến trên cùng tam trọng địa ngục. Lý Thiên Mệnh tiếp tục đi lên. Tầng thứ 3 địa ngục, Ám Dạ địa ngục. Cái này nhất trọng địa ngục, thiên địa một mảnh tối tăm, đưa tay không thấy được năm ngón. Nếu là có địa ngục kết giới lập lòe, sẽ chỉ càng thêm rõ ràng. Địa ngục thụ một khi bị hủy diệt, liền xem như đánh phá địa ngục kết giới, cái kia phá nát địa ngục kết giới, vẫn sẽ ở trên người, bảo trì lập lòe trạng thái. Rốt cuộc tìm được ngươi. Lý Thiên Mệnh nhìn đến chân trời cuối cùng, có một đạo băng hào quang màu xanh lam ngút trời. Không ngoài dự liệu,
cái kia chính là Khương Vô Tâm hoặc là Phong Tiểu Lê địa ngục kết giới quang mang. Hắn không nói hai lời, cưỡi lên Miêu Miêu, hướng về bên kia phi tốc mà đi. Tại sắp đến gần thời điểm, Lý Thiên Mệnh liền phát hiện, Khương Vô Tâm bên cạnh, cần phải có rất nhiều người. Điều này nói rõ, hắn tìm không ít trợ thủ. Lý Thiên Mệnh để Miêu Miêu trở về, sau đó tại cái này ám dạ địa ngục bên trong lặng yên tới gần. Ám dạ địa ngục thiên nhiên hoàn cảnh, làm đến hắn có thể sử dụng con mắt thứ ba, càng thấy rõ ràng người khác, nhưng người khác cũng rất khó phát hiện hắn. Hắn trốn ở một chỗ trên vách núi đá, hướng phía trước một ngọn núi đỉnh nhìn qua. Đỉnh núi kia vị trí, vậy mà tụ tập 50, 60 người. Trong đám người, có một người thân thể, lóng lánh chướng mắt băng lam sắc quang mang, làm sao đều giấu không được. Đó chính là Khương Vô Tâm. Hắn đưa lưng về phía Lý Thiên Mệnh. Bên cạnh nhiều người như vậy, xem ra muốn giết hắn rất khó. Lý Thiên Mệnh không có chậm trễ bao nhiêu thời gian, bất quá, xem ra Khương Vô Tâm vẫn là nhanh một bước. Cái này 50, 60 người đội ngũ, nói rõ chỉ ít hội tụ hai cái tông môn đệ tử. Thất Tinh Kiếm Tông cùng Âm Dương Ma Tông người, đại bộ phận đều tại bên cạnh hắn. Lý Thiên Mệnh cau mày. Hắn cẩn thận ngừng lại. Khương Vô Tâm không nói chuyện, nhưng là những người khác tại nói chuyện với nhau. Nghe, là Khương Vô Tâm tìm được trước Âm Dương Ma Tông, sau đó lại đi tới nơi này tầng thứ ba địa ngục, tìm được Thất Tinh Thiên Tông. Bọn họ còn đang chờ đợi, xâm lấn còn lại địa ngục người trở về. Số người nhiều nhất Cửu Cung Quỷ Tông, ngay tại tầng thứ hai địa ngục. Nơi này đã có mấy cái Cửu Cung Quỷ Tông đệ tử, đoán chừng đã có người đi lên thông báo. Mấy cái này tông môn, phân tán tại các khắp nơi ngục rất nhiều người, lúc này thời điểm muốn tụ tập cùng một chỗ, cần phải cần một chút thời gian. Chờ bọn hắn người đã đông đủ, liền sẽ đi tầng thứ 9 địa ngục, hủy diệt địa ngục thụ, giết hết đệ tử của chúng ta. Bọn họ đã biết địa ngục thụ vị trí, thì coi như chúng ta từ bỏ địa ngục thụ, lên trên chạy, qua không được bao lâu, bọn họ vẫn có thể từng tầng càn quét tới, căn bản không chỗ có thể trốn. Chỉ có tử chiến một loại biện pháp. Lý Thiên Mệnh nhíu chặt lông mày. Cái này ba cái tông môn cùng nhau, hết thảy có hơn 140 cá nhân, cường giả vô số, viễn siêu thái cổ thần tông, để bọn hắn truy sát, muốn tiếp tục sống, căn bản không thể nào. Lý Thiên Mệnh khẳng định không chết được. Có thể Hiên Viên Vũ Thịnh, Bắc Cung Thiền Tuyết bọn họ làm sao bây giờ? Chỉ có thể chụp một kích phá. Nhưng, bọn họ đã tụ ở cùng nhau, lại như thế nào có thể chụp một kích phá? Tiếp đó, tụ đến người, sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Lý Thiên Mệnh tại cái này nghe trong chốc lát. Bọn họ ba đại tông môn, đều có không ít đệ tử phân tán ra ngoài, bọn họ muốn đợi người đủ lại hành động, có thể không có sơ hở nào. Muốn tụ tập đến hơn 100 người trở lên, đoán chừng phải một chút thời gian. Lý Thiên Mệnh còn nghe được một cái tin tức. Âm Dương Ma Tông địa ngục thụ, tại tầng thứ 5 Lôi Uyên địa ngục. Thất Tinh Thiên Tông địa ngục thụ, tại tầng thứ 3 Ám Dạ địa ngục. Cửu Cung Quỷ Tông địa ngục thụ, tại tầng thứ 2 Bạch Xí địa ngục. Bọn họ bây giờ đang ở tầng thứ 3. Địa ngục kết giới lập lòe, cũng không có gì khác biệt, nếu như ta nhân cơ hội này, đem bọn hắn địa ngục thụ đều làm hỏng, đến lúc đó người người trên thân đều là lập lòe trạng thái, chẳng phải là dễ dàng lẫn lộn. Có thể tìm đến địa ngục thụ, là Lý Thiên Mệnh ưu thế. Bình thường một người, liền phải tìm vận may. Hắn nghĩ chính là, dựa vào cái này ưu thế, đi tranh thủ càng nhiều khả năng. Lục Đạo Kiếm Tông cùng Tứ Thượng Hải Tông đệ tử, chết hơn 60 người về sau, hiện tại toàn bộ chiến trường đệ tử, đoán chừng thì hơn 300 người. Muốn là nhân cơ hội này, trước một bước hủy đi bọn họ cái này tam trọng địa ngục thụ, tương đương với toàn bộ chiến trường một nhiều hơn phân nửa người đều là lập lòe trạng thái. Nói như vậy, có thể thao tác không gian thì lớn hơn một chút. Nghĩ tới chỗ này, Lý Thiên Mệnh lập tức hành động. Thừa dịp lấy bọn hắn tập hợp thời điểm, Lý Thiên Mệnh đầu tiên đi xuống dưới, quay về tầng thứ 5 Lôi Uyên địa ngục. Tiên Tiên, dùng tốc độ nhanh nhất tìm địa ngục thụ. Lý Thiên Mệnh nói. Muốn thưởng, Tiên Tiên ngạo kiều nói. Nhanh, một hồi ăn vào ngươi nôn đến. Lý Thiên Mệnh nói. Nôn, đó là không có khả năng. Tiên Tiên tại thức ăn ngon dụ hoặc phía dưới, bắt đầu gia tăng tốc độ. Lôi Uyên địa ngục khắp nơi đều là lôi đình, đối nàng cắm rễ bùn đất, tạo thành nhất định ảnh hưởng. Bên này, hướng bên này, không sai á. Lần này tìm kiếm, hao phí nửa canh giờ thời gian. Lôi Uyên địa ngục thụ, xuất hiện tại Lý Thiên Mệnh trước mắt.
Âm Dương Ma Tông hiển nhiên sẽ lưu người, ở chỗ này đóng giữ. Lý Thiên Mệnh tới gần xem xét. Chỉ có một người. Cái này chỉ có thể nói rõ, người này cảnh giới tu vi, tuyệt đối không kém. Kẻ tài cao gan cũng lớn. Một mình hắn thủ tại chỗ này, đoán chừng đã gặp Khương Vô Tâm. Các loại phía trên người chảy xuống dòng dòng đến, khẳng định sẽ tới mang đi hắn. Lý Thiên Mệnh xác nhận một chút, xác thực chỉ có hắn một cái. Hắn liền không khách khí, trực tiếp xuất hiện ở tại trước mắt. Lý Thiên Mệnh, nam tử kia đang ngồi tại địa ngục thụ dưới, đủ kiểu nhàm chán, phát hiện người tới về sau, hắn sửng sốt một chút. Cũng là ngươi, giết Khương Vô Tâm thê tử, còn để Lục Đạo Kiếm Tông chết hơn 40 người. Nam tử này người mặc trường bào màu đỏ rực, tướng mạo có chút yêu dị, có chút bất nam bất nữ, tiếng nói cũng so sánh âm nhu. Tần Triều Thiên, Lý Thiên Mệnh nhận ra thân phận của hắn. Âm Dương Ma Tông có hai cái tông chủ, phân biệt là Thái Dương Tông Chủ cùng Thái Âm Tông Chủ. Cái này Tần Triều Thiên, chính là Thái Dương Tông Chủ, Tần Phong Dương, chi tử. Cảnh giới của hắn cùng Long Tiểu Phàm một dạng, đều là tứ trọng tử kiếp, là Viêm Hoàng Đại Lục ở bên trên cùng cấp bậc thiên tài đứng đầu. Tần Triều Thiên tại Âm Dương Ma Tông tên rất vang dội. Nhưng, hắn vì sao lẻ loi một mình, ở chỗ này thủ địa ngục thụ? Đó là bởi vì, hắn không phải Âm Dương Ma Tông đệ tử đầu lĩnh. Bây giờ Âm Dương Ma Tông, nghe nói Âm Mạch, Viễn Siêu, Dương Mạch, thậm chí nghe đồn nói, Thái Dương Tông chủ Tần Phong Dương căn bản không có gì quyền thế. Toàn bộ Lưỡng Nghi Ma Tông đều từ Thái Âm Tông chủ, trưởng khống, đến mức liền đệ tử phương diện phía trên, Dương Mạch đệ tử đều rất thất thế. Tần Triều Thiên, cũng không phải là Âm Dương Ma Tông mạnh nhất đệ tử. Bọn họ mạnh nhất đệ tử, vừa rồi đang cùng Khương Vô Tâm một đạo đâu, đó là hiện tại, Thái Âm Tông chủ, đệ tử thân truyền. Tựa hồ cái này đệ nhất, Thái Âm Tông chủ, vẫn là Viêm Hoàng Đại Lục truyền kỳ nữ tử, nghe nói số tuổi so Phương Thái Thanh bọn họ nhỏ hơn trăm tuổi, đã từng người đồng lứa vô địch tồn tại. Thí dụ như thiên hạ đệ nhất hội trèo lên đỉnh đệ nhất, bất quá đều là hắn kiếp sống bên trong, một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Tại Thái Âm Tông chủ quang mang phía dưới, liền cái này Tần Triều Thiên phụ thân, Thái Dương Tông chủ, đều ảm đạm vô quang, lại càng không cần phải nói chính hắn. Hắn tựa như là một cái, bị lãng quên tại địa ngục thụ người bên cạnh. Ngay cả như vậy, làm hắn nhìn đến Lý Thiên Mệnh, xuất hiện ở nơi này thời điểm, hắn trong hai mắt, vẫn thiêu đốt lấy liệt hỏa quang mang. Lý Thiên Mệnh, người biết, công lao, hai chữ này, đối với ta trọng yếu bực nào sao? Tần Triều Thiên lúc nói chuyện, thứ ba đại cộng sinh thú, tại cái này địa ngục thụ bốn phía lao nhanh mà đến. Liên quan ta cái rắm. Lý Thiên Mệnh giành giật từng giây, cuộc chiến đấu này không thể tránh né. Hắn lời nói âm vừa hạ xuống xong, huỳnh hỏa bọn họ bốn cái, đồng dạng đều xuất hiện tại hắn bên người. Giết ngươi, có thể chứng minh chính ta, ngươi danh khí đủ lớn, dẫm lên đầu của ngươi đi lên, toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục người, đều sẽ nhận biết ta. Tần Triều Thiên âm cười lạnh nói. Lý Thiên Mệnh đối bọn hắn Âm Dương Ma Tông nội bộ tranh chấp, một đoạn hứng thú đều không có. Đó là cái không thể khinh thường đối thủ. Lý Thiên Mệnh ánh mắt, rơi vào Tần Triều Thiên tam đại cộng sinh thú trên thân. Thú vị là, cái này tam đại cộng sinh thú, thuộc tính giống nhau, nhưng chủng loại lại không giống nhau. Loại này ba đời ngự thú sư, cùng Lý Thiên Mệnh một dạng, đều thuộc về tương đối hiếm thấy nhiều cộng sinh thú ngự thú sư. Ba đầu cộng sinh thú, theo thứ tự là thú chạy, phi cầm cùng côn trùng. Trong đó thú chạy, chính là một đầu ngọn lửa màu vàng óng đốt cháy hùng sư. Cái kia hùng sư hình thể to lớn, nanh vuốt sắc bén, hắn trên trán lại có 9 cái liệt hỏa hừng hực ánh mắt, trung ương một chiếc mắt nằm dọc, phía dưới 4 đối với con mắt, cái kia hung hãn giữ tợn bá đạo khí tức cuốn tới. Đây là cửu tình kim nghê thú, hết thảy 420 cái điểm sao. Hắn còn thứ hai cộng sinh thú, là bay ở trên trời phi cầm, đó là một đầu toàn thân kim hồng sắc liệt chim, triển khai hai cánh tối thiểu có hơn 150 mét, hai cái cánh tựa như là hai mảnh hỏa vân, vỗ cánh ở giữa, hỏa diễm lăn lộn, hình thành mãnh liệt sóng lửa. Đây là phần dương kim ô. Con thứ ba cộng sinh thú, là một cái màu đỏ sậm bọ cạp, cái kia bọ cạp nằm sấp trên mặt đất, giống như là một mảnh nung đỏ sắt lá, nắm giữ hai cái to lớn cái càng, còn có 9 đầu bén nhọn cái đuôi, cái kia cái đuôi bên trên có rõ ràng hỏa độc. Đây là cửu vĩ hỏa phệ độc hạt. Ba loại hỏa thuộc tính cộng sinh thú, lại phân biệt là hùng sư, kim ô cùng độc hạt. Tần Triều Thiên đứng tại cái này ba đầu hung hãn mãnh thú trước mắt,
trên tay nắm giữ một mồi lửa màu đỏ trường mâu, chỉ hướng Lý Thiên Mệnh. Trên người hắn, màu đỏ thắm lửa cháy bừng bừng đốt cháy, để hắn xem ra càng thêm yêu dị. Đây là một cái nhu cầu cấp bách chứng minh mình người. Lý Thiên Mệnh, nghe nói người giết Lục Đạo Kiếm Tông rất nhiều người, biểu hiện rất mắt sáng, xứng với người tôn thần đệ tử thân phận. Chết tại ta Tần Triều Thiên trên tay, được cho thể diện. Tại trước mắt hắn, Lý Thiên Mệnh bên người, chỉ có một đầu mãnh thú, cái kia chính là Lam Hoang. Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu, đều trên vai của hắn. Đến mức tiên tiên, lần trước chiến đấu hao tổn quá lớn, Lý Thiên Mệnh quyết định để cho nàng nghỉ ngơi một chút. Lôi Uyên địa ngục, lôi đình lăn lộn. Đùng đùng sao không dứt. Cuồng bạo điện xà, trên bầu trời bôn tẩu. Tại lôi quang nổ vang thời điểm, Lý Thiên Mệnh nắm chặt Đông Hoàng Kiếm, một người ba thú, như tử vong chi thần. Đã từng, Khương Phi Linh bị ám sát một lần kia, Âm Dương Ma Tông là lớn nhất hiểm nghi. Việc này, cải biến Lý Thiên Mệnh tâm cảnh. Mà bây giờ, hắn có thể tính đụng tới Âm Dương Ma Tông người. Âm Dương Ma Tông ngự thú sư, đại đa số đều là song sinh ngự thú sư, Tần Triều Thiên làm ba đời ngự thú sư, sẽ chỉ càng mạnh. Ngươi là Âm Dương Ma Tông cái thứ nhất. Tam Nguyên chiến trường phía trên. Lại là cái này Lý Thiên Mệnh. Đây là Tần Phong Dương nhi tử đi, có thể ngăn cản Lý Thiên Mệnh. Nhìn lấy liền biết. Rất nhiều người đều nhìn về Âm Dương Ma Tông phương hướng. Mọi người đều biết, Âm Dương Ma Tông cùng Thái Cổ Thần Tông, mâu thuẫn sâu nhất. Cái này Lý Thiên Mệnh là chuẩn bị, đem bọn hắn địa ngục thụ, toàn bộ cho chém đứt. Hẳn là, đến lúc đó cục diện muốn là hỗn loạn, khả năng Thái Cổ Thần Tông đệ tử, còn sẽ có cơ hội. Xem đi. Rất nhiều người đều hiếu kỳ. Lục Đạo Kiếm Tông đệ tử, cơ hồ toàn quân bị diệt, Âm Dương Ma Tông sẽ như thế nào? Tần Triều Thiên ba đầu cộng sinh thú, đều là cấp 4 sinh tử kiếp thú. Ba đại hỏa diễm cự thú, chim bay cá nhảy côn trùng, dẫn lửa đốt cháy bên trong, du tẩu tại Tần Triều Thiên bên cạnh thân, theo Tần Triều Thiên vung vẩy trường mâu, nhảy lên một cái, hướng về Lý Thiên Mệnh trùng sát. Vù vù, kia hỏa hồng sắc trường mâu đâm rách không khí, phát ra chói tai tiếng rít âm, hỏa diễm hình thành sóng lớn bao phủ. Ông, Tần Triều Thiên thân thể trực tiếp đốt lên. Cả người huyết nhục da thịt, biến đến như là nung đỏ sắt thép. Trong đó đầu, thân thể cùng tứ chi các loại vị trí, càng là xuất hiện nóng rực hỏa cầu, dường như hắn trong cơ thể, cất giấu 9 cái mặt trời. Đây là Âm Dương Ma Tông phi thường nổi danh luyện thể chiến quyết, cửu dương chiến thể, đồng dạng cần hấp thu ngoại vật. Chỉ bất quá Tần Triều Thiên hấp thu không phải tinh nguyên, mà là một loại gọi là nhật nguyên, đồ vật. Hắn cửu dương chiến thể, nóng rực thiêu đốt. Rõ ràng đã tu luyện được rất không tệ. Xem xét lại Lý Thiên Mệnh, toàn thân tinh quang thiểm diệu, 500 tinh nguyên rõ ràng so với đối phương số lượng cao hơn, mà lại hắn tinh nguyên hết thảy 5 loại, hình thành kết cấu càng ổn định. Bây giờ nhục thân cường độ, vốn là Lý Thiên Mệnh ưu thế cự lớn. Bất quá, hắn cũng nhìn ra được, tay này cầm 6 đầu kiếp văn trường mâu, toàn thân lửa cháy bừng bừng đốt cháy Tần Triều Thiên, thân thể máu thịt chiến lực đồng dạng kinh người. Song phương một người ba đầu, đột nhiên đánh vào cùng một chỗ. Phần dương kim ô, cửu tình kim nghê thú, cửu vĩ hỏa phệ độc hạt, có chạy như bay thượng thiên, có hung mãnh đánh giết. Lý Thiên Mệnh giơ tay trái lên. Chấn hồn chi đồng. Một chiêu này không chỉ là nhằm vào Tần Triều Thiên, càng là đối với thứ ba đầu cộng sinh thú sử dụng. Làm ánh mắt của bọn nó, bị cái này chấn hồn chi đồng hấp dẫn thời điểm, lấy cộng sinh thú linh hồn lực lượng, bị trùng kích lớn hơn. Trong lúc nhất thời, Tần Triều Thiên cùng ba đầu cộng sinh thú, đều lâm vào cực hạn trong bóng tối, bên trong thiên địa chỉ có một cái huyết con mắt màu đỏ, chấn nhiếp thần hồn. Lui lại, Tần Triều Thiên vội vàng nhắm mắt lại, hét lớn một tiếng. Hắn vừa dứt lời dưới, liền có chút không kịp, Lý Thiên Mệnh đã thi triển cái này chấn hồn chi đồng, khẳng định là muốn mượn cái môn này nhãn thuật, cấp tốc thành lập ưu thế. Tại tay trái thi triển chấn hồn chi đồng đồng thời. Tay phải hắn phía trên tà ma biểu bắn đi ra. Bát hoang ma long tiên bát hoang địa ngục. Đây là cái này roi pháp đỉnh phong một chiêu, tà ma đang lao vùn vụt bên trong, hóa thành 8 đầu ma long. Cái này ma long như là theo địa ngục bên trong đến, phong tỏa 8 cái phương vị, ma khí ngập trời, gào rú gào thét, hướng về cái kia phần dương kim ô cắn xé mà đi. Bị ổi. Tần Triều Thiên đâm rách chấn hồn chi đồng ánh mắt, liền nhìn đến phần dương kim ô tao ngộ nguy hiểm. Hắn trường mâu xuất thủ, vụt lên từ mặt đất, xông lên phía trên mây.
Sau một khắc, một con mèo đen theo mặt bên lao vút mà đến, kinh khủng lôi đình hướng về trên người hắn bổ đi lên. Chiến đấu phải để ý tiên cơ, nhất là đoàn chiến, nhất định phải có tiên cơ lập đoàn bản sự. Lý Thiên Mệnh mạch suy nghĩ rất rõ ràng, chấn hồn chi đồng mê hoặc một khắc, hắn thì khóa chặt phần dương kim ô, cùng huỳnh hỏa cùng một chỗ hô nhau mà lên. Đã trải qua nhiều như vậy phối hợp chiến đấu, tăng thêm tà ma phạm vi công kích rất dài, bọn họ đã vô cùng thuần thục. Đối mặt hỏa thuộc tính đối thủ, Lam Hoàng đồng dạng phong sinh thủy khởi. Nó chạm Lam Hải ngục cuốn lên đầy trời sóng biển, trực tiếp đỉnh ra ngoài, mặc kệ là cửu tình kim nghê thú vẫn là cửu vĩ hỏa phệ độc hạt, đều dựa vào mặt đất mới có thể phát huy ra chiến lực mạnh nhất, địa phương mặt hóa thành biển cả thời điểm, hai bọn chúng ngay đầu tiên, liền bị sóng biển bên trong hung mãnh đánh thẳng tới Lam Hoàng cuốn vào biển cả. Vù vù, hỏa diễm ngập trời bao phủ, chạm Lam Hải ngục nước biển, đều bị đốt sạch sẽ. Chỉ là, cửu tình kim nghê thú cùng cửu vĩ hỏa phệ độc hạt hướng lúc đi ra, ngẩng đầu nhìn lên, cái kia phần dương kim ô đầu tiên là bị Lý Thiên Mệnh bát hoang ma long, quất ra sâu đủ thấy xương vết máu, thân thể to lớn bị tà ma cuốn lấy, bị Lý Thiên Mệnh từ trên trời kéo xuống, nện ở trước mắt. Ầm ầm, huỳnh hỏa lục đạo hỏa liên, đầu tiên là đập vào cái này cự điểu trên đầu. Ngay sau đó cánh bên trong ẩn chứa luyện ngục mệnh hỏa cùng thiên kiếp kiếm khí, lấy thông thiên cương khí xuyên thủng phần dương kim ô đầu, đâm đi vào. Ầm ầm, luyện ngục mệnh hỏa nổ tung. Ông, địa ngục kết giới sinh ra, đem luyện ngục mệnh hỏa uy lực nổ tung đẩy đi ra, để cái kia phần dương kim ô không đến mức bị tập kích miểu sát. Bất quá, cái này cũng tương đương với Lý Thiên Mệnh sử dụng chấn hồn chi nhãn tiên cơ, sẽ để cho đối phương giảm quân số một cái. Ngươi thẳng âm a. Lý Thiên Mệnh. Sau một khắc, Tần Triều Thiên lấy trường mâu bước lui miêu miêu, đạt tới phần dương kim ô trước mắt. Hắn vậy mà trực tiếp công kích địa ngục kết giới, lấy trường mâu đem địa ngục kết giới xuyên qua. Làm địa ngục kết giới nổ tung thời điểm, mang ý nghĩa phần dương kim ô khôi phục chiến đấu lực. Chỉ là, địa ngục kết giới lại không bảo vệ mạng của nó. Có thể, Lý Thiên Mệnh nở nụ cười gằn. Coi như thế, phần dương kim ô trên đầu còn có một cái lỗ máu. Trên thân còn có tà ma tạo thành thương thế. Nó bởi vậy càng hung hãn, chạy như bay ở trên trời, phun ra nguyên một đám như là mặt trời một dạng hỏa cầu khổng lồ. Những cái kia hỏa cầu, như là thiên thạch một dạng rơi xuống, nó mệnh không trúng được huỳnh hỏa cùng miêu miêu, thì toàn bộ hướng về Lam Hoang đập lên. Lam Hoang lấy một địch hai, vốn là có chút cố hết sức, tăng thêm cái này phần dương kim ô thần thông, trong lúc nhất thời hắn thân thể bị tạc ra rất nhiều cháy đen dấu vết. Đau đến nó ngao ngao kêu to. Giống. Miêu miêu hóa thân đế ma hỗn độn, một đạo địa ngục truy hồn điện đâm vào Tần Triều Thiên cửu dương chiến thể, lại lấy một đạo vạn cực điện võng đánh xuống, quấn quanh ở cái kia cửu tình kim nghê thú trên thân. Nó theo mặt bên đánh thẳng tới, cắn lấy đối thủ trên thân, đem theo Lam Hoang trên thân phốc mở, hai đầu mãnh thú quấn quýt lấy nhau, ngã lăn xuống đất phía trên. Cửu tình kim nghê thú khôi ngô cường tráng, lông bầm rậm rạp. Tứ chi so miêu miêu to lớn hơn nhiều, so sánh phía dưới miêu miêu tụ hợp sư hổ báo tất cả ưu điểm, thân thể lực lượng cũng không kém cỏi, càng nắm giữ cùng Lý Thiên Mệnh một dạng cướp bóc sinh mệnh tử kiếp chi lực. Trong khi cùng cái này cửu tình kim nghê thú cắn xé cùng một chỗ thời điểm, lâu dài đi xuống, đối phương nhất định huyết nhục sinh mệnh khô kiệt mà chết. Rầm rầm rầm, lôi hỏa trùng kích, khắp nơi oanh minh. Đến mức phần dương kim ô, nó dễ chịu không được bao lâu. Bởi vì huỳnh hỏa ở tại bên người lấp lóe du tẩu, đối thủ hình thể càng lúc càng lớn, nó ngược lại càng thêm thuận buồm xuôi gió. Nó thông thiên cương khí xuyên thấu đối phương lông vũ, xé rách huyết nhục, thần thông vẫn còn so sánh phần dương kim ô kiên cường, một lớn một nhỏ hai cái hỏa diễm điểu ở trên trời kịch đấu, ngược lại là cái kia phần dương kim ô, chạy chối chết, tiếng kêu rên liên hồi. Đinh đinh đinh, tại cái này lăn lộn trong chiến đấu, Lý Thiên Mệnh tà ma lại lần nữa bay ra ngoài. Quấn ở cửu vĩ hỏa phệ độc hạt chín đầu độc đuôi phía trên. Cái kia độc thú đang dùng chín cái đuôi, đâm xuyên Lam Hoang thân thể nhược điểm chi địa, tỉ như ánh mắt, miệng. Nó một đôi cái kìm cực kỳ hung mãnh, bất quá, trong khi cái đuôi bị đột nhiên xuất hiện tà ma cuốn lấy, tà ma phía trên gai nhọn, đập vụn nó áo giáp, trực tiếp xuyên thấu huyết nhục. Cái kia cửu vĩ hỏa phệ độc hạt, hét thảm một tiếng. Lam Hoang trực tiếp đặt ở hắn trên thân, cắn một cái vào một đầu cái đuôi. Sinh sinh rút đoạn. Phanh phanh phanh. Chiến trường cực kỳ hỗn loạn. Lý Thiên Mệnh thông qua tà ma, trợ giúp cộng sinh thú thành lập ưu thế. Cùng lúc đó,
hắn đã dùng tay trái hắc ám cánh tay cùng trấn hồn chi đồng, liên tục chặn đối thủ 3 lần trường mâu đâm xuyên. Tần Triều Thiên Lạc Nhật chiến quyết, lấy xuyên qua mặt trời vì ý chí, nắm giữ cửu dương chiến thể hắn, không nhìn thấy biểu lộ, lại có thể cảm nhận được phẫn nộ của hắn. Đinh đinh đinh, cái kia trường mâu đâm vào Lý Thiên Mệnh trên cánh tay trái, toát ra chướng mắt sao hỏa, một lần cuối cùng đâm xuyên, càng làm cho Lý Thiên Mệnh dùng bàn tay nắm. Người cái tay này chuyện gì xảy ra? Tần Triều Thiên sợ ngây người. Siêu. Đáp lại hắn là Lý Thiên Mệnh tà ma. Bát Hoang Ma Long. Gần trong gang tấc phía dưới, Bát Hoang Ma Long uy lực rất nổ tung. Dù sao cũng là nhị nguyên sinh tử chiến quyết, Tần Triều Thiên liền vội rút ra trường mâu, lui về sau đi. Đừng nghĩ đi. Lý Thiên Mệnh tà ma vừa thu lại, trên tay đổi Đông Hoàng Đại Kiếm, hai tay của hắn cầm kiếm, bạo sát mà lên. Tại cửa này đầu, trời bên trên truyền đến hét thảm một tiếng. Lý Thiên Mệnh không cần nhìn đều biết, huỳnh hỏa lần nữa lấy luyện ngục mệnh hỏa, nổ rớt phần dương kim ô đầu. Nó nhân đạo chúng sinh kiếm càng ngày càng thuần thục, một chỉ thi triển Viêm Hoàng đệ nhất kiếm quyết Phượng Hoàng, lực sát thương đó là tương đương đáng sợ. Phần dương kim ô, chết. Sự thật này, mang cho Tần Triều Thiên thê tuyệt phẫn nộ, để hắn phiền muộn cùng biệt khuất, ấp ủ đến cực hạn. Ngươi muốn làm cái gì? Chờ các ngươi địa ngục thụ một phá, còn lại 6-7 ngày thời gian, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, làm gì làm không sợ dãy giụa. Các ngươi cái kia đáng chết tôn thần, nên chết tại 10 vạn năm trước, các ngươi muốn giữ vững nàng, sẽ chỉ làm các ngươi thái cổ thần vực diệt vong. Còn làm cái gì mộng đẹp đâu? Tần Triều Thiên gầm thét lên. Cho nên ngươi đây là tại đồng tình chúng ta, Lý Thiên Mệnh nói. Ta đồng tình cái rắm, các ngươi đây là ngu xuẩn mất khôn, chết không có gì đáng tiếc. Nhất là ngươi, ngươi bây giờ càng ngang, thiên hạ đệ nhất hội, ngươi bị chết thảm nhất. Tần Triều Thiên nói. Không quan trọng a, chết thì chết, dù sao có hơn 60 cái, lục đạo kiếm tông cùng tứ tượng hải tông đệ tử cho ta chôn cùng. Kế tiếp còn có càng nhiều, ngươi tại trên hoàng tuyền lộ chờ một chút, bảo đảm không tịch mịch. Lý Thiên Mệnh ánh mắt hừng hực, hai tay Đông Hoàng kiếm lấy kinh thiên chi thế, chặt chém xuống. Cái này trọng kiếm chặt chém hung mãnh, là song kiếm không cách nào so sánh. Lục đạo sinh tử kiếm quyết thần hình câu diệt kiếm. Sát lục chi kiếm, tử vong chi ý. Lý Thiên Mệnh hội tụ thiên kiếp kiếm khí cùng tử kiếp chi lực, lại có chạm tinh cổ thần thể, một kiếm này tuyệt sát, khí thế ngút trời. Tần Triều Thiên trên người 9 vầng thái dương lập lòe vô tận quang mang. Để huyết nhục của hắn cơ hồ đều biến mất, Lý Thiên Mệnh trước mắt, chỉ còn lại có chướng mắt thiêu đốt mặt trời gay gắt. Làm Âm Dương Ma Tông xếp hạng thứ 2 đệ tử, thiên tư của hắn xác thực cùng Long Tiểu Phàm chênh lệch không có mấy, thậm chí ý chí mạnh hơn, so như lúc này lăng nhiên không sợ, thấy chết không sờn dũng khí. Chết! Lạc Nhật chiến quyết thông thiên quán nhật. Cửu dương chiến thể liệt dương chi lực, hội tụ tại trường mâu bên trong, không sợ trùng phong phía dưới, trường mâu xuyên qua mà ra. Làm. Một tiếng nổ vang, kinh thiên động địa. Loảng xoảng. Trường mâu không gãy, nhưng lại bị Đông Hoàng kiếm bổ cong. Nhưng, đây chỉ là thần hình câu diệt kiếm sinh chi kiếm. Trọng kiếm trạng thái, tuy nhiên không có song kiếm dính liền không có nhanh như vậy, làm không được đồng thời bạo phát. Nhưng là, đơn độc thi triển, song kiếm hợp nhất, uy lực khẳng định càng mạnh. Lý Thiên Mệnh lại lần nữa bạo khởi, ánh mắt lạnh lùng, Đông Hoàng kiếm lại chém. Liên tục lưỡng kiếm, đệ nhị kiếm chém nước trường mâu, bổ vào Tần Triều Thiên trên bờ vai, đưa nó một đầu tay đều cho bổ xuống. Xoẹt! Tần Triều Thiên bị đau kêu thảm, ngã lăn xuống đất phía trên. Cánh tay gãy mất, nhưng là địa ngục kết giới cũng không có xuất hiện, nói rõ đây không phải vết thương chí mạng. Nhưng là... Đông Hoàng kiếm phía trên kiếm hình thiên văn, tên là Đế Quân Kiếm Ngục, lại bởi vậy bò lên trên Tần Triều Thiên thân thể, chen chúc đi vào, trong nháy mắt trải rộng toàn thân. Tần Triều Thiên vừa mới đứng lên, chính muốn phản kích, lại phát hiện toàn thân bất lực. Đế Quân Kiếm Ngục phong kín hắn tử kiếp chi lực. Làm sao lại như vậy? Hắn trừng to mắt, kinh ngạc đến ngây người nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh đã sớm chuyển đổi đối thủ, đem cửu vĩ hỏa phệ độc hạt, cho bổ ra địa ngục kết giới. Một bên khác, huỳnh hỏa cùng Miêu Miêu hợp lực phía dưới, đem cửu tình kim nghê thú địa ngục kết giới, đồng dạng cho đánh ra. Không hề nghi ngờ, Tần Triều Thiên thảm bại. Người đây là cái gì thủ đoạn, vậy mà có thể phong cấm lực lượng của ta. Tần Triều Thiên ánh mắt đờ đẫn. Còn có thể giết ngươi. Lý Thiên Mệnh cười lạnh một tiếng. Cái gì? Lý Thiên Mệnh không có phản ứng đến hắn,
mà chính là cấp tốc tiến về âm dương ma tông địa ngục thụ. Hắn giơ lên Đông Hoàng kiếm, tại trước mắt bao người, hủy diệt địa ngục thụ. Trong lúc nhất thời, Tần Triều Thiên cùng hắn cộng sinh thú trên thân, đều lập lòe lên quang mang chói mắt. Mục tiêu hoàn thành. Lý Thiên Mệnh, người khác phí công, người cái gì đều không cải biến được. Tần Triều Thiên cười ha ha nói. Tiếng cười của hắn rất đau xót, bởi vì hắn chính mình, cũng không cải biến được rất nhiều chuyện. Ta có hay không có thể thay đổi, cần hướng ngươi một người chết chứng minh sao? Để hắn sống đến bây giờ, chỉ là vì khảo nghiệm địa ngục thụ hiệu quả. Bây giờ Tần Triều Thiên trên thân ánh sáng lóng lánh cùng Khương Vô Tâm tương tự, đã nói rõ hết thảy. Trong lòng ngươi nhất định sợ, ha ha, cái gì Thái Cổ Thần Tông, cái gì Nhất Nguyên Thần Tông, từ đó tất đem biến mất tại dòng sông lịch sử, Thái Cực Kiếm Hồ, luôn có một ngày, quay về ta tông. Tần Triều Thiên làm càn cười nói. Đi trên hoàng tuyền lộ nằm mơ đi. Lý Thiên Mệnh tà ma đột nhiên quăng đi ra, quất vào trên mặt của hắn. Địa ngục kết giới sinh ra, đem Tần Triều Thiên bảo vệ. Bất quá thú vị là, đế quân kiếm ngục còn kèm theo tại trên người đối phương. Xem ra, địa ngục kết giới, cũng ngăn không được Đông Hoàng kiếm huyền ảo. Lý Thiên Mệnh nở nụ cười, tâm niệm nhất động. Phốc phốc phốc, đế quân kiếm ngục bạo phát, đem Tần Triều Thiên vạn kiếm xuyên tâm. Ây, Tần Triều Thiên mềm ngã trên mặt đất. Buồn cười chính là, địa ngục kết giới vẫn tồn tại, mà lại duy trì lập lòe trạng thái. Âm dương ma tông đệ tử, không chỗ có thể trốn. Tiếp đó, chết đi. Lý Thiên Mệnh phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ là tại cái này lôi uyên địa ngục, thì có mấy cái âm dương ma tông đệ tử. Bọn họ người đông thế mạnh, cho nên rất nhiều người đơn độc hành động, cái này mới đưa đến hiện tại tụ hợp toàn quân cần thời gian nhất định. Có một bộ phận âm dương ma tông đệ tử, ngay tại thả tín hiệu bọn người hội tụ. Hiện tại không dùng thả tín hiệu, bởi vì, nhìn quang mang liền biết, bên nào có người mình. Thế mà, bọn họ bởi vậy cũng thành chói mắt con mồi. Trước mắt tại Khương Vô Tâm bên kia âm dương ma tông đệ tử, đoán chừng có tiếp cận 30 người, vậy ít nhất còn có mười mấy người bên ngoài. Đi! Lý Thiên Mệnh giải quyết Tần Triều Thiên cộng sinh thú, cưỡi lên Miêu Miêu, hóa thân tia chớp lôi đình, bôn tẩu cái này lôi uyên địa ngục. Săn giết thời khắc. Tam nguyên chiến trường, âm dương ma tông khu vực. Một đám mười mấy người cường giả, ngồi tại Bắc Cung Lâm Lam bên trái cách đó không xa, trong đó cao nhất tôn chỗ ngồi, có một nam một nữ. Bọn họ chính là âm dương ma tông Thái Dương tông chủ, Tần Phong Dương, còn có Thái Âm tông chủ, Lý Thải Vi. Thái Dương tông chủ Tần Phong Dương, sinh được khí vũ hiên ngang, hắn hai mắt như là liệt dương, da thịt rất trắng, mái tóc đen suôn dài như thác nước, cùng Tần Triều Thiên đều chư nhiều chỗ tương tự. So sánh chín đại thần vực một vị tông chủ, hắn khí chàng đều không kém. Chỉ là, tại Thái Âm tông chủ, bên cạnh, vô luận là ai, cũng sẽ không đem ánh mắt đặt ở hắn trên thân. Đó là bởi vì, Thái Âm tông chủ khí chàng thực sự quá mạnh. Nàng chỉ cần ngồi ở chỗ này, chính là tuyệt thế nữ hoàng. Nàng lấy tư thế thoải mái, vùi ở tôn chỗ ngồi, cái kia trên người đường cong chi yêu nhiêu, đủ để gọi các thiếu niên máu mũi chảy ngang, đảm nhiệm ai cũng biết, nàng cũng là một trời sinh tuyệt thế vưu vật, một cái nhăn mày một nụ cười, thậm chí một ánh mắt, đều có thể gọi trên đời mê loạn. Nàng trưởng thành, chính là hồng nhan họa thủy chân chính khắc họa. Đã từng âm dương ma tông có quá nhiều nam nhân, ngấp nghé mỹ mạo của nàng, lại làm cho nàng đùa bỡn đang vỗ tay ở giữa. Lúc này khi nàng trở thành âm dương ma tông nữ hoàng, tính cả Tần Phong Dương, đều muốn phủ phục tại dưới chân của nàng. Toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục, cùng địa vị cùng tầng thứ đỉnh phong nhân vật bên trong, nàng là tuổi tác một cái nhỏ nhất. Truyền thuyết, tại nàng tuổi nhỏ thời điểm, cùng nàng từng có lời đồn ưu tú nam tử, vô số kể. Khả thi ngày hôm nay. Đều không có nam nhân, có thể chân chính đứng ở bên cạnh nàng, theo nàng nhìn giang sơn như họa. Mọi người nói nàng là đại lục ở bên trên lớn nhất có tâm cơ nữ nhân, là mang theo gai độc hoa hồng. Những cái kia mê luyến qua sắc đẹp của nàng nam nhân, cuối cùng đều không có kết cục tốt. Nàng gọi Lý Thải Vi. Một cái rất mộc mạc rất thanh nhã tên, giống như là một cái ôn nhu động lòng người thiếu nữ, du tẩu biển hoa ở giữa, tại hoa tươi bên trong nhảy múa, có thanh thúy tiếng cười. Nhưng trên thực tế, nàng một cái nhăn mày một nụ cười, điên đảo chúng sinh, lại đủ để cho người dùng mình. Bây giờ nơi này hoàn toàn tĩnh mịch, đều chỉ là bởi vì, nàng còn chưa lên tiếng. Phong Dương ca, người nhi tử, không có đây. Lý Thải Vi chớp chớp màu hồng nhạt đôi mắt, sâu kín nói.
Nàng một đôi đùi ngọc nhẹ nhàng vểnh lên, thon dài tròn trịa, lộng lẫy chói mắt, lại không người dám nhìn. Ừm, Tần Phong Dương gật đầu. Đã như vậy, trong lòng ngươi khẳng định có cửu hận, lúc khai chiến, liền để ngươi, Thái Dương Tần tộc, đánh trận đầu đi. Lý Thải Vi ôn nhu nói. Thanh âm của nàng rất ôn nhu, mềm nhẵn như nước, có thể ai cũng biết, nàng đây là mệnh lệnh. Được rồi, Tần Phong Dương gật đầu. Trọng đoạt Thái Cực Kiếm Hầu ngày, Thái Dương Tần tộc, công lao hàng đầu. Lý Thải Vi mỉm cười. Không dám nhận, đều là muội muội công lao. Tần Phong Dương cúi đầu xuống. Tầng thứ ba địa ngục, ám dạ địa ngục. Một đám hơn 70 người đội ngũ, ngay tại không thú vị chờ đợi. Đúng vào lúc này, lại có khoảng 30 người, cùng Khương Vô Tâm một dạng, trên thân lóng lánh quang mang chói mắt. Chuyện gì xảy ra, chúng người thất kinh. Là Âm Dương Ma Tông bằng hữu. Bọn họ địa ngục thụ bị hủy diệt rồi. Âm Dương Ma Tông đệ tử, đại đa số đều ngơ ngác nhìn trên người quang mang. Tần Triều Thiên không phải tại thủ địa ngục thụ sao? Người nào dám đụng đến chúng ta địa ngục thụ, Bát Quái Tâm Tông cùng Ngũ Hành Địa Tông đều cho bị đánh phế đi, chẳng lẽ là Tam Tài Thiên Tông? Tam Tài Thiên Tông người, không có gan chó này. Làm sao bây giờ? Nhìn Sở Sư Muội nói thế nào? Đám người hạch tâm vị trí, Khương Vô Tâm bên cạnh, đứng đấy một người mặc màu hồng nhạt váy dài thiếu nữ. Thiếu nữ kia khuôn mặt kiều nộn, mềm mại đáng yêu vô song, một đôi mắt ngập nước, linh xảo mà yếu đuối, xem ra rất dễ bắt nạt. Đây là một cái đủ để kích thích rất nhiều huyết khí phương cương thiếu niên ý muốn bảo hộ nữ tử, nàng xem ra yếu đuối, sợ sở động lòng người, ta thấy mà yêu. Trong đám người, nàng tựa như là một con thỏ trắng nhỏ, không có chút nào lực sát thương. Trên người nàng địa ngục kết giới đồng dạng lập lòe lên, nói rõ nàng Âm Dương Ma Tông thân phận. Sở Sư Muội, Tần Triều Thiên cái này ngu xuẩn, liền địa ngục thụ đều thủ không tốt, làm sao bây giờ? Âm Dương Ma Tông đệ tử xông tới. Gia hỏa này thì là vô dụng, còn luôn không phục, quá đáng ghét đây. Sở Tiểu Thất quyết miệng nói. Xác thực, hắn không thích sống chung, còn tự cao tự đại, kết quả một chút chuyện nhỏ cũng làm không được. Cùng Sở Sư Muội không cách nào so sánh được, chúng nhân nói. Hiện tại quan trọng, vẫn là chờ người cùng tiến công Nhất Nguyên Thần Tông. Chúng ta địa ngục thụ tuy nhiên bị hủy diệt, nhưng ảnh hưởng không lớn, bất quá, vẫn là phải hiểu rõ đến cùng là ai, hủy chúng ta địa ngục thụ. Sở Tiểu Thất nói. Sư Muội nói rất có đạo lý. Một đám Âm Dương Ma Tông nam đệ tử, đều vây quanh ở Sở Tiểu Thất bên cạnh, A Dua nịnh hót. Nàng là Thái Âm Tông chủ đệ tử, cái này đệ nhất người, chỉ có nàng một cái. Ta đoán, là Lý Thiên Mệnh làm. Khương Vô Tâm lãnh đạm thanh âm bỗng nhiên vang lên. Làm sao mà biết đâu? Khương ca ca, Sở Tiểu Thất thanh âm điềm đạm hỏi. Những người khác không có can đảm này. Khương Vô Tâm nói. Khương ca ca rất để mắt hắn. Không phải vậy đâu. Nói đến Tiểu Thất rất muốn mở mang kiến thức một chút đây. Nếu như dựa theo lời ngươi nói, vậy hắn hiện tại, là muốn trước giết chết chúng ta Âm Dương Ma Tông, những cái kia lạc đàn đệ tử đi. Sở Tiểu Thất lệch ra cái đầu nghĩ. Đúng, hắn nhất định sẽ làm như vậy. Khương Sư Huynh nói năng lực của hắn, có thể đánh bại tứ trọng sinh kiếp, đoán chừng không đối phó được Tần Triều Thiên, hiển nhiên Hiên Viên Vũ Thịnh có khả năng ở tại bên người, bọn họ không muốn địa ngục thụ rồi. Chúng ta còn có 10 cái đệ tử ở phía dưới, bọn họ hiện tại mục tiêu bại lộ, có chút nguy hiểm a. Âm Dương Ma Tông đệ tử liếc nhau, sau đó đều nhìn Sở Tiểu Thất. Như vậy đi, Sở Tiểu Thất nói, Khương ca ca, Trưởng Tôn ca ca, chúng ta Âm Dương Ma Tông địa ngục thụ đã hủy. Vậy chúng ta đi xuống trước, thừa dịp địa ngục kết giới lập lòe, đem đệ tử của chúng ta thu sạch áp sát cùng một chỗ, chư vị tiếp tục ở đây chờ người đủ, ta đoán chừng Cửu Cung Quỷ Tông bằng hữu đã nhanh giải quyết trọng địa số một ngục, Bát Quái Tâm Tông. Chờ chúng ta tề tựu đệ tử, liền lên đến cùng các vị tập hợp, hoặc là các vị sớm tề tựu người, đi xuống tìm chúng ta. Có thể, bất quá, nếu như Nhất Nguyên Thần Tông người đều ở đây, không cần thiết trước cùng bọn hắn giao phong. Thất Tinh Thiên Tông lãnh tụ, Trưởng Tôn Tinh Việt, nói, người này mục đích như sao, toàn thân lưu quang giật thải. Trưởng Tôn ca ca lo lắng chúng ta an nguy, muốn không theo chúng ta một đạo. Sở Tiểu Thất nũng nịu mà nói. Quên đi thôi, chúng ta còn tại tìm Ngũ Hành Địa Tông địa ngục thụ, bọn gia hỏa này giấu quá sâu, nếu là có thể có thu hoạch, các loại thu thập Nhất Nguyên Thần Tông, lại đến giải quyết bọn họ. Đem những này cỏ đầu tường một mẻ hốt gọn, Trưởng Tôn Tinh Việt nói. Như vậy. Chúng ta mới bất hòa Nhất Nguyên Thần Tông chính diện đấu đâu,
dù sao, người ta một chút thua thiệt, đều không muốn ăn. Sở Tiểu Thất nói. Khương Vô Tâm nhếch miệng. Bởi vì hắn Lục Đạo Kiếm Tông cũng là nóng vội phía dưới, cùng Nhất Nguyên Thần Tông cứng đối cứng, mới có thảm liệt như vậy xuống tràng. Kết quả của bọn hắn, để Âm Dương Ma Tông cùng Thất Tinh Thiên Tông đều có chút khẩn trương. Nhất là Thất Tinh Thiên Tông, bọn họ thế lực còn yếu một ít, Cửu Cung Quỷ Tông không đến, dù sao bọn họ không muốn nhúng tay. Các loại Cửu Cung Quỷ Tông thu thập Bát Quái Tâm Tông, các ngươi nhanh điểm xuống tới nha. Sở Tiểu Thất nói. Địa ngục kết giới lập lòe, chỗ tốt duy nhất, chính là ai cũng có thể nhanh chóng tìm tới bọn họ. Gặp lại, trưởng Tôn Tinh Việt nói. Trên đường. Sở sư muội, muốn là đụng tới Nhất Nguyên Thần Tông người, chúng ta trước không đánh đúng không? Đương nhiên không đánh, dựa vào cái gì chúng ta xuất lực a, Lục Đạo Kiếm Tông xuống chẳng không thấy được sao? Sở Tiểu Thất sâu xa nói. Vậy nếu là bọn họ ít người đâu? Đến lúc đó nhìn tình huống đi, trước đem chúng ta người, tụ tập cùng một chỗ lại nói. Bọn họ hiện tại 30 người quang mang lập lòe, chính mình người liếc một chút liền có thể nhìn đến. Muốn là, bọn họ đuổi giết chúng ta đâu? Truy sát, Sở Tiểu Thất vui vẻ, bọn họ cũng là một đám người, tốc độ lại nhanh không có bao nhiêu, thực có can đảm truy sát, chúng ta vừa đánh vừa lui, đi lên. Để bọn hắn cùng Cửu Cung Quỷ Tông, Thất Tinh Thiên Tông người đánh tới, gãi đúng chỗ ngứa. Dù sao, nói cái gì, chúng ta đều không cần thiết cùng Lục Đạo Kiếm Tông một dạng tổn thất, còn gọi người chế giễu. Đúng, chúng ta cũng đừng làm Khương Vô Tâm loại kia ngốc chó nha. Sở Tiểu Thất vui vẻ nói. 45 người bị chết còn lại hai cái, ha ha. Tầng thứ tư địa ngục, phong đào địa ngục. Nơi đây cuồng phong gào thét, gió bão như đao. Tại Sơn Hà trên mặt đất phi nhanh, đem cái này nhất trọng địa ngục mặt đất, đều cho phá thành đất bằng. Phóng tầm mắt nhìn tới, một tòa núi cao đều không có. Tại cái này nhất trọng địa ngục phía trên, theo gió chạy như bay, nhảy lên 10.000 mét, ngược gió mà bay, lực cản to lớn, người bình thường nửa bước khó đi. Âm Dương Ma Tông Sở Tiểu Thất các loại 30 đệ tử, theo tầng thứ 3 ám dạ địa ngục xuống tới. Bọn họ từng cái thân thể lập lòe, vô cùng dễ thấy. Động tĩnh to lớn. Đã như vậy, bọn họ dứt khoát liền để cộng sinh thú, theo cộng sinh không gian bên trong đi ra, để chúng nó bôn tẩu bay lên, thật tốt hoạt động một chút. Sở Tiểu Thất bị bầy người vây quanh, nàng nhỏ tuổi, không đến 24, tại cái đoàn thể này bên trong cơ hồ nhỏ nhất. Lấy số tuổi này, đem tu vi cảnh giới, tăng lên tới toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục trước 5 đệ tử mức độ, là thật nghịch thiên. Nàng phong cảnh lấn át Tần Triều Thiên. Là lưỡng nghi thần vực thiên chi kiêu tử. Bất quá, từ bên ngoài nhìn vào, nàng yếu đuối động lòng người, thanh thuần bên trong mang theo một tia tiểu vũ mị, không có chút nào khiến người ta cảm thấy cao không thể chạm. Như thế, rất nhiều người đều thích nàng, nguyện ý tôn nàng làm chủ. Trên thực tế nàng xuất thân cũng không cao, dù sao Thái Âm Tông chủ cũng không có con nối dõi, nàng chỉ là hắn đệ tử thân truyền. Thân phận như vậy, phối hợp tuyệt thế thiên tư cùng Sở Sở động lòng người dáng vẻ. Khiến cho người hoan hỉ. Nghe nói Sở Tiểu Thất cùng Thái Âm Tông chủ, đến từ Viêm Hoàng Đại Lục một cái cổ lão chủng tộc, quy mô của nó không lớn, cũng không có đi ra cái gì đỉnh phong cường giả, nhưng lịch sử đầy đủ xa xưa, có thể truyền thừa đến bây giờ, đã tương đối khá. So sánh Sở sư muội xưng hô thế này, Lưỡng Nghi Ma Tông các sư huynh sư tỷ càng ưa thích xưng hô nàng là Tiểu Thất. Tiểu Thất, ngươi nhìn bên kia. Mọi người vừa mới xuống tới, đảo mắt một vòng. Liền nhìn đến gió này đao địa ngục nơi xa, vậy mà cũng có một đám người quang mang lập lòe. Xem ra hết thảy có mười mấy đoàn ánh sáng mang, nhưng ánh sáng này xem ra hình thể không lớn, nói rõ tất cả đều là ngự thú sư. Là chúng ta Âm Dương Ma Tông đệ tử. 13 cái, bọn họ đều tại, mà lại đã gom góp a. Đoán chừng thì thiếu một cái Tần Triều Thiên. Gia hỏa này, hoặc là còn tại địa ngục thụ bên cạnh khóc tang, hoặc là cũng làm người ta làm thịt. Đường đường Thái Dương Tông chủ chi tử, Âm Dương Ma Tông đệ nhị đệ tử, lại bị người bài xích đến loại trình độ này, muốn nói Sở Tiểu Thất sẽ không làm người, sẽ không lôi kéo quan hệ, làm sao có thể. Âm Dương Ma Tông đến đây Thái Cổ Thần Vực hơn 200 đệ tử, tối thiểu 99%, đều lấy Sở Tiểu Thất phi tôn. Đoán chừng là địa ngục thụ bị phá, bọn họ trước tiên, nghĩ tới cũng là cùng chúng ta tụ hợp. Sở Tiểu Thất nói, còn thật đừng nói, địa ngục thụ hủy diệt. Ngược lại là lại thuận tiện chúng ta tập hợp. Sớm biết Khương Vô Tâm bọn họ, có thể nhanh như vậy tìm tới Nhất Nguyên Thần Tông địa ngục thụ, thì không cần đến xa nhau như vậy.
Bọn họ thần sắc nhẹ nhõm, cười cười nói nói. Địa ngục thụ tuy nhiên bị hủy, có thể cũng không ảnh hưởng tiến cuối cùng quyết chiến, cũng không ảnh hưởng bọn họ đối phó Thái Cổ Thần Tông. Nhiều lắm là để hủy diệt địa ngục thụ người cầm tới 30 điểm, thế nhưng cũng không có gì. Trước kia thiên hạ đệ nhất hội, 9 đại thần vực cạnh tranh lẫn nhau, chúng ta Âm Dương Ma Tông không tính tối cao cấp, địa ngục thụ muốn là phá, liền sẽ mục tiêu công kích, phiền phức rất lớn, về phần hiện tại, minh hữu nhiều lắm. Một đám ánh sáng đội ngũ, không kiêng nể gì cả tại gió đao địa ngục hành tẩu. Tại đối diện bọn họ, cái kia 10 cái Âm Dương Ma Tông đệ tử, đồng dạng tại ở gần bọn họ. Càng ngày càng gần, Sở Tiểu Thất bọn họ xuyên qua phong bạo, hướng phía trước nhìn qua, chỉ thấy phía trước ngàn mét chỗ, nguyên một đám quang mang lập lòe bóng người xuất hiện. Cốc Lưu Vũ, đem người mang tới. Sở Tiểu Thất giọng dịu dàng hô. Thanh âm của nàng tuy nhiên mềm mại, có thể một mực có lực lượng không thể kháng cự. Nhưng kỳ quái là, cái kia mười mấy người vậy mà đứng đấy bất động, đứng ở tại chỗ, càng không trả lời Sở Tiểu Thất, thật giống như là muốn Sở Tiểu Thất, chính mình đi qua gặp bọn họ giống như. Não tử lớn lên bao hết, những thứ này đần độn. Sở Tiểu Thất chung quanh các sư huynh, rất là bất mãn. Đi qua đánh bọn họ đi, Sở sư muội đều dám không nghe. Hơn ngàn mét khoảng cách, đảo mắt liền tới. Đó là cái gì? Các loại cái này 30 Âm Dương Ma Tông đệ tử tới gần, bất ngờ nhìn đến cái này 10 cái quang mang lập lòe Âm Dương Ma Tông đệ tử, lại bị một đầu màu đỏ thẫm xiềng xích, buộc ở cùng nhau. Bọn họ bị ép buộc. Bọn họ bất ngờ nhìn đến, cái kia xiềng xích một mặt, đem mười mấy người này trói chặt. Một phía khác, thì quấn quanh ở một đầu màu đen cự thú cái đuôi phía trên. Cái kia màu đen cự thú hình dáng như sư hổ báo kết hợp thể, có lông bờm, có hổ văn, cũng có báo săn thon dài cùng tốc độ. Trên người của nó quấn quanh lấy mãnh liệt màu đen lôi đình, nhất là 4 cái chân lôi đình bôn tẩu. Điều này nói rõ, mới là cái này màu đen cự thú, kéo lấy cái này 10 cái Âm Dương Ma Tông đệ tử, cùng bọn hắn hội hợp. Càng khiến người ta tức giận là, cái này 10 cái Âm Dương Ma Tông đệ tử, trên thân đều có một loại kiếm hình thiên văn, kia hình kiếm thiên văn còn cắm tại trên miệng của bọn họ, giống như là châm một dạng, đem miệng của bọn hắn khâu lại, để bọn hắn không có cách nào nói chuyện. Cái này 10 cái đệ tử, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt đỏ thẫm, bi phẫn muốn tuyệt. Bọn họ phẫn nộ giãy giụa, lăn lộn trên mặt đất, trên thân bị tà ma đâm vào máu me đầm đìa. Càng bởi vì bị kéo lấy đi, dẫn đến toàn thân đều là vết máu. Đây là Lý Thiên Mệnh cộng sinh thú. Âm Dương Ma Tông trong các đệ tử, có người phân biệt nhận ra được. Làm vi tôn thần đệ tử, tư liệu của hắn, đại đa số người đều nhớ kỹ trong lòng. Khương Vô Tâm đổi mới Lý Thiên Mệnh thực lực tin tức, nhưng cũng chỉ đến tứ trọng sinh kiếp, chiến lực. Thực lực như vậy, đối một đám Âm Dương Ma Tông đệ tử tới nói, xác thực không tính là gì. Ánh mắt không tệ. Một chút thì nhận ra. Một thanh âm theo cái kia màu đen cự thú trên thân truyền đến, chỉ thấy một cái nam tử tóc trắng, xuất hiện tại cái kia cự thú trên đỉnh đầu, mặt mỉm cười nhìn lấy Âm Dương Ma Tông đệ tử. Hắn tiếng nói hạ xuống xong, 10 cái Âm Dương Ma Tông tù binh trên miệng kiếm hình thiên văn biến mất, bọn họ mới có thể nói chuyện. Sở sư muội, hắn giết ta nhóm cộng sinh thú, giết sạch. Hắn phế đi chúng ta a. Chúng ta địa ngục kết giới, đều bị hắn phá vỡ. Hắn chả dùng một loại thủ đoạn, phong cấm thực lực của chúng ta. Sở sư muội, giết hắn, cho chúng ta báo thù. Hắn cũng chỉ có một người, là hắn giết Tần Triều Thiên. Giết hắn. Bọn tù binh bị kéo được lâu như vậy, đã sớm tức giận đến cực hạn. Uy, khác như thế phấn khởi, ta bắt cóc các ngươi không phải là vì gây mâu thuẫn, mà chính là đến nghị hòa. Lý Thiên Mệnh cười đến dương dương tự đắc, mặc kệ đối thủ cỡ nào phẫn nộ. Nhìn trong ánh mắt của hắn có cỡ nào sát cơ, hắn một chút phản ứng đều không có. Hắn tại đối phương trong đám người, tìm được một cái phấn váy tiểu mỹ nhân, hỏi, người chính là Tiểu Thất muội muội thật sao? Ca ca ta chuyên đến cùng ngươi bàn điều kiện. Muội muội, nghe nói ngươi thì chừng 20 tuổi, đến hô ta tỷ tỷ. Sở Tiểu Thất vẫn luôn vẻ mặt tươi cười, có thể mặt đối với người này, sắc mặt của nàng bắt đầu âm lạnh xuống. Làm Âm Dương Ma Tông thủ lĩnh. Mình người bị Lý Thiên Mệnh làm nhục thành dạng này, mười mấy người toàn bộ bị phế, nàng khó từ tội lỗi. Mặc kệ Lý Thiên Mệnh tại sao cùng khí, nàng đều cười không nổi. Tỷ tỷ càng tốt hơn, ta thích tỷ tỷ, kinh nghiệm phong phú, có thể dạy một chút đệ đệ. Lý Thiên Mệnh trừng mắt nhìn, không chút kiêng kỵ đánh giá Sở Tiểu Thất, nói, tỷ tỷ thật là dễ nhìn,
nghe nói còn không có bạn trai, đệ đệ có cơ hội không? Câu nói này vừa ra, có thể đem Âm Dương Ma Tông đệ tử cho tức nổ tung. Coi như nghe được, cái này là cố ý khiêu khích, nhưng có mấy lời thì là không thể nhẫn. Có mấy lời, bản thân liền là một loại làm bẩn, thì là muốn chết. Khác múa mép khua môi, ngươi không phải nói nghị hòa sao? Nói một chút ngươi ý nghĩ. Sở Tiểu Thất nói, dù sao con tin tại trên tay đối phương, nàng hơi có chút lo lắng. Đơn giản, ta thả bọn họ, lưu bọn họ một con đường sống, sau đó Âm Dương Ma Tông các vị bằng hữu không làm khó dễ chúng ta Thái Cổ Thần Tông như thế nào. Chỉ muốn các ngươi không động thủ, lui ra liên minh, ta cam đoan thiên hạ đệ nhất hội sau khi kết thúc, bọn họ đều có thể sống sót. Lý Thiên Mệnh nói. Câu nói này nói xong, đối phương rất nhiều người đều cười. Người mẹ nó có phải hay không não tử có bệnh? Sở sư muội, đừng tìm hắn nhiều lời, hắn dám đi tìm cái chết, tác thành cho hắn. Âm Dương Ma Tông quần hùng xúc động phẫn nộ. Đừng như vậy a, ta là mang theo thành ý tới. Dù sao đối phó chúng ta, đó là rất nhiều tông môn sự tình. Thất Tinh Thiên Tông, Cửu Cung Quỷ Tông đều phải ra chút khí lực đúng hay không? Dạng này, đến lúc đó nếu là giao thủ, các ngươi thì núp ở phía sau mặt làm dáng một chút, chỉ muốn các ngươi lưu chúng ta một đầu sinh lộ, ta đây, liền để cái này 10 cái bằng hữu cũng có thể có một đầu sinh lộ. Chúng ta đem cái này tội, để những tông môn khác thụ, Tiểu Thất tỷ tỷ, thỏa không ổn. Lý Thiên Mệnh nói, ý của ngươi là, ngươi đều ra hiện tại chúng ta trước mặt, còn có thể chạy mất phải không? Sở Tiểu Thất hỏi, đó là đương nhiên, đệ đệ phương diện này năng lực rất mạnh. Lý Thiên Mệnh cười nói, ngươi xác định biết, chính ngươi là thân phận gì sao? Sở Tiểu Thất hỏi. Thân phận gì? Lý Thiên Mệnh chỉ chính mình, chẳng lẽ là thiên hạ đệ nhất soái ca sao? Thôi đừng chém gió, ngươi là tôn thần đệ tử. Mệnh của ngươi, so mạng của bọn hắn giá trị tiền nhiều hơn. Ngươi dám tới nơi này tìm ta nghị hòa, một tảng mỡ dày đưa đến trong miệng, chúng ta sẽ không ăn sao? Sở Tiểu Thất thanh âm càng ngày càng lạnh. Tỷ tỷ có ý tứ gì? Ta làm sao có chút nghe không hiểu a? Người muốn ăn đệ sao? Lý Thiên Mệnh ngạc nhiên hỏi. Đi chết đi. Câu nói này vừa ra, Âm Dương Ma Tông toàn thể nổ tung. Sở Tiểu Thất ý tứ rất rõ ràng, trong mắt bọn hắn, 10 cái đã phế bỏ Âm Dương Ma Tông đệ tử, so sánh tôn thần đệ tử giá trị, khẳng định không bằng. Bọn họ là có thể bị hy sinh rơi. Lý Thiên Mệnh giống như không hiểu đạo lý này, còn là hắn đối tốc độ của mình, thực sự quá có lòng tin, cho nên không có sợ hãi. Giết hắn. 30 Âm Dương Ma Tông đệ tử, bao quát bọn họ cộng sinh thú ở bên trong, oanh một tiếng bạo phát, hướng về Lý Thiên Mệnh phương hướng trùng sát mà đến. Trong đó tại phía trước nhất, chính là Sở Tiểu Thất. Gia hỏa này tuổi còn trẻ, cũng là ngũ trọng sinh kiếp, thuộc về kỳ tích cấp bậc thiên tài, so Khương Vô Tâm còn mạnh hơn phía trên một cái cấp bậc, thật không hổ là Thái Âm Tông chủ tự mình dạy ra đệ tử. Theo cái kia Sở Tiểu Thất nhất động, Lý Thiên Mệnh thì đã nhìn ra. Miu miu, đi. Không dùng Lý Thiên Mệnh nhiều lời, làm Âm Dương Ma Tông tất cả mọi người phẫn nộ điên cuồng đuổi theo thời điểm, miu miu đế ma hỗn độn chi khu trực tiếp quay người, hóa thành tia chớp lôi đình, điên cuồng bôn tẩu. Xì 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 xì. Lôi đình tốc độ, tại gia tốc về sau, sẽ càng lúc càng nhanh. Lý Thiên Mệnh cưỡi tại miu miu trên thân, tóc dài phấn khởi. Sở Tiểu Thất thì ở phía sau hắn. Ở sau lưng nàng, vẫn còn có Âm Dương Ma Tông đệ tử. Trên cơ bản đều đang đuổi. Miu miu cái đuôi bay dương lên, phía trên quấn lấy 10 cái Âm Dương Ma Tông đệ tử, càng là trong gió lộn xộn, liên tục kêu thảm. Hình tượng này, thực sự quá tàn nhẫn. Bọn họ kêu thảm, còn có Lý Thiên Mệnh vừa rồi những cái kia vô cùng lễ khinh nhờn ngôn ngữ, mà lại nhằm vào vẫn là bọn hắn tâm, bên trong đáng giá nhất bảo vệ Sở Tiểu Thất. Cái này khiến Âm Dương Ma Tông các đệ tử, não tử nóng lên, ngoại trừ truy sát Lý Thiên Mệnh, rất khó lại kỹ càng suy tư. Rất nhanh, Âm Dương Ma Tông các đệ tử đều phát hiện Lý Thiên Mệnh vì sao dám đi lên khiêu khích. Hắn cái kia cộng sinh thú tốc độ, thật nhanh khủng bố. Loại tốc độ này nơi phát ra, một phần là lần trước tiến hóa, càng đại bộ phận hơn phân, hay là bởi vì Miu Miu thái cổ hỗn độn cự thú bản chất, nó vốn là tốc độ cuồng ma. Ngươi chạy không được. Sở Tiểu Thất ánh mắt đỏ bừng. Đệ. Loại này nhục nhã, tức giận đến nàng mắt tối sầm lại. Trong lồng ngực một ngọn núi lửa đều nhanh phun ra ngoài. Sở sư muội không cần lo lắng, chỉ cần hắn chả mang theo chúng ta người, địa ngục kết giới liền sẽ lập lòe, hắn thì không chỗ che thân.
Đây là bắt cóc con tin chỗ xấu. Đúng, còn có 6-7 ngày thời gian, làm hắn không chết. Không đem người này ngàn đao bầm thây, khó có thể tiêu trừ mối hận trong lòng ta. Ỷ vào tốc độ nhanh thì dám làm càn, các loại những tông môn khác người xuống tới, để hắn không chỗ có thể trốn. Bọn họ có nhiều thời gian, cùng Lý Thiên Mệnh rông dài. Cứ như vậy, phòng đào địa ngục phía trên, lập lòe đám người tại mãnh liệt di động. Phía trước nhất mười mấy người chồng chất cùng một chỗ, quang mang lớn nhất lập lòe, cái kia chính là Miêu Miêu vị trí. Nó tựa như là một ngọn đèn sáng, đằng sau có 70-80 cái cá thể tại truy đuổi, có ngự thú sư có cộng sinh thú. Miêu Miêu cùng sau lưng Sở Tiểu Thất, một mực duy trì khoảng cách nhất định, để cho nàng có đuổi kịp hy vọng. Nhưng là, Sở Tiểu Thất sau lưng đội ngũ, bởi vì cảnh giới khác biệt, tốc độ khác biệt cùng cộng sinh thú tốc độ không đồng đẳng nguyên nhân, kéo ra chênh lệch, có người truy ở phía trước, có người kéo ở phía sau. Địa ngục kết giới lập lòe quá rõ ràng, lấy đến mức hiện tại Âm Dương Ma Tông đệ tử, xem ra tựa như là dưới biển sâu một chuỗi minh châu. Mấu chốt là, càng phân càng mở. Nếu như Sở Tiểu Thất còn có thể hướng phía trước một chút, nàng liền sẽ ngạc nhiên nhìn đến, Lý Thiên Mệnh, đã sớm không tại Miêu Miêu trên thân. Hiện tại là Miêu Miêu một mình mang người chất, phi nước đại lưu điểu. Sớm tại vừa bỏ chạy thời điểm, Lý Thiên Mệnh liền rời đi Miêu Miêu, chui vào hắc ám, phiêu nhiên mà đi. Nghị Hòa, cũng là hắn cố ý tìm đến Sở Tiểu Thất mục tiêu sao? Hiển nhiên không phải. Hắn muốn là, dần dần đánh giết. Như thế nào mới có thể đem người nhóm tách ra? Không hề nghi ngờ, là tốc độ. Kế sách này, nói đến rất đơn giản, chủ yếu vẫn là muốn đầy đủ tiện, lá gan muốn đều lớn hơn, da mặt muốn đủ dày. Một khi chọc giận đối thủ, gây nên nhóm phẫn, có lúc não tử sung huyết, ý nghĩ liền sẽ ít. Mà lại, thật vất vả mưu kế thành công, Lý Thiên Mệnh muốn cũng là tốc chiến tốc thắng. Hắn bây giờ núp trong bóng tối. Các loại Âm Dương Ma Tông mạnh nhất những người kia toàn bộ lướt qua đi, những cái kia yếu nhược đệ tử, lưu tại đằng sau, top 5 top 3, ở phía sau treo. Tại bọn họ tiến lên thời điểm, trên mặt đất bỗng nhiên lao ra một người. Chính là Lý Thiên Mệnh. Ngươi, vừa dứt lời dưới, cái này tam trọng sinh kiếp đệ tử, căn bản ngăn không được Lý Thiên Mệnh cùng Huỳnh Hỏa Kiếm. Đông Hoàng Kiếm đệ nhất kiếm, đâm ra địa ngục kết giới, Huỳnh Hỏa Thiên Kiếp kiếm khí phá vỡ kết giới. Lý Thiên Mệnh đệ tam kiếm xuyên thủng hắn thân thể. Trong nháy mắt tất sát. Gọn gàng. Ngoại trừ Tần Triều Thiên chết tại đế quân kiếm ngục phía trên, là cái đặc thù ngoại lệ, đệ tử khác người chết đèn tắt, địa ngục kết giới không lại lập lòe. Cái kế tiếp. Lý Thiên Mệnh sớm thu lại, lúc trước ngụy tạo nên cả lơ phất phơ, hóa thân thành lãnh khốc sát thần. Hắn hiện tại thì nhớ kỹ một việc. Cái kia chính là, bọn họ bất tử, Hiên Viên Vũ Thịnh bọn người liền phải chết. Thậm chí, một khi để Thái Cổ Thần Tông nội bộ rất nhiều nhân nạn thụ, Linh Nhi đều sẽ nguy hiểm. Quang lý do này, còn có lưu tình có thể sao? Chí ít trong lòng hắn, hoàn toàn không có. Cái kế tiếp, hắn trực tiếp tại đội ngũ nửa đoạn sau thu hoạch đi qua, đối phương đỉnh nhiều chỉ có 3 người tụ tập cùng một chỗ, căn bản ngăn không được hắn nhanh chóng chém giết. Luyện kiếm. Lần này, luyện là thần hình câu diệt kiếm. Lần lượt. Thu hoạch sinh mệnh, đem Âm Dương Ma Tông đệ tử, tại chỗ chém giết. Trường kiếm lướt qua, đầu người rơi xuống đất. Rầm rầm rầm. Âm Dương Ma Tông tín hiệu không đoạn thiên phía trên thả, rất nhanh người phía trước cảnh giác, trở về đuổi theo, nhưng là đã chậm. Phốc phốc. Phốc phốc. Những người này địa ngục kết giới quá lập lòe, đối Lý Thiên Mệnh tới nói, quả thực cũng là trong đêm tối đèn sáng. Nhưng, đối phương nhìn không thấy hắn. Ai, người nào tại giết người? Nhanh tụ tập, nhanh tụ tập. Người phía trước trở về, chúng ta trúng kế. Âm Dương Ma Tông đệ tử lâm vào trong khủng hoảng. Sát thủ trong bóng đêm, vô thanh vô tức, nhất kích mất mạng, loại này bóng ma tử vong bao phủ, sợ hãi nhất. Bọn họ đuổi tới một chỗ, cúi đầu xem xét, một cỗ thi thể không đầu, để ngang trước mặt. Mặc kệ là người vẫn là cộng sinh thú, tại chỗ chết thảm. Tiểu thất, ra chuyện, đằng sau có người hoảng sợ hô to. Cái gì, Sở Tiểu Thất ngơ ngác một chút. Nàng mắt thấy muốn đuổi kịp Miêu Miêu. Đối phương rất gà tặc, lần lượt kích động trong nội tâm nàng lửa giận. Người phía sau ít, có người phát tín hiệu tụ tập, khả năng có người ở phía sau giết người. Sở Tiểu Thất ngẩn ngơ. Chúng ta bị chơi xỏ. Nàng đương nhiên biết. Đừng đi nha tỷ tỷ,
bản mèo trứng cũng tốt ăn. Miu Miu thấy đối phương không đuổi, quay đầu lại khiêu khích. Trên người của nó, quả nhiên không có Lý Thiên Mệnh tồn tại. Sở Tiểu Thất cảm giác mình nhanh nổ tung. Nàng không nói hai lời, một bên trở về, một bên gửi đi tín hiệu, làm cho tất cả mọi người hướng về phương hướng của mình tới gần. Nàng não tử có chút nóng, cả người tựa như không có chi giác. Làm sao nhanh như vậy, liền thiếu đi nhiều người như vậy. Nàng thả mắt nhìn đi, hướng về chính mình hội tụ điểm sáng, không tính cộng sinh thú, chỉ có mười mấy người, hơn nữa còn có điểm sáng, tại trên đường đi thì ảm đạm. Lý Thiên Mệnh giết người tốc độ, quá nhanh. Địch nhân ở trong tối chỗ, bọn họ ở ngoài sáng, cũng là bị động như vậy. Đây chính là Lý Thiên Mệnh, hủy diệt địa ngục thụ ý nghĩa chỗ. Sở Tiểu Thất hốc mắt đỏ bừng. Nàng nhìn tận mắt một điểm sáng ảm đạm, nàng ra sức hướng lấy bọn hắn đuổi theo, nhưng làm nàng sau khi tới, mặt đất chỉ còn lại một cỗ thi thể. Tiểu vệ, Sở Tiểu Thất tròn mắt tận nứt. Bạn tốt của nàng, đầu người tách rời. Sở Tiểu Thất tìm được đầu của nàng, chỉ thấy nàng trừng to mắt, thần sắc hoảng sợ, bị chết rất sắc bén tác. Lý Thiên Mệnh. Sở Tiểu Thất thanh âm khàn khàn, mềm mại ngồi dưới đất, tóc dài phi lên, người đã trong gió lộn xộn. Nhanh, nhanh. Còn lại tất cả ánh sáng, đều đã tụ tập tại bên cạnh nàng. Thì thời gian trong nháy mắt a. Mười mấy người không có. 30 người xuống tới, còn lại 14 người còn sống. Đây hết thảy trách nhiệm, Sở Tiểu Thất tối thiểu đến khiêng tám thành. Muốn không phải nàng đuổi đến hung hăng, thì không sẽ xảy ra chuyện như vậy. Nhưng nói thật, muốn tại ngắn như vậy thời gian bên trong, liên tục giết 16 người, loại thủ đoạn này đã rất khủng bố. Âm Dương Ma Tông đệ tử, ngơ ngác đứng ở chỗ này, nước mắt nước mũi chảy ngang. Chết, chết 16 cái. Vừa dứt lời dưới, Miu Miu cái hướng kia, cái kia 10 cái ánh sáng, bỗng nhiên ảm đạm. Điều này nói rõ, cái kia mười mấy người chất, bị Lý Thiên Mệnh trực tiếp giết. Cái này mang ý nghĩa, Âm Dương Ma Tông hơn 40 đệ tử, sống sót, chỉ còn lại cái này 14 người. Loại tình huống này, có thể so sánh Lục Đạo Kiếm Tông tốt hơn chỗ nào? A, à, Sở Tiểu Thất quỳ trên mặt đất, thất thanh khóc giống. Sở sư muội, Âm Dương Ma Tông các đệ tử nước mắt bão táp. Giờ khắc này, bọn họ thưởng thức được thống khổ cùng tuyệt vọng. Lý Thiên Mệnh dùng vô tình giết hại, để bọn hắn thấy được, cái gì gọi là trải qua cảnh tượng hoành tráng chiến tranh người, trong tay tàn nhẫn cùng vô tình. Đông Hoàng cảnh cùng thần đô chiến tranh, đối Lý Thiên Mệnh tới nói là quý giá kinh lịch. Người ở đó không có mạnh như vậy, thế nhưng là, kinh lịch sinh tử ma luyện, người trung quy cũng biết nặng nhẹ, biết cái gì gọi là thủ vững. Các vị, cùng các ngươi nói một cái đạo lý. Tại bọn họ lòng như cho nguội thời điểm, một cái thiếu niên tóc trắng. Cưỡi một đầu lôi đình cự thú, xuất hiện tại bọn hắn phía trước. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, người như tử thần, một đôi trường kiếm còn đang rỉ máu. Hắn như vậy bộ dáng, cùng vừa rồi cả lơ phất phơ, có khác nhau rất lớn. Âm Dương Ma Tông đệ tử biết, đây mới thật sự là hắn. Lý Thiên Mệnh ánh mắt, rơi vào tuyệt vọng mà tức giận Sở Tiểu Thất trên mặt. Tỷ tỷ, khác bản thân cảm giác tốt đẹp, người mặt hàng này, ta còn không để vào mắt. Sau khi nói xong, hắn nhanh chóng đi, biến mất trong bóng đêm. Sở Tiểu Thất trong lòng lại bên trong một kiếm, ào 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 tích huyết. Ánh mắt của nàng triệt để huyết hồng, móng tay đều khảm vào huyết nhục bên trong. Lý Thiên Mệnh, ta đời này nhất định muốn đưa ngươi, rút gân lột da, nghiền xương thành tro. Nhân sinh lần thứ nhất, bị bại thảm như vậy. Hết thảy đều tại đất đèn hỏa quang ở giữa. Nói thật, nàng đến bây giờ còn không có kịp phản ứng. Người trẻ tuổi, đủ nghiêu bức a, bất quá ngươi, đệ, câu nói này, bản mèo đã ghi xuống, chuẩn bị hiến cho tôn thần. Miu Miu cười hắc hắc nói. Linh Nhi sẽ lý giải, ta đây là đang liều mạng. Lý Thiên Mệnh nói. Giải thích cũng là che giấu, nhân sinh của ngươi không có hy vọng. Miu Miu nói. Thối mèo, ngươi phản ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi không cho bản mèo nghỉ ngơi, ta thì liều mạng với ngươi, người ta cũng buồn ngủ cảm giác. Làm xong Tứ Tượng Hải Tông cùng Lục Đạo Kiếm Tông, Âm Dương Ma Tông còn lại mười mấy người, cũng không cách nào đơn độc đối phó Hiên Viên Vũ Thịnh bọn họ, đến đón lấy ngươi chuẩn bị làm thế nào. Huỳnh Hỏa treo ở Miu Miu trên đỉnh đầu, hiếu kỳ hỏi. Đi lên tầng thứ ba địa ngục, lập lại chiêu cũ. Trước phá Thất Tinh Thiên Tông địa ngục thụ, bọn họ không có tại địa ngục thụ chỗ tập hợp.
Ta đoán chừng bọn họ địa ngục thụ bên cạnh không có mấy người. Nếu có thể ở sở tiểu thất cùng bọn hắn tụ hợp trước đó, dùng lại lần nữa biện pháp này, coi như tác dụng lại tiểu, ta đều kiếm lời. Lý Thiên Mệnh nói. Cái kia mau tới, mèo đệ, ra tốc, Huỳnh Hỏa ra sức vỗ. Không được, bản mèo cần nghỉ ngơi. Miêu Miêu nói. Huỳnh Hỏa trượt đi, treo ở cái đuôi của nó phía trên, nhìn chăm chú nơi nào đó. Hiện tại thế nào? Huỳnh Hỏa hắc hắc hỏi. Siêu. Miêu Miêu nhanh như điện chớp, bay ra ngoài. Tầng thứ ba, ám dạ địa ngục. Cái này nhất trọng địa ngục như chết tịch giống như hắc ám, càng thích hợp Lý Thiên Mệnh hành động. Hắn trong đêm tối phi nhanh, để tiên tiên tìm kiếm địa ngục thụ vị trí. Trước mắt âm dương ma tông đệ tử tất cả đi xuống, cái này tầng thứ ba địa ngục, chỉ có Khương Vô Tâm vị trí rất rõ ràng. Âm dương ma tông đệ tử, tạm thời còn chưa lên đến, Lý Thiên Mệnh nắm chặt thời gian. Một khi âm dương ma tông người tới, cùng thất tinh thiên tông người tụ hợp, phương pháp kia liền không có cách nào có hiệu quả. Tới gần bọn họ, theo bọn họ phụ cận tìm. Lý Thiên Mệnh mang theo tiên tiên, trước tới gần Khương Vô Tâm cùng thất tinh thiên tông người. Nửa cái phụ thân, cái này nhất trọng địa ngục thụ, cách bọn họ không xa. Tiên tiên nói, quả nhiên không ngoài sở liệu. Thất tinh thiên tông tuyển một cái căn cứ, nhưng lại không muốn bại lộ chính mình địa ngục thụ, đoán chừng lựa chọn một cái địa ngục cây phụ cận vị trí. Nếu là ra chuyện, bọn họ trở về còn kịp. Nếu như liền tại phụ cận, như thế càng tốt hơn, không muốn ta diễn xuất, chỉ cần để bọn hắn, nhìn đến ta tại phá hư địa ngục thụ, bọn họ trực tiếp đều sẽ truy ta. Lý Thiên Mệnh quyết định thật nhanh, để tiên tiên tăng thêm tốc độ. Không ra một phút, địa ngục thụ tìm được. Cùng lúc đó, Lý Thiên Mệnh nhìn đến, âm dương ma tông, những người còn lại, vừa từ phía dưới tới. Vị trí của bọn hắn cùng Khương Vô Tâm vị trí, đều rất rõ ràng. Sở tiểu thất bọn họ muốn tụ hợp tới, còn phải một chút thời gian, nhưng tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Nắm chặt thời gian. Nhìn đến địa ngục thụ về sau, hắn trực tiếp vọt lên. Cái này địa ngục thụ bên cạnh, có bốn cái thất tinh thiên tông đệ tử tại đóng giữ, trong đó có một cái tứ trọng sinh kiếp. Lý Thiên Mệnh trực tiếp xuất thủ, cộng sinh thú đều xuất hiện. Tiên tiên cắm rễ tại địa ngục thụ bên cạnh, cấp tốc trưởng khống chiến trường, thánh quang đằng mạn quấn quanh, vệ huyết kiếm vũ lao vút. Ai? Hắn tiến công thình lình xảy ra. Là Lý Thiên Mệnh. Khẩn cấp phía dưới, bọn họ trực tiếp đối gần trong gang tấc mấy chục cái thất tinh thiên tông đệ tử, gửi đi tín hiệu. Một nói hào quang màu đỏ ngút trời. Khương Vô Tâm vị trí, hướng thẳng đến bên này gần lại gần. Điều này nói rõ bên kia hơn 30 người ngay tại chạy tới. Thời gian không nhiều lắm. Tại Huỳnh Hỏa bọn họ dây dưa kéo lại cái này bốn người đệ tử cùng bọn hắn cộng sinh thú thời điểm. Lý Thiên Mệnh đi thẳng tới địa ngục thụ trước. Mấy cái này địch nhân, ngăn không được bọn họ. Thất tinh thiên tông, đến từ thất tinh thần vực. Bọn họ tông môn có một loại hạch tâm huyết mạch, gọi là tinh thú nhất tộc. Tinh thú nhất tộc cộng sinh thú, toàn bộ đều là tinh thú. Tinh thú hình như tinh thần, hình thù cổ quái, không thuộc về thú chạy, phi cầm, côn trùng, loài cá bất luận một loại nào, nghiêm chỉnh mà nói giống như là tinh quang thiểm diệu thạch đầu, nhưng lại có chân thực huyết nhục. Tinh thú lớn nhất thú vị địa phương, cái kia chính là, cùng một cái ngự thú sư cộng sinh thú tinh thú, có thể hòa làm một thể, chân chính hợp thể chiến đấu. Nói thí dụ như một cái ba đời ngự thú sư, hắn ba đầu tinh thú, có thể hợp thể chiến đấu. Ba cái hợp nhất, so ba cái phân tán, khẳng định có khác biệt ưu thế. Ở phương diện chiến đấu phía trên, làm ba cái thần thông hòa làm một thể, hình thành uy lực, khẳng định so ba đạo thần thông cùng một chỗ bạo phát còn mạnh hơn. Đây là tinh thú đặc thù năng lực, còn lại cộng sinh thú học tập không tới. Bây giờ tại Lý Thiên Mệnh trước mắt, mấy cái này ngự thú sư cộng sinh thú, chỉ cần là song sinh ngự thú sư trở lên, hắn như vì sao cộng sinh thú, liền trực tiếp dung hợp làm một thể. Bất quá, Lý Thiên Mệnh không có rảnh nhìn kỹ. Tại Thiên Tiên cùng Lam Hoang bọn họ ngăn cản đối thủ thời điểm, hắn dùng Đông Hoàng kiếm lấy thủ đoạn mạnh nhất, liên tục chặt chém, phá vỡ thiên văn kết giới. Kỳ thật! Hắn đều có thể dùng tay trái, trực tiếp xé rách kết giới đi vào. Cái này dù sao cũng là trước mắt bao người, không nhất thiết phải thế. Xoẹt! Thiên văn kết giới phá nát. Lý Thiên Mệnh một kiếm chém xuống, thất tinh thiên tông địa ngục thụ, phá nát. Trong lúc nhất thời, tất cả thất tinh thiên tông đệ tử trên người địa ngục kết giới, bỗng nhiên lập lòe. Cái này ám dạ địa ngục trong lúc nhất thời sáng như ban ngày. Giải quyết về sau.
Lý Thiên Mệnh quay đầu, bất ngờ nhìn đến một đoàn lập lòe Thất Tinh Thiên Tông đệ tử, đã đuổi tới trước mắt. Là cái kia Tôn Thần đệ tử. Hắn dám đơn độc phá chúng ta địa ngục thụ. Truy! Lý Thiên Mệnh tên vừa xuất hiện, mọi người tại đây trực tiếp điên rồi. Lần này không dùng khiêu khích, dù sao Lý Thiên Mệnh tại trước mặt bọn hắn phá địa ngục thụ, bọn họ nhân số càng nhiều, không truy mới kỳ quái. Lý Thiên Mệnh để Tiên Tiên, Lam Hoàng cùng Huỳnh Hỏa bọn họ ba cái, tranh thủ thời gian trở về cộng sinh không gian, sau đó lại nhìn một chút Âm Dương Ma Tông đệ tử đuổi theo phương hướng. Muốn kiện giày, Lý Thiên Mệnh trực tiếp hướng phương hướng ngược đi. Thất Tinh Thiên Tông cùng bộ phận Cửu Cung Quỷ Tông đệ tử, cuồng bạo đuổi theo. Giết hắn. Trong lúc nhất thời tiếng giống chấn thiên. Cứ như vậy, Âm Dương Ma Tông Sở Tiểu Thất bọn họ, chỉ có thể truy Thất Tinh Thiên Tông. Chỉ cần đuổi không kịp, trong thời gian ngắn, Thất Tinh Thiên Tông người, không sẽ biết đây chính là Lý Thiên Mệnh kế sách. Lần này, Lý Thiên Mệnh chủ yếu dựa vào chênh lệch thời gian. Cái này nhất trọng địa ngục thụ liền tại bọn hắn tụ hợp phụ cận, tương đương với giúp Lý Thiên Mệnh. Siêu siêu. Hắn cưỡi miêu miêu, điên cuồng bôn tẩu. Lần này trên người hắn không có lập lòe quang mang, cho nên đối phương cùng đến thêm gần. Tại cái này ám dạ địa ngục, một khi vượt qua 200 mét, khả năng bọn họ đều sẽ mất đi Lý Thiên Mệnh bóng người. Hắn cưỡi miêu miêu, một đường chạy vội. Kích thích, miêu miêu nghênh phong phi nước đại, thả tự mình. Lần này không chỉ là kích thích, còn hung hiểm. Lý Thiên Mệnh quay đầu thời điểm, bất ngờ nhìn đến một đạo quang mang bôn tẩu hắc ám, lấy tốc độ khủng khiếp truy kích mà đến. Tựa như là Khương Vô Tâm. Hắn tốc độ này, so trước kia càng nhanh, chẳng lẽ hắn có tiến bộ? Giống như có sinh kiếp lực lượng, hẳn là đột phá đến ngũ trọng sinh kiếp. Lý Thiên Mệnh híp mắt. Hắn biết Khương Vô Tâm đến cỡ nào thống hận chính mình. Thật nhanh a, Miêu Miêu nói. Đúng, hắn giống như tu luyện một loại thiên thiểm kiếm thể, tốc độ rất nhanh. Lý Thiên Mệnh nhìn đến, Khương Vô Tâm thân thể trong bóng đêm lấp lóe, đuổi rất sát. Hắn đối với mình có thể nói là sát khí ngút trời. Trên người hắn quang mang quá lập lòe, ngược lại làm cho Lý Thiên Mệnh, thấy không rõ lắm bộ dáng của hắn. Miêu Miêu, có thể vứt bỏ hắn sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không kém bao nhiêu đâu, có khoảng cách kém, chỉ cần ta không dừng lại, nó đuổi không kịp ta. Miêu Miêu nói. Còn có bộ phận Cửu Cung Quỷ Tông người, đồng dạng trong bóng đêm truy đuổi, ngươi cẩn thận một chút bọn họ. Lý Thiên Mệnh nói. Không có vấn đề, bao tại bản mèo trên thân. Thành. Lý Thiên Mệnh đã thấy, bởi vì tốc độ kém, những người này bị tách ra. Hắn quyết định thật nhanh, lặng yên rời đi Miêu Miêu, ẩn giấu vào trong bóng tối. Đại khái 20 hơi thở về sau. Một điểm sáng, đột nhiên biến mất. Cái này không có gây nên bất luận người nào chú ý. Ngay sau đó, ánh sáng lấy tốc độ khủng khiếp biến mất, tựa như là một đám ánh sáng. Trực tiếp va vào một cái tử vong vực sâu. Đừng đuổi theo, Sở Tiểu Thất ở phía sau hô to. Nhưng nàng không có cách, nàng không dám rời đi còn lại Âm Dương Ma Tông đệ tử, chỉ có thể treo ở phía sau, thanh âm căn bản truyền không đến. Làm nàng nhìn thấy phía trước ánh sáng, tại nguyên một đám biến mất thời điểm, nàng quả thực tuyệt vọng. Các loại Thất Tinh Thiên Tông người kịp phản ứng, nhìn lại, chết tối thiểu 10 người. Có người ám sát, tĩnh mịch trong bóng tối. Tiếng kinh hô liên tiếp. Tại ta cái này, a, à, một cái đầu người, bay lên thương thiên. Giờ phút này bao vây chung quanh người, thực sự nhiều lắm. Lý Thiên Mệnh chỗ dựa duy nhất, thì là người khác ánh sáng sáng quá, hắn có thể rõ ràng nắm chắc mỗi người vị trí, nắm chắc cùng địch thủ khoảng cách. Tại cái này tối tăm đến cực hạn ám dạ địa ngục, không tới gần mấy trăm mét, thì thấy không rõ lắm Lý Thiên Mệnh ở nơi nào. Ám dạ địa ngục so Phong Đao địa ngục. Thích hợp hắn hơn phát huy. Bất quá, lần này bởi vì đối phương nhiều người, đuổi đến hung, cảnh giác so sánh nhanh, muốn đạt tới Âm Dương Ma Tông hiệu quả, sẽ rất khó. Đi chết! Lý Thiên Mệnh tại đối phương toàn bộ ánh sáng, tụ hợp lại cùng nhau trước đó, cố gắng hết sức, lại giết mấy người, đem Thất Tinh Thiên Tông đệ tử số lượng, hạ xuống chừng 20. Đây đã là cực hạn của hắn. Lại muốn động thủ thời điểm, nơi xa Miêu Miêu bỗng nhiên bạo phát. Hồn thiên điện ngục, hình thành mãnh liệt lôi đình chi hải dương, đem người truy kích bức lui. Xem ra cái kia Khương Vô Tâm, đối với nó tạo thành uy hiếp. Miêu Miêu khả năng gặp nguy hiểm. Lý Thiên Mệnh không có cách, hắn chỉ có thể từ bỏ săn giết, vội vàng hướng Miêu Miêu bên kia mà đi. Ngự thú sư cùng cộng sinh thú ở giữa, có lòng linh câu thông,
từ nơi sâu xa liên lụy, để hắn tại cái này trong đêm tối, có thể cấp tốc tìm tới Miêu Miêu vị trí. Thất Tinh Thiên Tông cùng Âm Dương Ma Tông đệ tử đã tụ tập ở cùng nhau, chỉ có Khương Vô Tâm mình tại truy đuổi Miêu Miêu, vị trí của hắn rất tốt phân biệt. Lý Thiên Mệnh xuyên thẳng qua hắc ám, nhanh chóng tiến lên. Miêu Miêu vì tránh né Khương Vô Tâm truy sát, đã giải ngoại trừ đế ma hỗn độn trạng thái. Thu nhỏ về sau, tốc độ của nó kinh khủng hơn. Vừa rồi hồn thiên điện ngục, khốn trụ Khương Vô Tâm, này thần thông, địa ngục truy hồn điện, đâm vào Khương Vô Tâm trong thân thể. Bây giờ uy lực bạo phát, cực lớn tê dại Khương Vô Tâm thân thể, dẫn đến tốc độ kia hạ xuống. Tới gần Miêu Miêu thời điểm, Lý Thiên Mệnh trong tay tà ma, lấy tốc độ khủng khiếp biểu bay ra ngoài, tràn lan lên ngàn mét, cuốn lấy Miêu Miêu, đưa nó trực tiếp kéo đi qua. Trong chớp nhoáng này sinh ra tốc độ, so Miêu Miêu lôi đình bôn tẩu đều nhanh hơn. Trước lúc này, Miêu Miêu vẫn luôn đang nháy tránh Khương Vô Tâm kiếm khí. Siêu! Lý Thiên Mệnh đem kéo trở về, để nó tiến vào cộng sinh không gian. Khương Vô Tâm không có Miêu Miêu vị trí, còn tại sông về phía trước, căn bản không tìm được Lý Thiên Mệnh, bởi vậy, Lý Thiên Mệnh nhẹ nhõm biến mất, phiêu nhiên rời đi. Hắn nhìn thoáng qua, ám dạ địa ngục điểm sáng, cũng chỉ có hơn 30. Tứ Tượng Hải Tông toàn diệt, Lục Đạo Kiếm Tông còn lại 2 cái, Âm Dương Ma Tông còn lại 14 người, Thất Tinh Thiên Tông còn lại 21 người. Nói cách khác, trừ ra Cửu Cung Quỷ Tông tứ đại tông môn, trước kia hơn 150 người, bị hắn giết đến còn lại 30 mấy cái. Chết hơn 100 sao. Phải biết, Thái Cổ Thần Tông đệ tử, ở trên trời nguyên trên chiến trường, cũng chỉ là bị giết hơn 40. Bây giờ người nào càng thê thảm hơn, vừa xem hiểu ngay. Cái này hơn 100 người, cũng không phải là toàn bộ từ Lý Thiên Mệnh giết chết, có thể mỗi một lần đều từ hắn chủ đạo. Sau 2 lần ám sát, đem 2 đại tông môn đệ tử chơi đến xoay quanh, càng là tuyệt diệu một khoản. Làm Lý Thiên Mệnh rời đi ám dạ địa ngục, tiếp tục đi lên thời điểm, toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục Thiên Nhãn bên ngoài kết giới đám người, đều lâm vào càng yên tĩnh tĩnh mịch bên trong. Nhiên Linh Cung, Khương Phi Linh, Phương Thanh Ly cùng mấy cái thái cổ hiên viên thị tam nguyên kiếp lão, đều mắt không chấp nhìn lấy đây hết thảy. Tôn thần, Thiên Mệnh không phụ sự mong đợi của mọi người. Khiến người ta khâm phục, Phương Thanh Ly nói. Còn có thể đi, không có kết thúc đâu, tiếp tục nhìn xuống. Khương Phi Linh nói. Không có người cùng Khương Phi Linh nói, còn lại thần vực mục đích. Nhưng nàng làm vi tôn thần, nhất định minh bạch. Tại nội ưu ngoại hoạn tình huống dưới, Lý Thiên Mệnh nói qua với nàng, để cho nàng vạn sự biểu hiện bình tĩnh một chút, tự nhiên sẽ có người cảm thấy nàng cao thâm mặt chắc. Tam nguyên chiến trường. Ngay từ đầu là Lục Đạo Kiếm Tông cùng Tứ Tượng Hải Tông, hiện tại đến phiên Âm Dương Ma Tông cùng Thất Tinh Thiên Tông các cường giả, kinh lịch tâm linh phong bạo. Bất quá, so sánh trước đây náo nhiệt ồn ào, lần này lại là muốn tĩnh mịch rất nhiều. Âm Dương Ma Tông bên này. Tiểu thất còn cần nhiều lịch luyện, lần sau cũng không thể trúng loại này tiểu kế. Một mực cúi đầu Tần Phong Dương, bỗng nhiên nói một câu. Đúng vậy a, bị người dẫn dụ, hại chết sư huynh đệ, đây chính là tử tội. Lý Thải Vi mỉm cười nói. Tông chủ, tuyệt đối đừng a, tiểu thất tiền đồ vô lượng, chỉ là nhất thời tức giận, thụ địch người bài bố, còn mời tông chủ cho nàng một cái cơ hội. Sau lưng có mấy cái lão giả đi ra cầu tình. Nàng nếu có thể đem cái này tôn thần đệ tử giết, vậy liền lấy công chuộc tội tốt. Lý Thải Vi nói. Tuy nhiên Tần Phong Dương cũng ở nơi đây, có thể coi là Âm Dương Ma Tông những cường giả này, trong mắt tông chủ, chỉ có một cái. Loại này tiểu kế thành công 2 lần, đã rất tốt. Có điều, tại thực lực tuyệt đối kém trước mặt, làm cái gì đều là phí công. Liền xem như hiện tại, chỉ cần tăng thêm Cửu Cung Quỷ Tông đệ tử, số người của bọn họ vẫn là cao hơn nhiều Thái Cổ Thần Tông. Dãy dụa sau khi kết thúc, cũng là tận thế. Tầng thứ 2 địa ngục. Cái này nhất trọng địa ngục, gọi là Bạch Xí địa ngục. Cùng ám dạ địa ngục ngược lại, tầng này địa ngục quang mang bắn ra 4 phía, cái kia chướng mắt bạch sắc quang mang, gọi người làm cho không thể mở mắt ra được. Điều này sẽ đưa đến, liền xem như địa ngục thụ bị hủy diệt, lập lòe địa ngục kết giới tại Bạch Xí địa ngục phân biệt hiệu quả, cũng sẽ khá kém. Chướng mắt bạch quang, thiêu đốt tại trên da, đều sẽ cho người huyết nhục cháy đen. May ra Lý Thiên Mệnh có Trạm Tinh Cổ Thần Thể, ảnh hưởng không lớn. Nơi này là Cửu Cung Quỷ Tông địa bàn. Hắn mới vừa lên đến, tìm Cửu Cung Quỷ Tông địa ngục thụ. Chỉ cần hủy đi Cửu Cung Quỷ Tông địa ngục thụ,
tương đương với đối thủ toàn bộ không chỗ che thân. Đây là Lý Thiên Mệnh trước mắt, duy nhất có thể làm sự tình. Hắn dựa vào tiên tiên tìm kiếm địa ngục thụ bản lĩnh, chiếm trước rất nhiều tiên cơ, làm đến bước này, đã là cực hạn. Hắn tới một phút sau, tầng thứ ba địa ngục bên trong còn lại Âm Dương Ma Tông cùng Thất Tinh Thiên Tông đệ tử, cũng theo sau. Bọn họ địa ngục thụ đều phá, ngược lại thuận tiện bọn họ đại đội ngũ tập hợp. Lý Thiên Mệnh để tiên tiên thêm chút sức. Sau đó không lâu, hắn tìm được Cửu Cung Quỷ Tông địa ngục thụ, nhưng là phát hiện, Cửu Cung Quỷ Tông đệ tử, tối thiểu có hơn 50 cái ở chỗ này. Bạch Xí địa ngục bạch quang hừng hực, đối lập lòe địa ngục kết giới có che lấp tác dụng, nhưng đối Lý Thiên Mệnh tới nói, hành động ngược lại không bằng tại đêm tối địa ngục thuận tiện. Cho nên, hắn không có cách nào tới gần cái kia có hơn 50 người đệ tử địa ngục thụ. Hiển nhiên, Khương Vô Tâm, Sở Tiểu Thất cùng trưởng tôn Tinh Việt bọn họ, cũng là hướng về cái này địa ngục thụ mà đến. Lý Thiên Mệnh tại cái kia địa ngục thụ bên cạnh nghe một chút. Hắn đại khái nghe ra mấy cái tin tức. Đệ nhất, còn có hơn 20 cái Cửu Cung Quỷ Tông đệ tử, tại đệ nhất trọng, Kim Tinh địa ngục, đang tìm kiếm Bát Quái Tâm Tông địa ngục thụ. Thứ hai, bọn họ đã thấy Âm Dương Ma Tông cùng Thất Tinh Thiên Tông đội ngũ, chính các loại đợi bọn hắn đến. Một khi tụ hợp, bọn họ thì có 90 người, lại thêm Kim Tinh địa ngục chẳng mấy chốc sẽ xuống hơn 20 người, vậy thì có hơn 110 người. Chỉ là Cửu Cung Quỷ Tông, thì có 80 cái. Mà lại, bọn họ đều sẽ biết, tứ đại tông môn bị Lý Thiên Mệnh làm đến tổn thất nặng nề tin tức. Cửu Cung Quỷ Tông vốn là muốn thu thập Bát Quái Tâm Tông, lại cùng bọn hắn cùng một chỗ phía dưới tầng thứ 9 triều trạch địa ngục, bây giờ không thể không khẩn cấp trở về. Vốn là mau tìm đến Bát Quái Tâm Tông địa ngục thụ, bất quá bọn gia hỏa này, thật biết ẩn tàng, cho chúng ta chế tạo không ít mê hoặc. Những thứ này bát quái đệ tử, người đã chết 11 cái, còn lại thì 20 người, còn tại kéo dài hơi tàn. Ha ha. Ta đoán chừng trường bối của bọn hắn, nhìn đến quyết tâm của chúng ta cùng hung ác, đã sợ. Được rồi, trước thu thập nhất nguyên thần tông. Những người này địa ngục thụ đều bị hủy diệt rồi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nghe đến bọn hắn thảo luận, Lý Thiên Mệnh đối thế cục trước mắt, có nắm chắc nhất định. Chờ thêm mặt hơn 20 người đệ tử xuống tới, hết thảy 110 người thẳng hướng triều trạch địa ngục, chúng ta làm sao chịu đựng được? Lý Thiên Mệnh phí hết tâm tư, làm cho đối phương giảm quân số hơn 30 người. Nhưng, bọn họ sinh hạ nhân số, đối thái cổ thần tông đệ tử tới nói, vẫn là nhiều lắm. Cửu Cung Quỷ Tông, quá mạnh. Lý Thiên Mệnh nhìn lấy cái kia thủ tại địa ngục thụ bên cạnh hơn 50 cái Cửu Cung Quỷ Tông đệ tử, lại thêm Khương Vô Tâm, Sở Tiểu Thất bọn họ đã cùng bọn họ hội tụ, tiếp cận 90 đệ tử tại chỗ. Hắn muốn hủy đi Cửu Cung Quỷ Tông địa ngục thụ, đã không có khả năng. Muốn lập lại chiêu cũ, càng không khả năng. Sử dụng Miêu Miêu tốc độ thủ đoạn này, có thể sử dụng 2 lần, cao nữa là Bát Quái Tâm Tông, Ngũ Hành Địa Tông, tăng thêm Tam Tải Thiên Tông. Bọn họ đối cái này ba cái tông môn đệ tử, chỉ cần không đứng đội, thì giết người bức bách, khẳng định chọc giận bọn họ. Ai cũng có tính khí, huống chi sư huynh đệ tỷ muội bị giết, những người này tự cao người đông thế mạnh, không biết vật cực tất phản đạo lý, có lẽ, cái này ba cái tông môn là ta thái cổ thần tông cơ hội cuối cùng. Lý Thiên Mệnh não tử rất thanh tỉnh. Người nào đều cho rằng, đến đón lấy lại là thái cổ thần tông đệ tử tử vong kết quả. Hắn trả tại trầm tư suy nghĩ, tìm cơ hội. Đệ nhất trọng Kim Tinh địa ngục, ta đoán chừng không có về thời gian đi, thừa dịp lấy bọn hắn còn đang chờ Kim Tinh địa ngục Cửu Cung Quỷ Tông đệ tử, ta đi trước Phong Đao địa ngục, tìm Ngũ Hành địa tông. Thời gian không nhiều, Lý Thiên Mệnh quyết định thật nhanh, trực tiếp hướng xuống đuổi. Sau đó không lâu, hắn bỏ vào tầng thứ tư địa ngục, Phong Đao địa ngục. Đây là hắn đổ sát Âm Dương Ma Tông đệ tử địa ngục. Ngũ Hành địa tông đệ tử, ngay ở chỗ này. Tiên tiên, nhanh. Muốn tìm đến Ngũ Hành địa tông đệ tử, tìm tới bọn họ địa ngục thụ là có thể. Lần này vận khí cũng không tệ lắm, tiên tiên càng ngày càng thuần thục, hiệu suất rất cao. Tại một chỗ phong bạo hạch tâm, Lý Thiên Mệnh tìm được Ngũ Hành địa tông địa ngục thụ. Tại cái này địa ngục thụ bên cạnh, hết thảy có 20 cái Ngũ Hành địa tông đệ tử thủ hộ ở chỗ này. Ta nhớ được Ngũ Hành địa tông có 33 người tiến đến. Bây giờ còn lại 20. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, trực tiếp ra ngoài. Người nào? Địa ngục thụ vị trí bị phát hiện, đó là nguy hiểm chí mạng, cái này khiến Ngũ Hành địa tông đệ tử đều rất khẩn trương. Là ta, Thái Cổ Thần Tông Lý Thiên Mệnh, hắn đi vào Ngũ Hành địa tông đệ tử trước mắt.
tự giới thiệu mình. Đối phương một đám người rõ ràng thở dài một hơi. Bọn họ xem ra bi phẫn mà buồn bực, không khí rất ngưng trọng. Ngươi tới làm cái gì? Chúng ta 10 cái sư huynh muội chết, đều là bởi vì các ngươi tôn thần. Như không phải là các ngươi tôn thần, bọn họ liền sẽ không lấy giết hại đến chấn nhiếp chúng ta tông môn. Trong đám người một cái thiếu nữ mặc áo xanh ánh mắt đỏ bừng nói. Thanh Thanh, không nên nói lung tung. Nói chuyện chính là một cái thanh niên mặc kim bào. Người này tướng mạo đại khí, sống mũi rất cao, khí thế uy mãnh, là một nhóm người này thủ lĩnh. Hắn gọi Triệu Thiên Hành, là ngũ hành địa tông đệ nhất đệ tử, thực lực cùng Hiên Viên Vũ Thịnh không sai biệt lắm. Mới vừa nói nữ tử, thì gọi là Tương Thanh Thanh, là ngũ hành địa tông tông chủ chi nữ. Triệu huynh, Lý Thiên Mệnh nhìn về phía hắn. Nói đi, cái mục đích gì? Triệu Thiên Hành thản nhiên nói. Ta tại phòng đào địa ngục giết âm dương ma tông đệ tử, các vị nhìn thấy không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thấy được, người đi lên ám dạ địa ngục, giết thất tinh thiên tông đệ tử, ta cũng theo sau nhìn, còn thuận tiện giết hai cái. Triệu Thiên Hành nói. Các ngươi chiến tử sư huynh muội đều là thất tinh thiên tông làm thật sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không kém bao nhiêu đâu, tài nghệ không bằng người. Triệu Thiên Hành nói. Bây giờ mấy cái kia tông môn người, đã tập kết, bọn họ biết chúng ta chiều trạch địa ngục thụ vị trí, đi xuống về sau, sẽ chỉ đại khai sát giới. Giải quyết chúng ta, đoán chừng bọn họ còn có thể chống không ít thời gian, đến lúc đó, thuận tiện lại thanh trừ hết các ngươi, cũng không phải là việc khó. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi đánh giám, chúng ta lại không tôn thần, bọn họ không đến mức đuổi tận giết tuyệt. Không tham chiến chẳng lẽ không được sao? Tương Thanh Thanh bi phẫn nói. Nếu như được, các ngươi thì sẽ không có người thương vong. Địa ngục chiến trường, vốn là không phải liền là đánh bại là có thể sao? Làm gì phân ra sinh tử? Đều giết người, còn để ngươi sống sót sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tương Thanh Thanh sắc mặt khó coi. Trên thực tế, phụ thân nàng không cho nàng đến tham chiến, nhưng nàng chết sống đều muốn tới. Có lẽ liền trường bối của bọn hắn đều không nghĩ tới, cái này ngũ đại thần vực quyết tâm, mạnh đến loại trình độ này. Không đứng đội liền phải chết. Địa ngục chi chiến không thể nửa đường tạm dừng. Thiên hạ đệ nhất hội trước đó, bọn họ nhiều mặt đàm phán, cái này ba đại tông môn đều không làm ra lựa chọn. Lần này ngũ đại thần vực đệ tử huyết tinh hành động, rõ ràng chính là cho bọn họ ba đại tông môn sắc mặt nhìn. Không phải mời nhập minh, mà chính là bức bách. Nói trắng ra là, tôn thần tồn tại, xác thực đưa tới rất nhiều thần vực khủng hoảng, nhưng là, còn nhiều, rất nhiều người muốn đục nước béo cò, có lẽ chín đại thần vực bố cục đánh vỡ, đến lúc đó bị hủy diệt rơi thần vực, không chỉ là thái cổ thần vực một cái. Ta nhớ được các ngươi ngũ hành địa tông, cùng cửu cung quỷ tông tiếp giáp, cương vực chỉ có cửu cung quỷ tông 1/3, lại đem bọn hắn cương vực chém thành 2/2, đạo đưa bọn họ nhân viên vận chuyển cực kỳ không tiện đúng không? Lý Thiên Mệnh nói. Vì Khương Phi Linh, hắn mau đưa chín đại thần vực nghiên cứu triệt để. Những thứ này tranh chấp, Hiên Viên Đạo đã nói với hắn, chính hắn cũng phỏng đoán qua. Bây giờ cục diện, nhìn như nhằm vào tôn thần, có thể có bao nhiêu người, muốn nhân cơ hội nhấc lên thế giới chi chiến, đem những người khác lôi xuống nước, thừa cơ chiếm lấy lợi ích, đều không rõ ràng. Ngũ hành địa tông một mực không dám thêm vào bọn họ ngũ đại thần vực, liền là bởi vì cửu cung quỷ tông đối nó nhìn chằm chằm. Một khi gây nên đại chiến, nội bộ bọn họ trống rỗng, đến lúc đó bị cửu cung quỷ tông nuốt cũng không biết. Nói lên bọn họ cùng cửu cung quỷ tông tranh chấp, Triệu Thiên Hành bọn họ triệt để an tĩnh. Mặt khác, thất tinh thần vực tại các ngươi bên trái, đệ tử của bọn hắn giết đến như thế hăng say, mọi người tâm lý nắm chắc sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Bọn họ càng tĩnh mịch. Các vị, các ngươi tiến đến trước, trưởng bối không có cùng các ngươi đã thông báo cái gì, đó là bởi vì chúng ta quá yếu thế. Chỉ có thể ở bên trong trông coi địa ngục thụ phó thác cho trời, nhưng là bây giờ, chỉ muốn các ngươi nguyện ý, chúng ta còn có vì thần vực mà chiến cơ hội, khác oán hận tôn thần, nàng chỉ là người khác bốc lên chiến tranh dẫn tử. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi sai, Triệu Thiên Hành nói. Cái gì sai rồi, Lý Thiên Mệnh ngạc nhiên hỏi. Hắn gần nhất suy nghĩ rất nhiều, hỏi Hiên Viên Đạo rất nhiều chín đại thần vực sự tình, đã sớm biết nơi này tranh phong, tuyệt không chỉ là Khương Phi Linh đơn giản như vậy. Lục đạo kiếm tông muốn lục đạo ngộ kiếm thạch, muốn báo thù. Âm dương ma tông muốn thái cực kiếm hồ. Cửu cung quỷ tông cùng thất tinh thiên tông, muốn chia cắt cương thổ. Ngươi nói chúng ta trưởng bối không có gì bàn giao, câu nói này sai. Triệu Thiên Hành nói. Bọn họ bàn giao cái gì rồi?
Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ hỏi. Bọn họ nói, nếu có hy vọng, thì phải dũng cảm chiến đấu. Như là địch nhân quá ác, thân cận nhất Nguyên Thần Tông cũng không sao. Triệu Thiên Hành bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Lý Thiên Mệnh ánh mắt sáng lên. Hướng câu nói này, ngươi chính là ta huynh đệ sinh tử. Lý Thiên Mệnh cắn răng nói. Dệt hoa trên gấm, nơi nào có đưa than khi có tuyết trọng yếu. Tại nguy cấp này thời khắc sống còn, Triệu Thiên Hành câu nói này, đối Lý Thiên Mệnh quá trọng yếu. Được, ta nói thật, người có thể lấy chính mình chi lực, đem bọn hắn ngũ đại tông môn giết tới loại tình trạng này, chúng ta đã sớm phục. Triệu Thiên Hành nói. Thiên Hành ca, Tương Thanh Thanh có chút mờ mịt. Thanh Thanh, người còn nhỏ, người tại trong cục, không có lựa chọn, nếu như nhất định muốn chọn, thì chọn một đầu không phụ huyết tính đường đi. Triệu Thiên Hành vỗ vỗ bả vai của nàng nói. Ta, Thiên Khung chết rồi, ta muốn giết chết bọn họ, vì đệ đệ ta báo thù. Triệu Thiên Hành ngẩng đầu, lúc nói chuyện, trong ánh mắt, đã có thấy chết không sờn quyết tâm. Tương Thanh Thanh nhớ tới cái kia ngày bình thường thích nói giỡn, thích vui đùa ầm ĩ trêu chọc thiếu niên, nhớ tới hắn trước khi chết tuyệt vọng ánh mắt, nhớ tới hắn dãy dụa lấy cùng mình nói câu nói kia ta thích ngươi, nước mắt của nàng lại lần nữa rơi xuống. Đi thôi, Triệu Thiên Hành đối Lý Thiên Mệnh nói. Đi. Lý Thiên Mệnh cùng ánh mắt của hắn đụng vào nhau. Làm huyết tính đàn ông, cùng đi tới, vậy liền sóng vai tử chiến đi. Đệ thất trọng địa ngục, Hỏa Sơn địa ngục. Lý Thiên Mệnh cùng ngũ hành địa tông đệ tử, đến nơi này. Tam tài thiên tông đệ tử tương đối hoàn chỉnh, bọn họ rời xa phía trên địa ngục, tăng thêm tứ tượng hải tông lại bị Lý Thiên Mệnh diệt, cho nên bọn họ rất dễ chịu. Bắc Cung Mông Mông cùng Tây Môn Tuyền Tử đều tại cái này. Còn có một cái vừa trở về mặt ngọc nam tử, tên là Đông Phương Tử Sung. Lý Thiên Mệnh, những thứ này không phải ngũ hành địa tông đệ tử sao? Các ngươi làm sao tiến tới cùng nhau? Bắc Cung Mông Mông lần nữa nhìn thấy hắn, nhịn không được ánh mắt sáng lên. Có đại sự cùng các ngươi thương lượng, Lý Thiên Mệnh nói. Đại sự, cái kia trước nhận thức một chút đi, vị này là Đông Phương Tử Sung, đầu của chúng ta. Bắc Cung Mông Mông đem thanh niên mặc áo tím kia kéo đến trước mắt tới. Thiên Mệnh huynh đệ, người cứu được chúng ta sự tình, ta đã sinh động hình tượng và hắn miêu tả. Bao quát người giết Long Tiểu Phàm sự tình, Tây Môn Tuyền Tử nói. Đông Phương Tử Sung quan sát một chút Lý Thiên Mệnh, nhìn nhìn lại Triệu Thiên Hành, nói, hai vị, là muốn cho ta tam tải thiên tông, bán mạng cho các ngươi sao? Cái này không gọi bán mạng, Lý Thiên Mệnh ngữ khí bình thản, đem cục diện trước mắt nói một lần. Nghe tới hắn liền giết tứ đại tông môn. Để tứ đại tông môn tổn thất nặng nề thời điểm, tam tài thiên tông các đệ tử đều sợ ngây người. Cái này, đây là thực sự. Bắc Cung Mông Mông trừng to mắt. Ta có thể làm chứng. Hắn nói không sai, trước mắt ngũ đại người của thần vực đều tại tụ tập, chẳng mấy chốc sẽ đi tầng thứ 9 triều trạch địa ngục. Đông Phương huynh đệ, nếu như ngươi nguyện ý, chúng ta cùng nhau, còn có thể có 90 người, còn có lực đánh một trận. Triệu Thiên Hành nói. Chiến, đương nhiên chiến. Không phải vậy các ngươi không có, bọn họ những người này lạnh nhạt vô tình, chuẩn tới tìm chúng ta phiền phức. Bắc Cung Mông Mông nói. Mông Mông, người cô phụ cũng là nhất Nguyên Thần Tông tông chủ, người đương nhiên trợ giúp bọn họ. Đông Phương Tử Sung nói. Cái này không gọi trợ giúp, gọi hỗ trợ cầu sinh tồn. Tây Môn Tuyền Tử nói. Nói như vậy, các ngươi quyết định. Đông Phương Tử Sung nói. Không phải vậy đâu. Ta cảm thấy cùng ngũ hành quỷ tông nghị hòa. Cũng là một loại khả năng. Đông Phương Tử Sung nói. Ngươi có thể nghĩ như vậy, có thể các ngươi trưởng bối không nhất định nghĩ như vậy, ngươi nghị hòa không tính, mục đích của bọn hắn liền giết các ngươi, trấn nhiếp các ngươi trưởng bối. Nếu có thể nghị hòa, không cần đến kéo tới thiên hạ đệ nhất hội. Ngươi muốn là đi tìm chết, đừng để tam tài thiên tông các đệ tử, cùng đi với ngươi chết. Lý Thiên Mệnh nói. Khác ngây thơ, muốn là biện pháp này hữu dụng, ta sớm thử. Bọn họ liền không có đem chúng ta làm người nhìn, hiện tại bọn hắn nhân số giảm bớt, khẳng định sẽ tiếp nhận ngươi, nhưng chỉ cần chúng ta vừa diệt, bọn họ đáng giết đều giết, lưu ngươi làm gì dùng. San hô tiên tử là nhân nguyên tông chủ thê tử, nàng dùng ngươi làm quyết định sao? Triệu Thiên Hành nói. Đông Phương Tử Sung cúi đầu. Ta cùng huynh đệ nhóm thương nghị một chút. Đám người bọn họ, tự mình tranh luận một đoạn thời gian, cuối cùng vẫn lựa chọn đứng tại Lý Thiên Mệnh bên này nhiều người. Nhất là kinh lịch cùng tứ tượng hải tông trận chiến kia đệ tử. Ta tôn trọng ý của mọi người gặp, Đông Phương Tử Sung nói. Ánh mắt của hắn ngắm nhìn Lý Thiên Mệnh, dò xét trong chốc lát, nói, vấn đề là,
xin hỏi tôn thần đệ tử, coi như nhân số phía trên, miễn cưỡng có thể so sánh với bọn họ, chúng ta một cái ngũ trọng sinh kiếp đệ tử đều không có, làm sao ngăn lại Sở Tiểu Thất cùng Cửu Cung Quỷ Tông ba cái, Tiểu Quỷ Vương. Nếu như ta có biện pháp, còn cần tìm các vị cùng một chỗ vùng vẫy dẫy chết sao? Lý Thiên Mệnh nói, khác dày vò khốn khổ, tranh thủ thời gian đi xuống đi, còn có thể có cơ hội bố trí, không phải vậy đều phải xong đời. Bắc Cung Mông Mông nóng nảy mất bình tĩnh nói. Tốt a, đi, Đông Phương Tử Xung cắn răng, làm ra sau cùng quyết định. Tầng thứ 9, Triều Trạch Địa Ngục. Lý Thiên Mệnh đã rời đi rất lâu. Trong khoảng thời gian này, Triều Trạch Địa Ngục rất an tĩnh, căn bản không có người xuống tới. Không biết Thiên Mệnh, tìm tới Khương Vô Tâm không có. Bắc Cung Thiền Vũ kéo lấy quai hàm, ánh mắt sầu lo hỏi. Đến bây giờ đều không tin tức, có hơi lâu, Hiên Viên Vũ Thịnh nói. Muốn không ta đi lên xem một chút a? Bắc Cung Thiền Vũ hỏi. Hiên Viên Vũ Thịnh nghĩ nghĩ, lắc đầu, nói, tin tưởng hắn đi. Bọn họ hơn 40 người, đều vây tại địa ngục thụ bên cạnh, Phương Nguyệt Vi cùng Phương Thần Cảnh, cũng tại cách đó không xa. Có loại chờ chết cảm giác, cả một đời lần thứ nhất cảm thấy, 10 ngày vậy mà như thế gian nan. Phương Nguyệt Vi nói. Đúng vậy a, cho thống khoái đi, ta đoán chừng Khương Vô Tâm đã tìm được trợ thủ, lập tức liền sẽ giết xuống, người đoán xem sẽ đến bao nhiêu người, đến lấy mạng chúng ta. Phương Thần Cảnh cười khổ nói. Phương Nguyệt Vi lắc đầu. Muốn không đi trước đi, coi như địa ngục thụ phá, hai người chúng ta trước trốn xa một chút, trốn trốn tránh tránh, nói không chừng còn có thể lăn lộn đi qua. Phương Thần Cảnh nói. Đừng nói nữa, Phương Nguyệt Vi lắc đầu. Ngươi làm sao lão không nghe lời đâu, Phương Thần Cảnh buồn bực nói. Lý Thiên Mệnh trở về, Phương Nguyệt Vi nhìn về phía nơi xa nói. Trở về lại có thể thế nào? Phương Thần Cảnh nhìn sang. Hắn bất ngờ nhìn đến, trở về không chỉ là Lý Thiên Mệnh, còn có Tam Tài Tiên Tông cùng Ngũ Hành Địa Tông, cùng nhau 50 cái hai bên đệ tử. Hai bầy người hội tụ cùng một chỗ, có hơn 90 người. Thiên Mệnh, Hiên Viên Vũ Thịnh bọn họ toàn bộ nghênh đón đi lên. Lý Thiên Mệnh mang tới người, so nơi này Thái Cổ Thần Tông đệ tử đều nhiều. Bọn họ một đám người, nghênh đón tới. Tỷ, Bắc Cung Mông Mông trực tiếp nhào tới, cùng Bắc Cung Thiền Vũ ôm ở cùng nhau. Các nàng mặc dù là biểu tỷ muội, nhưng lại cùng họ thị, mà lại Bắc Cung Thiền Vũ phần lớn thời gian, là tại Tam Tài Thiên Tông lớn lên. Mông Mông, các ngươi tại sao cùng Thiên Mệnh đi cùng một chỗ rồi? Các ngươi địa ngục thụ đâu, mặc kệ sao? Bắc Cung Thiền Vũ nghi hoặc hỏi. Thái Cổ Thần Tông đệ tử, đều so sánh nghi hoặc. Bắc Cung Mông Mông nói chuyện tốc độ nói nhanh, liền đem phía trên mấy tầng địa ngục phát sinh sự tình, cấp tốc nói một lần. Nàng còn thêm mắm thêm muối miêu tả một phen, giống như Lý Thiên Mệnh đồ sát Âm Dương Ma Tông, Thất Tinh Thiên Tông đệ tử thời điểm, nàng tận mắt nhìn thấy giống như. Tỷ, may mắn mà có các ngươi cái này tôn thần đệ tử, thật sự là dễ dùng. Muốn không phải hắn, ta cùng Tuyền Tử bọn họ, liền sẽ bị Long Tiểu Phàm diệt. Cái này Long Tiểu Phàm quyết tâm muốn ra tay độc ác, Tứ Tượng Hải Tông ôm vào Cửu Cung Quỷ Tông bắp đùi, cáo mượn oai hổ, đáng đời bị chết một người cũng không còn. Bắc Cung Mông Mông ào 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 nói một tràng. Nàng vừa nói xong, Hiên Viên Vũ Thịnh bọn họ hơn 40 người, đều có chút mộng. Bốn cái tông môn đệ tử, còn lại 30 mấy cái rồi. Lục Đạo Kiếm Tông cùng Tứ Tượng Hải Tông, nhanh diệt xong rồi sao? Phương Nguyệt Phi thanh âm có chút mờ mịt. Bọn họ không có cách nào không tin, bởi vì nếu không phải như thế, Tam Tài Thiên Tông cùng Ngũ Hành Địa Tông đệ tử, liền sẽ không bị Lý Thiên Mệnh tin phục. Phương Nguyệt Phi nhìn lại. Phương Thần Cảnh cắn môi một cái, triệt để cúi đầu. Nói thật, hắn đã cảm giác được xấu hổ. Vốn là chỉ có thể ở bực này chết Thái Cổ Thần Tông đệ tử, đều lâm vào cuồng hoan bên trong, bọn họ lấy nóng rực ánh mắt nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Thật không hổ là tôn thần đệ tử. Thiên Mệnh, ta không có phục qua người nào, nhưng ta thì phục ngươi. Tiêu diệt Lục Đạo Kiếm Tông, ngươi thì lập công lớn cực khổ, hiện tại lại đả thương nặng ba cái tông môn đội ngũ. Nhìn mà than thở. Chính là bọn họ tâm tình vào giờ khắc này. Bất quá, Lý Thiên Mệnh cũng không cần bọn họ kinh thán, hắn muốn là chuẩn bị chiến đấu. Hắn tân tân khổ khổ, chính là vì sáng tạo một lần, có tư cách cùng ngũ đại thần vực quyết đấu cơ hội. Tất cả mọi người an tĩnh một chút, Thiên Mệnh cho chúng ta chế tạo sống sót điều kiện, bây giờ thời gian cấp bách, ngũ đại thần vực đối thủ, chẳng mấy chốc sẽ xuống tới. Trước kia, chúng ta chỉ có thể chờ đợi chết. Nhưng là hiện tại, chúng ta có tử chiến cơ hội.
Đây là chúng ta cơ hội duy nhất. Hiên Viên Vũ Thịnh ánh mắt đỏ thẫm, hô một tiếng. Đúng. Mọi người tâm, triệt để đốt lên. Quyết nhất tử chiến. Hiện tại có Tam Tài Tiên Tông, Ngũ Hành Địa Tông các huynh đệ tại, đối phương thì chừng 100 người, không nhiều mấy cái. Muốn ăn phía dưới chúng ta, tối thiểu để bọn hắn cũng chết hơn phân nửa. Lý Thiên Mệnh thay đổi cục diện. Hơn 90 người đệ tử tụ cùng một chỗ, thương nghị chuẩn bị chiến đấu chi pháp. Đúng rồi, Bát Quái Tâm Tông đâu? Hiên Viên Vũ Thịnh hỏi. Bọn họ tại đệ nhất trọng kim tinh địa ngục, này chín cung trước quỷ tông đệ tử, chính là đang tìm bọn hắn địa ngục thụ. Trước mắt, bọn họ địa ngục thụ cần phải còn không có bại lộ, bất quá ta nghe nói, khả năng có không ít đệ tử bị giết. Thời gian cấp bách, ta không có lên đi tìm bọn họ. Lý Thiên Mệnh nói. Bọn họ liếc nhau một cái. Đông Phương Tử Xung, Triệu Thiên Hành bọn họ, tựa hồ cũng xác định một cái ý nghĩ. Triệu Trạch địa ngục, rất thích hợp cửu cung quỷ tông đệ tử phát huy, nếu như chúng ta ở chỗ này nghênh chiến, thủ hộ địa ngục thụ, nơi này dễ công khó thủ, tăng thêm đối phương đỉnh phong đệ tử đông đảo, rất dễ dàng thương vong thảm trọng. Hiên Viên Vũ Thịnh nói. Nói đúng, đã nhân số chúng ta có, mà lại muốn quyết định đánh một trận đánh ác liệt, vậy các ngươi nhất nguyên thần tông đệ tử địa ngục kết giới, phải chăng bại lộ đã không trọng yếu. Chúng ta cần phải từ bỏ Triều Trạch địa ngục, tìm một cái thích hợp chiến đấu địa hình. Triệu Thiên Hành nói. Đã như vậy, thuận đường mang lên Bát Quái Tâm Tông đi. Lý Thiên Mệnh không phải có thể, nhanh chóng tìm tới bọn họ địa ngục thụ A. Đông Phương Tử Xung nhìn lấy hắn nói. Ý của các ngươi là, đối phương xuống tới Triều Trạch địa ngục tìm chúng ta đi ngược lại con đường cũ, tất cả mọi người đi đệ nhất trọng kim tinh địa ngục, cùng Bát Quái Tâm Tông đệ tử tụ hợp. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng, trước mắt chúng ta địa ngục thụ đều không bại lộ, trung gian có thể sẽ giao thoa mà qua, nhưng, chúng ta thấy được bọn họ nhưng không nhìn thấy chúng ta. Chúng ta sử dụng thời gian này kém, tìm kiếm Bát Quái Tâm Tông bằng hữu, đồng thời chuẩn bị chiến đấu. Thời gian không nhiều, muốn lập tức hành động, Hiên Viên Vũ Thịnh nói. Nhiều người ý nghĩ nhiều, bọn họ đối những tông môn khác, vẫn là so Lý Thiên Mệnh hiểu rõ một số. Từ bỏ Thái Cổ Thần Tông địa ngục thụ, xác thực dâu ria. Tốt, đã như vậy, lập tức xuất phát. Bọn họ một hàng hơn 90 người, hội tụ cùng một chỗ, rời đi cái này địa ngục thụ, hướng đi lên. Mọi người chú ý, không muốn gây nên động tĩnh, muốn là trên đường bị đối phương phát hiện, đến một trận tao ngộ chiến, chúng ta rất khó đánh thắng được bọn họ. Đây không phải đệ tử tranh phong, cái này là sinh tử chi chiến, một bước đi nhầm liền không có mệnh. Hiên Viên Vũ Thịnh trầm giọng nói. Vâng. Lý Thiên Mệnh cùng trong đám người, hắn nhìn một chút phía dưới địa ngục thụ. Đối phương không biết chúng ta đã rời đi, bất quá, chờ bọn hắn đến nơi này, vẫn là sẽ hủy đi cái này địa ngục thụ, chúng ta địa ngục kết giới liền sẽ lập lòe, chờ bọn hắn tới, tìm tới chúng ta thời điểm, chính là quyết chiến thời điểm. Nói thật, muốn không phải hắn, bọn họ đám người này, căn bản không có tư cách cùng ngũ đại thần vực đệ tử quyết chiến. Chín đại thần vực, nếu như nói cửu cung quỷ tông thế lực, tại thê đội thứ nhất, cái kia thê đội thứ hai chỉ có ba cái kia chính là một nguyên, lưỡng nghi, lục đạo. Còn lại, trên cơ bản đều là thê đội thứ ba. Trong đó thất tinh thiên tông, thuộc về thê đội thứ ba mạnh nhất. Tam tài, tứ tượng, ngũ hành, bát quái, đều yếu nhược thế. Trong đó, ngũ hành thần vực cương vực là hình sợi dài hình, cắm vào cửu cung thần vực cương vực. Bát Quái Tâm Tông đồng dạng cùng cửu cung thần vực tiếp giáp. Bát Quái Tâm Tông tông môn ở chỗ đó, gọi là Bát Quái Núi, linh khí dồi dào, nghe nói cửu cung thần vực thèm nhỏ dãi rất lâu. Bọn họ cùng ngũ hành địa tông một dạng, đều là cửu cung quỷ tông trong mắt dê béo. Hiên Viên Vũ Thịnh thấp giọng cùng Lý Thiên Mệnh nói hai câu. Ý của ngươi là, bọn họ đều đáng giá tín nhiệm thật sao? Lý Thiên Mệnh nói. Đúng, Tộc Phương cũng là nghĩ nhìn xem. Bọn họ chân thực tình cảnh như thế nào, trước mắt xem ra, không ngoài sở liệu của hắn. Cái này ba cái tông môn, mặc dù không có rõ ràng biểu thị ủng hộ chúng ta, nhưng, chí ít còn có tranh thủ không gian. Lần này ngũ đại thần vực đối bọn hắn áp bách như thế vô tình, nếu như chúng ta có thể tại cái này địa ngục chiến trường, liên hợp bọn họ, đánh lên xinh đẹp nhất chiến, cái nào sợ tử thương thảm trọng, chỉ cần tình nghĩa tại, chỉ cần để cho địch nhân trả giá đắt, liền có thể làm một cái dẫn tử, thuận tiện các trưởng bối tiếp xúc. Hiên Viên Vũ Thịnh nói, minh bạch, ngươi lần này thật làm được cực hạn, Thiên Mệnh, ta bội phục ngươi. Ngươi tuyệt đối đừng chết, nếu như trận này tử chiến, cần phải có người đánh đổi mạng sống,
để cho ta Hiên Viên Vũ Thịnh đến, nếu có thể vì thần tông cầu được sinh tồn, ta muôn lần chết không từ. Hiên Viên Vũ Thịnh nói. Chớ nói nhảm, cũng sẽ không chết. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn vẫn cho là, chín đại thần vực ở giữa hỗn loạn, đều là từ Khương Phi Linh gây nên. Bây giờ nhìn, cục diện không có đơn giản như vậy. Thiên hạ đại thế, hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp, bây giờ chia cắt 100.000 năm, rất nhiều người đều nhìn không được, nhất là thế lực to lớn Cửu Cung Quỷ Tông, những năm này, vẫn luôn tại chiếm đoạt tiếp giáp thần vực cương thổ. Coi như không có tôn thần, ta đoán chừng sớm muộn đều phải đại loạn đi. Hiên Viên Vũ Thịnh nói. Bọn họ một bên trò chuyện, một bên cấp tốc đi lên. Tầng thứ tư địa ngục. Vừa mới lên đến, Lý Thiên Mệnh bọn họ liền thấy, nơi xa có địa ngục kết giới lóe sáng. Hết thảy hơn 30 người, ngay tại hướng phía dưới mà đi. Cửu Cung Quỷ Tông địa ngục thụ không có bị hủy diệt, cái này hơn 30 lập lòe điểm sáng phụ cận, rất có thể có 80 cái Cửu Cung Quỷ Tông đệ tử. Tốc độ bọn họ rất nhanh, liên tục tìm kiếm thông đạo đi xuống dưới. Đừng nhúc nhích. Lý Thiên Mệnh bên này, mọi người nín thở. Ngắn ngủi giao thoa, cũng đã kinh tâm động phách. Các loại ngũ đại thần vực đệ tử toàn bộ xuống đi, bọn họ mới một lần nữa bắt đầu chuyển động, tiếp tục đi lên. Nắm chặt thời gian, bọn họ đến chiều trạch địa ngục, hủy đi địa ngục thụ, lập tức liền sẽ đi lên tìm tòi. Hai cái này đội ngũ giao thoa, toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục Thiên Nhãn kết giới, đều nhìn thấy rõ ràng. Ai cũng không nghĩ tới, cái này hỗn loạn địa ngục chi chiến, sẽ phát triển thành hai đại đoàn thể quyết chiến. Cái này giống như là Viêm Hoàng Đại Lục bây giờ hiện trạng ảnh thu nhỏ, ý vị sâu xa. Sau đó, đến đón lấy nhất định sẽ xuất hiện quyết đấu, dẫn động tới chín đại thần vực trái tim. Thiên nhãn kết giới trước, vô số người nín hơi mà đối đãi. Đệ nhất trọng địa ngục, kim tinh địa ngục. Vì thiết tiết kiệm thời gian, Lý Thiên Mệnh không có ở tầng thứ hai địa ngục, hủy diệt Cửu Cung Quỷ Tông địa ngục thụ, dù sao ý nghĩa đã không lớn. Kim tinh địa ngục, kim quang vạn trượng. Đây là một cái kim loại địa ngục, đồi núi là núi vàng, dòng sông là nóng rực kim thủy, ngoại trừ địa ngục thụ, nơi này chỉ có hoàng kim. Lập lòe kim quang, đồng dạng che đậy rất nhiều ánh mắt, khắp nơi đều kiên cường vô cùng. Có chút núi vàng cực kỳ sắc bén, hình dáng như mũi nhọn, muốn là hình thể lớn cự thú ngã xuống, đoán chừng sẽ bị đâm ra lỗ máu. Phóng tầm mắt nhìn tới, đây là một cái hoàng kim thế giới. Trực tiếp hô đi. Vì nhanh nhất tìm tới bát quái tâm tông đệ tử vị trí, bọn họ hô to tìm người, Lý Thiên Mệnh lại lấy tiên tiên thủ đoạn tìm kiếm. Hiển nhiên, bát quái tâm tông đệ tử giấu rất chặt, vì ngăn ngừa bẫy dập, bọn họ sẽ không dễ dàng xuất hiện. 2 phút đồng hồ sau. Sau cùng, vẫn là từ tiên tiên, tìm được bọn họ địa ngục thụ vị trí. Trước mắt là liên miên sơn mạch, từng tòa núi to vụt lên từ mặt đất, địa ngục thụ vị trí, ở trong đó một tòa hoàng kim núi to trong lòng núi. Lòng núi hết thảy có 2 cái lỗ miệng có thể đi vào. Cửa động không tính lớn, một số lớn cộng sinh thú, khả năng cần chui vào. Nhưng là đi vào về sau, lại phát hiện bên trong không gian to lớn. Địa ngục thụ ngay tại cái này, trống rỗng lòng núi, chỗ sâu. Bát quái tâm tông bằng hữu, ta là Hiên Viên Vũ Thịnh, mặt khác Đông Phương Tử Xung cùng Triệu Thiên Hành đều tại, 3 người chúng ta tông môn đã liên hợp, vì cầu sinh tồn, đến cùng các vị một hồi. Hiên Viên Vũ Thịnh nói. Đông Phương Tử Xung cùng Triệu Thiên Hành đều lần lượt nói chuyện. Xuống đây đi, một cái thanh lãnh thanh âm truyền đến. Mọi người cùng một chỗ đi xuống. Chỉ thấy một cái cây sinh trưởng ở lòng núi này chỗ sâu, xác thực đầy đủ ẩn nấp. Tại cái này địa ngục thụ bên cạnh, có chừng 20 cái bát quái tâm tông đệ tử, quay chung quanh tại địa ngục thụ bên cạnh. Bọn họ top 5 top 3 cùng một chỗ, thần sắc nghiêm túc, bầu không khí tiêu điều. Các ngươi làm sao nhập bọn với nhau? Nói chuyện chính là một cái bạch y nữ tử, nàng dung mạo thanh tú, biểu lộ lãnh đạm, thần sắc thoáng có chút đau thương. Lâm Tịch Tịch, chúng ta ngũ hành địa tông, cũng đã chết 10 cái huynh đệ tỉ muội, muốn báo thù. Triệu Thiên Hành nói, bát quái tâm tông có 35 đệ tử tiến đến, bây giờ còn lại 22, thiếu những cái kia, cũng đã chết trận. Chúng ta người, vì dẫn đi Cửu Cung Quỷ Tông xúc sinh, nguyên một đám ra đi chịu chết, cũng chưa trở lại. Bát quái tâm tông, Lâm Tịch Tịch, thần sắc ảm đạm. Nàng xem Triệu Thiên Hành liếc một chút, nói, ngươi vừa nói là, ngươi muốn báo thù sao? Chỉ là Cửu Cung Quỷ Tông, chúng ta những người này cùng nhau đều không đủ, huống chi còn có 4 cái thần vực. Bọn họ nói,
chờ sau đó đi giải quyết các ngươi Nhất Nguyên Thần Tông, thời gian còn lại, một đường càn quét tới, chúng ta những người này, đừng mơ có ai sống. Tình huống khác biệt, Hiên Viên Vũ Thịnh đơn giản nói một lần, sau đó hỏi, cùng ngồi chờ chết, không bằng liều chết nhất chiến. Lâm Tịch Tịch nhìn một chút Lý Thiên Mệnh, có chút sững sờ. Một lát sau, nàng quay đầu, cùng Bát Quái Tâm Tông các đệ tử ánh mắt nóng bỏng, đụng vào nhau. Nàng bỗng nhiên nở nụ cười gằn, nói, cái này ngũ đại thần vực đệ tử, dựa vào cái gì đối với chúng ta cũng ác như vậy a? Bọn họ thì không sợ, ép được ta nhóm tông môn, đứng tại Nhất Nguyên Thần Tông bên kia sao? Bọn họ không sợ, đệ nhất, chúng ta những đệ tử này, so sánh toàn bộ to lớn tông môn, cho dù chết cũng không tính là gì. Thứ hai, chúng ta thần vực sự suy thoái, bọn họ cường thịnh lớn mạnh, chính là muốn buộc chúng ta hàng phục. Tông môn không cách nào bảo hộ chúng ta, tại cái này địa ngục chiến trường, chúng ta chỉ có thể tự cầu sinh tử. Triệu Thiên Hành nói, thôi được, đã tôn thần đệ tử, giết bọn hắn nhiều người như vậy, vậy cứ như vậy đi, mặc kệ chúng ta sau lưng thần vực lựa chọn ra sao, chúng ta những người này, đã có duyên phận, tại cái này tập hợp một chỗ, vậy liền dứt bỏ sau lưng hết thảy, chỉ vì báo thù, chỉ vì mạng sống. Dù là về sau chúng ta thần vực, sẽ trên chiến trường gặp mặt, chỉ tại cái này địa ngục chiến trường, chúng ta có thể sóng vai đi chết. Lâm Tịch Tịch vươn tay. Ánh mắt của nàng đỏ thẫm, hai mắt đẫm lệ mông lung. Chết quá nhiều người. Dựa vào cái gì yếu thế, tánh mạng liền muốn như vậy, bị người chà đạp a? Nói hay lắm, ta thì không phục, dựa vào cái gì bọn họ ngang như vậy đâu, nói giết thì giết. Chúng ta đám người này cũng không phải là người sao. Triệu Thiên Hành vươn tay, cùng Lâm Tịch Tịch tay cầm nắm ở cùng nhau. Bọn họ đều đã chết không ít huynh đệ bằng hữu, cho nên trong lòng phẫn nộ nhất. Được, đã nói là duyên phận, cái kia coi như ba chúng ta mới tiên tông một phần. Mặc kệ trưởng bối lựa chọn ra sao, tương lai cục diện như thế nào, hôm nay ta Đông Phương Tử Xung, cùng các ngươi là sinh tử bạn tri kỷ. Hắn thân thủ, thần sắc sục sôi, cuối cùng biểu hiện ra tính tình thật. Sau cùng còn lại Thái Cổ Thần Tông. Hiên Viên Vũ Thịnh đương nhiên không cần nói. Hắn cùng bọn hắn đứng chung một chỗ, nói, cảm tạ các vị, ta nhân sinh quá bình thản, không có gì oanh oanh liệt liệt sự tình, hôm nay có thể ở đây cùng các vị sóng vai, dù chết không tiếc. Kể từ đó, số người của bọn họ, cơ hồ cùng ngũ đại thần vực tương đương. Bất quá, tình huống không thể lạc quan. Bởi vì, đối phương cá thể tương đối mạnh, nhất là Âm Dương Ma Tông cùng Thất Tinh Thiên Tông đệ tử, sống sót đều là xương cứng. Làm Hiên Viên Vũ Thịnh cùng bọn hắn lúc bắt tay, hơn 40 Thái Cổ Thần Tông đệ tử trên người địa ngục kết giới, đột nhiên lóng lánh lên. Bao quát Lý Thiên Mệnh, địa ngục thụ, bị bọn họ hủy diệt. Tiếp đó, bọn họ sẽ tìm tới đến. Mọi người đối mặt, ánh mắt hỏa nhiệt. Phải nhanh tìm một cái thích hợp chúng ta chiến trường, đối phương đại đa số người, đều là Cửu Cung Quỷ Tông đệ tử, cho nên Triều Trạch địa ngục, Huyết Chỉ địa ngục các loại, đều không thích hợp chúng ta. Hiên Viên Vũ Thịnh nói. Không cần tìm, thì nơi này đi. Lâm Tịch Tịch nói. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên. Đúng, cái này lòng núi, cũng là thiên nhiên phòng thủ chiến trường, chỉ có hai cái lỗ miệng, vách núi đầy đủ kiên cố, thời gian ngắn không phá nổi, chúng ta chỉ cần giữ vững hai cái lỗ miệng, liền có thể chế tạo lấy nhiều đánh ít cơ hội, đối phương chỉ có thể lần lượt tiến đến. Hiên Viên Vũ Thịnh bừng tỉnh đại ngộ nói. Đúng, kim tinh địa ngục đều là kim loại, Cửu Cung Quỷ Tông đệ tử ở chỗ này, cũng không cái gì chiến đấu tăng thêm. Bọn họ cần phải bắt đầu hướng đi lên, cũng không có thời gian đi tìm kiếm địa phương khác, thì cái này đi. Mọi người lúc này làm ra quyết định, phân biệt đi tới hai cái lỗ miệng. Một lớn một nhỏ, chúng ta Thái Cổ Thần Tông đệ tử, giữ vững lỗ nhỏ, các ngươi cùng nhau có hơn 70 người, giữ vững đại động khẩu. Đến lúc đó nhìn tình huống lẫn nhau trợ giúp, Hiên Viên Vũ Thịnh dứt khoát nói. Hiện tại Thái Cổ Thần Tông đệ tử nhiều nhất, chỉnh thể thực lực cũng càng mạnh hơn một chút, bọn họ nhất định phải gánh vác càng lớn trách nhiệm. Thành, các ngươi trước bố trí, ta đi tìm vị trí của bọn hắn. Lý Thiên Mệnh nói. Chú ý an toàn. Hắn cùng Hiên Viên Vũ Thịnh liếc nhau một cái. Nói thật, hiện tại là trước bão táp tĩnh mịch, mỗi người hô hấp đều rất nặng nề. Nhưng là như bọn họ nói, đây là liều chết nhất chiến, chỉ ít. Bọn họ có càng bàng bạc ý chí chiến đấu, rất nhiều người cũng đã đem sinh tử không để ý. Lý Thiên Mệnh rời đi lòng núi, trong gió bôn tẩu. Bọn họ có thể sống sót sao? Huỳnh Hỏa hiếm thấy ngữ khí nghiêm túc hỏi. Không biết, Lý Thiên Mệnh lắc đầu.
nhân số tương đương, địa hình ưu thế, cũng không có nghĩa là bọn họ đều quyết đấu tư cách. Cái kia, người nghĩ như thế nào? Huỳnh Hỏa hỏi. Nhiều khi, Lý Thiên Mệnh đều có thể bày mưu tính kế. Nhưng là lần này, hắn lựa chọn trầm mặc. Ta có thể làm, đều đã làm, tiếp đó, có thể giết mấy cái thì giết mấy cái đi. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn tự mình thúc đẩy cái này bốn cái tông môn liên hợp, nhưng lẫn nhau ở giữa thực lực chênh lệch không thể đền bù. Trên người hắn địa ngục thụ đã lập lòe, không chỗ che thân. Lý Thiên Mệnh cưỡi lên Miêu Miêu, một đường hướng xuống. Làm gì đâu? Lại cho bọn hắn, tranh thủ một chút chuẩn bị chiến đấu cùng an bài thời gian. Hắn cùng Miêu Miêu, một đường hướng xuống. Sau đó không lâu, tại tầng thứ tư địa ngục, Lý Thiên Mệnh đụng phải ngũ đại thần vực đội ngũ. Đối phương một đường đi lên trên càn quét, cho đến nay, một người đều không đụng tới. Là tôn này thần đệ tử Lý Thiên Mệnh. Nhìn đến hắn về sau, đối phương rất nhiều người, phát ra ngập trời gào thét. Trong đó rất nhiều ánh sáng, đang muốn truy đuổi Lý Thiên Mệnh. Đừng đuổi, có người ngăn lại. Đội ngũ cái này mới lắng xuống, bọn họ đã bị thua thiệt. Đừng để ý tới hắn, trước tìm còn lại Thái Cổ Thần Tông đệ tử. Vâng, bọn họ vậy mà không nhìn Lý Thiên Mệnh, tiếp tục đi lên. Kể từ đó, Lý Thiên Mệnh rất khó lại cho mình người, tranh thủ thời gian. Muốn không nhìn ta, cũng không dễ dàng như vậy. Đối phương không truy, hắn liền trực tiếp đi lên, đến gần vô hạn như thế một đám người. Thẳng đến tới gần bọn họ ngàn mét khoảng chừng, đối phương rất nhiều người đều tại nhìn chòng chọc vào hắn. Siêu! Lý Thiên Mệnh trong tay tà ma, biểu bay ra ngoài. Bát hoang ma long tiên bách long thí thiên. Roi dài hóa thành bách long. Trực tiếp lao vút đến bọn họ đội ngũ trước mắt. Tà ma trong bóng đêm rất khó phát hiện, một khi phát hiện, liền như là trên trăm đầu ma long, quất tới. Phốc phốc phốc, a, à, mấy người kêu thảm một tiếng, trên thân bị Lý Thiên Mệnh quất ra vết máu. Muốn chết, mọi người nổi giận. Đừng chỉ gọi a, à, có loại truy ta, nếu là không có loại bột mềm, cũng đừng chó sủa. Lý Thiên Mệnh đạm mạc thanh âm truyền đến, gây đến bọn hắn càng là nổi giận. Bất quá, bọn họ tiếp tục đi lên. Bát hoang ma long tiên bát hoang địa ngục. Cái này một roi biểu bay ra ngoài, trong nháy mắt lướt qua ngàn mét khoảng cách. Cái kia tám đầu ma long theo tám cái phương vị, bây giờ địa ngục buông xuống, toàn diện phong tỏa. Liên tục ba roi. Roi thứ nhất, đánh ra một người đệ tử địa ngục kết giới. Roi thứ hai, đánh nát hắn địa ngục kết giới. Roi thứ ba, cuốn lấy cổ, đột nhiên kéo một phát. Đem cả người đều cho hắn đi qua. Răng rắc. Đệ tử kia cổ trực tiếp đứt gãy, đầu bay ra ngoài, thi thể nện xuống đất. Người chết, còn sợ sao? Cái gì cửu cung quỷ tông, lục đạo kiếm tông, âm dương ma tông? Sớm muộn cùng tứ tượng hải tông một dạng, bị chết không còn sót một ai. Các ngươi đám người này, một cái có loại đều không có. Lý Thiên Mệnh vô tình chế giễu. Đối phương hơn trăm người, khí huyết quay cuồng. Trước giết hắn đi. Còn muốn do dự sao? Cái này tiện xúc, vô pháp vô thiên. Nơi này đại đa số đều là cửu cung quỷ tông đệ tử, Lý Thiên Mệnh giết cũng là cửu cung quỷ tông đệ tử. Cho nên, hiện tại chính thức quyết định, là cửu cung quỷ tông ba cái tiểu quỷ vương. Trong đám người, ba người này phân biệt mặc lấy ba loại màu sắc rộng thùng thình trường bào, cả người bao phủ trong đó, quỷ trên người sương mù tràn ngập. Phân biệt là, cho, trắng. Trong đó bạch bào, người áo đen, còn mang theo thật cao cái mũ, cực kỳ âm u khủng bố, như câu hồn đoạt phách vô thường. Người áo bào trắng trên thân quấn quanh xiềng xích, người áo đen thì dẫn theo một cây đoản côn, rất khí trùng thiên. Đứng ở chính giữa người áo bào cho, nhất là nhỏ gầy, nhìn hình thể như cái người lùn, đoán chừng chỉ có 1m42 bên, áo bào xám bên trong trống rỗng một mảnh, đoán chừng không có nhiều huyết nhục. Tại trước mặt bọn hắn, liền Khương Vô Tâm cùng Sở Tiểu Thất. Lời nói cũng không nhiều. Lại càng không cần phải nói trưởng tôn Tinh Việt. Bây giờ tất cả cửu cung quỷ tông đệ tử, ánh mắt đều rơi vào ba người bọn hắn trên thân. Diêm La, ta đi thu thập hắn đi. Cái kia thân mặc áo bào trắng tiểu quỷ vương nói, nghe thanh âm, lại là nữ tử. Trên người của nàng quấn quanh lấy màu trắng xiềng xích, cái kia xiềng xích giống như là một loại nào đó sinh vật xương sống. Khương Vô Tâm, người đi. Áo bào xám tiểu quỷ vương, Diêm La. Không có trả lời nàng, lại đối Khương Vô Tâm nói. Khương Vô Tâm nhẹ gật đầu, không nói hai lời, hướng về Lý Thiên Mệnh đuổi theo. Những người khác,
theo ta trực tiếp đi kim tinh địa ngục, ta đoán chừng bọn họ trốn lên đi. Người áo bào cho, Diêm La, ngẩng đầu, một đôi tròng mắt màu xám, như cùng chết vong vòng xoáy một dạng xoay tròn lấy, hắn hé mắt, nói, xem ra, bọn họ tụ tập ở cùng một chỗ. Vừa vặn, duy nhất một lần, giết sạch. Vâng. Hơn 100 người đại đội ngũ, đột nhiên ra tốc. Lý Thiên Mệnh nhìn đến Khương Vô Tâm truy đuổi mà đến, đã bỏ đi quấy rối. Khương Vô Tâm đã ngũ trọng sinh kiếp, lại có vô tâm kiếm thuật, quá khó đối phó, không có tất muốn ở chỗ này cùng hắn chiến đấu. Trở về sử dụng địa hình, có lẽ còn có cơ hội. Miêu Miêu trực tiếp quay người, bôn tẩu mà đi. Khương Vô Tâm còn tại sau lưng truy. Lý Thiên Mệnh, bọn họ đáp ứng ta. Hắn thanh âm lạnh lùng từ phía sau truyền đến. Đáp ứng ngươi cái gì? Mệnh của ngươi, từ ta tự mình chung kết. Khương Vô Tâm thiên thiểm kiếm thể, như kiếm nhận lấp lóe, cả người giống như một đạo lao vút kiếm mang. Hắn đuổi sát Lý Thiên Mệnh, trong mắt sát cơ cùng cừu hận lửa giận chưa từng có bành trướng, hắn giờ phút này, đã là một cái tuyệt mệnh hung đồ. Đừng chạy, người đã định trước bị ta, ngàn đao bầm thây mà chết. Hắn âm lãnh thanh âm như là kiếm phong, đâm vào màng nhĩ phía trên, gọi người vô cùng khó chịu. Miêu Miêu quay đầu vung ra một đạo hồn thiên điện ngục. Vòng xoáy một dạng lôi đình nện xuống. Chặn Khương Vô Tâm đường đi, mà hắn thì mang theo Lý Thiên Mệnh, trùng thượng Vân Tiêu, leo lên địa ngục thông đạo, hất ra đối phương cái này hơn 100 người, trở về đệ nhất trọng kim tinh địa ngục. Sau lưng chỉ có Khương Vô Tâm khóa chặt hắn. Xem ra, hắn hôm nay là không giết Lý Thiên Mệnh, thề không bỏ qua. Một người cựu oán, sâu vô cùng cùng cực, đã là như thế. Sấm sét vang dội ở giữa, Lý Thiên Mệnh trước một bước về tới kim tinh địa ngục, đi tới địa ngục thụ vị trí. Bọn hắn tới. Lòng núi có hai đại động khẩu, Lý Thiên Mệnh vừa trở về, cái này hai đại động khẩu đệ tử, đã toàn diện đề phòng. Chuẩn bị. Tứ đại tông môn đội ngũ, Hiên Viên Vũ Thịnh, Triệu Thiên Hành bọn họ, gánh vác thống soái muốn trách, cả đám đều tại cửa động tạp tốt vị trí. Bọn họ cộng sinh thú, toàn bộ đi ra, ngăn ở cửa động. Ngoại trừ Lý Thiên Mệnh bên ngoài, những người khác tiến đến, chắc là phải bị vây công. Lý Thiên Mệnh ra ngoài trong khoảng thời gian này, bọn họ căn cứ cộng sinh thú loại hình cùng ngự thú sư chiến đấu đặc điểm các loại, đều làm một chút bài bố. Địa ngục chi trước khi chiến đấu diễn luyện chiến thuật, lúc này thời điểm phái công dụng. Khác một cái cửa hang có hơn 70 người, cho nên Lý Thiên Mệnh liền trước lưu tại, Hiên Viên Vũ Thịnh bọn họ bên này. Hắn vừa mới tiến đến, nhìn lại, Khương Vô Tâm đã đến trước mắt mọi người. Hắn đứng ở một tòa kim sơn phía trên, híp mắt. Nhìn lấy cửa động trong lòng núi Thái Cổ Thần Tông đệ tử, ánh mắt lạnh lùng. Có lẽ tại mãnh thú xem ra, cừu non nhóm ngoan cố chống lại, là một loại nhàm chán mà bi ai dễ dụa. Khương Vô Tâm hiện tại, chính là loại vẻ mặt này. Rất nhanh, hơn 30 lập lòe địa ngục kết giới quang mang đệ tử, đi tới kim tinh địa ngục. Tăng thêm cửu cung quỷ tông đệ tử, hết thảy hơn 100 người trong nháy mắt khóa chặt Lý Thiên Mệnh vị trí của bọn hắn, chen chúc mà đến. Bầu không khí trong nháy mắt nổ tung. Giết bọn hắn. Ngũ đại thần vực đệ tử gào thét lấy, phẫn nộ xông ra, một bước ngàn mét. Bọn họ cộng sinh thú ào ào xuất hiện, trong đó đại bộ phận đều là cửu cung quỷ tông, quỷ thú. Trốn ở chỗ này, cái này không phải liền là để cho chúng ta bắt rùa trong hũ a. Bọn này ba, giấu ở lòng núi này bên trong, một cái đều chạy không được. Thật sự là ngu xuẩn khóc. Thái Cổ Thần Tông các loại tứ đại tông môn đệ tử lựa chọn phòng thủ địa hình, đối ngũ đại thần vực đệ tử tới nói, lộ ra như thế buồn cười. Đến cùng là phòng thủ thánh địa, vẫn là bắt rùa trong hũ, thì xem bọn hắn có thể hay không thủ được. Muốn là thủ không được, để cho địch nhân phong bế cửa động, vừa vặn thích hợp một mẻ hốt gọn, đã giảm bớt đi không ít công phu. Chỗ như vậy, song phương đều rất ưa thích. Các vị, biệt khuất nhiều ngày như vậy, đại khai sát giới đi. Cửu cung quỷ tông hắc bào tiểu quỷ vương hô. Tại hắn nghiêm nghị phía dưới, ngự thú sư cùng cộng sinh thú cùng một chỗ, phát ra chấn thiên gào thét, cuồng nhiệt trùng sát mà đến. Làm cường thế người, bọn họ rất có tâm lý ưu thế, hung hãn lên, giống như là con sói đó nhào tới. Có hai cái lỗ miệng, chuyên công một cái vẫn là. Hai bên đều có người phòng thủ, phân một bên đi, bên nào ít người thì chủ công bên nào. Không quan trọng. Dù sao bọn họ cũng sẽ trợ giúp, tốt nhất hai bên đều có người, tránh khỏi công phá một bên, bọn họ theo một bên khác chạy trốn.
hơn 100 người đội ngũ, cấp tốc phân ra hai bên. Bọn họ không chỉ là muốn công phá phòng ngự, còn muốn đem đối thủ toàn bộ vây khốn ở trong lòng núi, triệt để giết sạch. Hắc Ảm, bên kia giao cho ngươi. Cửu cung quỷ tông phân ra 1/3, tăng thêm âm dương ma tông, thất tinh thiên tông còn lại đệ tử, toàn bộ tuôn hướng thái cổ thần tông bên này. Còn lại thì tuôn hướng bát quái, ngũ hành cùng tam tài thiên tông đệ tử bên này cử động. Khương Vô Tâm, Sở Tiểu Thất, trưởng tôn Tinh Việt cùng một cái tên là Hắc Ảm Tiểu Quỷ Vương, đều tại thái cổ thần tông đệ tử bên này. Trong đó rất nhiều người đều để mắt tới Lý Thiên Mệnh. Cửa động hơi nhỏ. Không có việc gì, chém giết vào, bọn họ nhìn không được. Bọn họ giấu lâu như vậy, lá gan đều sắp bị hoảng sợ phá a. Chớ nhìn bọn họ nhân số không ít, nhưng tổng thể mức độ không bằng chúng ta. Tại còn có người thời điểm do dự, liền có một cái nam tử áo đen, ngồi tại một đầu nắm giữ 500 điểm sao thôn Nhật Ma Lang trên thân, trực tiếp tiến đụng vào cửa động. Cái kia cự lang một miệng ngọn lửa màu đen, hóa thành hỏa diễm dòng nước lũ, hướng về cửa động đánh tới. Ầm ầm, nghênh chiến. Thiên Viên Vũ Thịnh trong lòng bọn họ rất rõ ràng, hang động này cũng là bọn họ thiên nhiên ưu thế. Kim tinh địa ngục vách núi rất dày, tại thời gian ngắn không phá nổi tình huống dưới, lấy cộng sinh thú hình thể, cùng một thời gian tiến đến cũng không nhiều. Tỷ như Khương Vô Tâm, cái kia thôn Nhật Ma Lang thần thông tuy nhiên khủng bố, có thể chung quanh nơi này có hơn 40 đệ tử, bao quát Hiên Viên Vũ Thịnh ở bên trong, liên thủ ngăn trở, bọn họ cộng sinh thú thần thông xen lẫn trong cửa động, xông ra hang động, quan xuyên ra ngoài, kém chút thôn Nhật Ma Lang trực tiếp xé rách. Cùng tiến lên, Khương Vô Tâm ánh mắt huyết hồng, hô một tiếng. Không dùng hắn nói, chỉ ít có hơn 40 người đồng thời hướng bên trong chen. Bởi vì cộng sinh thú hình thể quá lớn, cho nên bọn họ chỉ có thể, trước hết để cho cộng sinh thú trở lại cộng sinh không gian, các loại thông qua cửa động mới có thể phóng xuất. Nhưng là, nếu như vậy, những thứ này ngự thú sư nhất định phải, đối mặt hơn 40 ngự thú sư cùng 7-80 đầu cộng sinh thú công sát. Chật hẹp cửa động, xem ra không có tác dụng gì, trên thực tế là tứ đại tông môn bảo mệnh căn bản. Một khi cửa động thất thủ, vậy liền là chết chắc. Không muốn chết thì giữ vững, các vị. Mỗi cái người cũng đã một bầu nhiệt huyết, khí huyết quay cuồng. Ông, còn lại âm dương ma tông, thất tinh thiên tông cùng bộ phận cửu cung quỷ tông đệ tử, có thù có hận, bọn họ mắt thấy Lý Thiên Mệnh ngay ở chỗ này, sát ý càng là mãnh liệt. Mặc kệ là Sở Tiểu Thất vẫn là Khương Vô Tâm, đều lửa giận nổ tung, liên hợp cùng một chỗ lao xuống. Rầm rầm rầm. Vừa tới cửa động vị trí, thái cổ thần tông đệ tử cùng hắn cộng sinh thú thần thông cùng chiến quyết, thì bạo sát mà lên. Đây là nhất định phải hù sợ đối thủ thời khắc, cho nên bọn họ xuất thủ, phá lệ hung ác. Không chết không thôi. Ngươi không chết thì là ta vong. Dưới loại tình huống này, chỉ có lấy tàn nhẫn nhất tâm, mới có thể cầu được sinh tồn. Cái này là sinh tử chiến trường. Mỗi người đều biết, cho nên, tất cả mọi người liều mạng. Làm thái cổ thần tông tối đỉnh cấp đệ tử, nơi này không tồn tại bị đối thủ hù sợ kẻ hèn nhát, ai cũng biết cục diện như thế nào, chính là loại này tử vong uy hiếp, càng để bọn hắn bạo phát ra vô cùng chiến ý. Các huynh đệ tỉ muội, để bọn hắn biết, nơi này là chúng ta thái cổ thần tông địa bàn. Muốn ở chỗ này, đồ sát chúng ta, vậy liền để bọn họ, chết không toàn thây. Chém chết bọn họ, không có người muốn chết. Chỉ cần có chuyện nhờ sinh dục vọng. Thì có cuồng ma giống như chiến đấu lực. Ngự thú sư như thế, cộng sinh thú cũng là như thế. Hai đại động khẩu kịch chiến, trong nháy mắt tiến vào gay cấn giai đoạn. Lý Thiên Mệnh cũng tại phía trên chiến trường này, trực tiếp dùng tà ma giết người. Hắn tà ma lực sát thương đáng sợ nhất. Ngũ đại thần vực có chút đệ tử, vừa mới tiến đến, liền để Lý Thiên Mệnh tà ma lấy bát hoang ma long tiên giúp chúng, kinh khủng tử kiếp chi lực hội tụ thiên kiếp kiếm khí. Hung hăng quất đánh tại trên người của bọn hắn, trực tiếp ra chóc thịt bong. Chấn hồn chi đồng. Phàm là có người tới gần, Lý Thiên Mệnh trực tiếp thi triển chấn hồn chi đồng. Một chiêu này lực sát thương nhất là to lớn, chỉ cần đối thủ thần hồn bị chấn nhiếp, dù là vẫn là trần trờ trong nháy mắt, đều rất dễ dàng bị đánh ra địa ngục kết giới. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang cùng Tiên Tiên, đều tại Lý Thiên Mệnh bên cạnh. Tiên Tiên nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Bây giờ chính là lớn nhất thời gian hùng mạnh, phệ huyết kiếm vũ xuyên thấu ra ngoài, một khi trúng đích, trực tiếp hút máu. Rầm rầm rầm. Tại chỗ đều là sinh tử kiếp cảnh thiên tài, tương lai có tư cách đứng tại chúng sinh đỉnh phong nhân vật,
trận tử chiến này thực sự thảm liệt. Chánh thức đánh lên, ngũ đại thần vực đệ tử, liền biết bọn họ, bắt rùa trong hũ, ý nghĩ, đến cỡ nào ngây thơ. Tại đánh vào trước động khẩu, bọn họ nhất định phải chịu đựng lấy thái cổ thần tông đệ tử vây công, liền xem như Khương Vô Tâm, Sở Tiểu Thất, nhiều lần đều không có thể chui vào. Không ai mở ra lỗ hổng, bọn họ chỉ có thể bị tiêu hao, thậm chí xuất hiện thương vong. Bị đánh ra địa ngục kết giới về sau, thái cổ thần tông đệ tử liền đảm nhiệm từ địa ngục kết giới rơi xuống. Chỉ cần không ngoại lực, trong thời gian ngắn, tương đương với để đối thủ mất đi một cái chiến đấu lực. Chỉ cần giữ vững, đằng sau có thể chậm rãi giết. Cùng tiến lên. Khương Vô Tâm, Sở Tiểu Thất cùng Cửu Cung Quỷ Tông Hắc Ảm, đều là ngũ trọng sinh kiếp siêu cấp thiên tài, toàn bộ đại lục bài danh trước năm tồn tại. Bọn họ liên hợp cùng một chỗ, tạo thành dao nhọn, đều khóa chặt Lý Thiên Mệnh. Giết hắn. Bọn họ đến xung phong, lực sát thương xác thực đáng sợ, ba người này kẹt tại cửa động vị trí, đem cộng sinh thú bỏ vào đến, trong lúc nhất thời đứng vững thái cổ thần tông đệ tử chiến hỏa. Ba ba. Lý Thiên Mệnh bát hoang ma long tiên quất tới, quấn ở cái kia thôn Nhật Ma Lang chân trước phía trên, kéo ra khỏi một đạo cự đại vết máu. Rầm rầm rầm. Miêu miêu hỗn độn thiên kiếp, liên tục mấy lần bổ vào cái kia thôn Nhật Ma Lang trên thân. Chết. Khương Vô Tâm khóa chặt Lý Thiên Mệnh vị trí. Vậy mà để thôn Nhật Ma Lang đỉnh lấy vây công, cứ thế mà lao xuống, đâm vào một lỗ hổng, thẳng hướng Lý Thiên Mệnh. Tại một trận vây công về sau, thôn Nhật Ma Lang máu me khắp người. Trên thân vết máu trải rộng, rất nhiều vết thương sâu đủ thấy xương. Nhưng, thương thế như vậy, để hắn cùng Khương Vô Tâm đều càng thêm hung hãn. Lý Thiên Mệnh, người còn muốn trốn nơi nào? Chịu chết đi, Khương Vô Tâm thanh âm khàn khàn gào rú, tim phổi dường như đều xé rách. Ngăn lại hắn, Hiên Viên Vũ Thịnh hạ lệnh. Hắn dạng này trùng kích, đã phá vỡ lỗ hổng. Nếu để cho hắn bổ nhào vào Lý Thiên Mệnh trước mắt, Lý Thiên Mệnh liền sẽ rất nguy hiểm. Không dùng, các ngươi ổn định, Lý Thiên Mệnh vội vàng nói. Bọn họ muốn là vì Khương Vô Tâm mà phân ra nhân thủ, phá hư trận hình, rất dễ dàng cho phía ngoài là người tiến công tìm tới cơ hội. Khương Vô Tâm nhằm vào Lý Thiên Mệnh mà đến, Lý Thiên Mệnh cố nhiên đứng trước nguy hiểm, nhưng hắn lựa chọn chính mình tiếp nhận. Hắn vội vàng bay ngược. Hiên Viên Vũ Thịnh do dự một chút, vẫn là lựa chọn tin tưởng Lý Thiên Mệnh, buông ra liều mạng phá vòng vây Khương Vô Tâm. Không muốn mạng Khương Vô Tâm, là đối phương khó dây dưa nhất người. Đem hắn bỏ vào đến, Hiên Viên Vũ Thịnh bọn họ ngược lại nhẹ lòng một ít. Như thế, toàn thân máu me đầm đìa Khương Vô Tâm, truy vào lòng núi, đi tới Lý Thiên Mệnh trước mắt. Lý Thiên Mệnh, ngươi lá gan thật to lớn, đem ta bỏ vào đến, ta giết ngươi, từ nội bộ vỡ ra lỗ hổng, liền sẽ đạo đưa các ngươi toàn quân bị diệt. Lần này, ngươi còn có thể trốn. Khương Vô Tâm khắp khuôn mặt là máu tươi, nhưng hắn âm lãnh cười to, không có chút nào quan tâm. Trong tay hắn trường kiếm màu đen đã nhuốm máu, trên đó lãnh quang lấp lóe, bảy đầu kiếp văn du tẩu. Đây là Thiên Lang sát kiếm. Ngươi không có bản lãnh này. Lý Thiên Mệnh Đông Hoàng song kiếm đã nơi tay. Nói thật, đối phương so với lần trước giao thủ, đã đột phá một tầng, thực lực cường đại dường nào. Lý Thiên Mệnh không thể không đối mặt hắn. Bởi vì người này mặc kệ sinh tử, đều phải chết truy chính mình. Coi như hắn chỉ có thể cuốn lấy Khương Vô Tâm, đều có thể cho Hiên Viên Vũ Thịnh bọn họ chia sẻ áp lực. Tại cuộc hỗn chiến này bên trong, đây là hắn làm có thể làm được cực hạn. Còn lại hết thảy, phó thác cho trời. Ha ha! Khương Vô Tâm hai mắt tích huyết, tranh nở nụ cười gằn. Lý Thiên Mệnh lúc này mới chú ý tới, hắn không đồng dạng. Hắn rốt cục nghĩ tới. Khương Vô Tâm không phải một cái người mù sao? Hắn không phải tự đâm hai mắt luyện kiếm sao? Trước mắt hắn người này, chẳng những ánh mắt hoàn hảo, mà lại mỗi cái ánh mắt, đều có hai cái tròng mắt. Cái kia hai cái tròng mắt song song cùng một chỗ, sao mà quái dị? Lý Thiên Mệnh mới ba cái tròng mắt, hắn lại có bốn cái. Tiểu Vũ, Tiểu Âm, ta hôm nay liền tiễn hắn xuống địa ngục, các ngươi yên tâm, ta nhất định trước mặt người trong thiên hạ, đem hắn lăng trì xử tử. Trên chiến trường hỗn loạn, Khương Vô Tâm rất khí trùng thiên, giống như điên cuồng. Hắn đứng tại cái kia nhuốm máu thôn Nhật Ma Lang trên thân, một người một thú, bị huyết khí bao phủ. Lý Thiên Mệnh, hôm nay ta lần thứ nhất bày ra, quỷ thần biến, hóa thân ác quỷ chi thần. Ngươi rất may mắn, có thể lấy loại phương thức này xuống địa ngục. Nói xong một khắc này, trên người hắn phát sinh không thể tưởng tượng biến hóa.
hắn cùng Thôn Nhật Ma Lang, đều mỗi người hóa thành một đạo hắc quang, trong nháy mắt này, hai đạo hắc quang, vậy mà dung hội cùng một chỗ. Thất Tinh Thiên Tông tinh thú có thể hợp thể, Khương Vô Tâm, hắn đây là cùng cộng sinh thú hợp thể. Nói thật, Lý Thiên Mệnh rất rung động. Đây là cộng sinh hệ thống tu luyện tồn tại đến nay, cũng không từng xuất hiện sự tình a. Chí ít Lý Thiên Mệnh, chưa nghe nói qua loại này tiền lệ. Loại cảm giác này tựa như là nhiên hồn tộc, nhưng nhiên hồn tộc cùng hắn cộng sinh thú, tựa hồ cũng không thể trong chiến đấu hợp thể. Lý Thiên Mệnh không biết cái tràng diện này, phía ngoài các trưởng bối phải chăng gặp qua, chí ít hắn cảm thấy không thể tưởng tượng. Không ít đệ tử đều nhìn thấy màn này, đều biểu hiện ra trợn mắt hốc mồm biểu lộ. Đây là có chuyện gì? Rất nhiều người thất thần kêu to. Ngự thú sư cùng cộng sinh thú hợp thể. Lý Thiên Mệnh cảm giác quá mơ hồ. Khương Vô Tâm, hắn đến cùng là thân phận gì, lại có này thần kỳ năng lực. Tại hắn kinh hãi trong tầm mắt, hai đạo hắc quang hội tụ, Khương Vô Tâm một người một thú dần dần dung hợp thành một thể. Làm quang mang tan hết thời điểm, Lý Thiên Mệnh trước mắt, xuất hiện một cái toàn thân đều là bộ lông màu đen lang nhân. Thân thể của hắn chỉ ít có cao 3 mét, so ban đầu Khương Vô Tâm cao hơn, bất quá cùng Thôn Nhật Ma Lang không cách nào so sánh. Đáng sợ là, trên người hắn tràn đầy lông tóc, liền đầu đều biến thành đầu sói, nắm giữ bén nhọn răng nanh, trong mắt song đồng vẫn còn, chỉ là càng thêm âm u. Tay của hắn biến thành thú chảo, bất quá cũng không ảnh hưởng hắn cầm kiếm, liền trong tay hắn thiên lang sát kiếm, đều thành dài gấp 2. Thời khắc này Khương Vô Tâm, hội tụ ngự thú sư cùng cộng sinh thú lực lượng, chỉ có thể nói mạnh đến mức nổ tung. Lý Thiên Mệnh sẽ không biết, Khương Vô Tâm cái này quỷ thần biến đã oanh động Viêm Hoàng Đại Lục, hấp dẫn vô số không thể tưởng tượng ánh mắt. Hắn chỉ biết là, Khương Vô Tâm càng đáng sợ. Mà lại, hắn đối với mình sát tâm, sớm đã không chết không thôi. Sợ sao? Khương Vô Tâm lấy thô giáp thanh âm, nhân lang một thể, giống lên một tiếng. Lý Thiên Mệnh tâm tình cấp tốc bình phục xuống tới, hắn gặp qua cảnh tượng hoành tráng, không đến mức bị hù sợ. Cho đến ngày nay cục diện vẫn rất bị động, thậm chí không có chút nào hy vọng, nhưng không tử chiến, càng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đến, tại hắn một tiếng gầm nhẹ phía dưới, tiên tiên khởi nguyên thế giới thụ trải rộng chiến trường. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu cùng Lam Hoang, đều tại Lý Thiên Mệnh bên người, cùng hắn cùng một chỗ cộng đồng đối mặt cái này sinh tử đối thủ. Ông, thậm chí ngay cả Thái Nhất Tháp, đều từ linh hồn kiếp phó trưởng khống, xuất hiện tại bọn hắn trên đỉnh đầu, mở rộng đến lớn nhất. Lý Thiên Mệnh một tay một thanh Đông Hoàng kiếm. Ha ha! Khương Vô Tâm phát ra một tiếng sói hoang gào thét, tay nắm giữ thiên lang sát kiếm, một kiếm đâm xuyên, trong nháy mắt giết tới trước mắt. Lại là Vô Tâm kiếm thuật. Hắn tuy nhiên có rất nhiều trong mắt, nhưng là hắn xuất kiếm thời điểm, ngược lại nhắm mắt lại. Nói thật, hắn loại này dùng kiếm phương thức, lấy tâm ngự kiếm, có thể không nhìn Lý Thiên Mệnh trấn hồn chi đồng. Người khác nhắm mắt ảnh hưởng chiến đấu lực, Khương Vô Tâm nhắm mắt lại, Vô Tâm kiếm thuật càng mạnh. Cái này Vô Tâm kiếm thuật không là một loại chiến quyết, mà là một loại kiếm đạo tu luyện phương thức, lấy tâm ngự kiếm, đạt tới Vô Tâm trình độ, tự nhiên càng vô ý vô hình. Chính mình cũng khó có thể phỏng đoán, huống chi địch thủ. Hắn tránh thức thi triển kiếm quyết, cùng Lý Thiên Mệnh bát hoang ma long tiên một dạng, chính là nhị nguyên sinh tử chiến quyết. Kỳ danh là Chu Tâm kiếm quyết. Đây là lục đạo kiếm ma phong thanh ngục tự mình chỉ dẫn, vì hắn lượng thân chọn lựa kiếm quyết, xuất kiếm Chu Tâm. Đệ nhất kiếm, phệ tâm. Khương Vô Tâm một kiếm giết ra, kiếm ảnh tung bay ảo tưởng, kiếm ý phệ tâm. Kiếm thế chỉ là mặt ngoài sát chiêu, mà kiếm ý chính là chỉ dùng kiếm người ý chí, khó khăn nhất ngăn cản. Hắn cùng cộng sinh thú hợp thể, xác thực rất đáng sợ, cái kia quỷ thần biến chi đặc dị, chưa từng nghe thấy. Bất quá, Lý Thiên Mệnh dù sao cộng sinh thú nhiều, tại Khương Vô Tâm đến trước đó, thì bị Lý Thiên Mệnh cộng sinh thú liên tục trùng sát. Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu một trái một phải, một cái hỏa ảnh trùng điệp, một cái lôi đình lấp lóe. Bọn họ liên thủ chế tạo hỏa diễm cùng lôi đình vòng xoáy, bao trùm toàn bộ chiến trường, toàn bộ nổ ở Khương Vô Tâm trên thân, trong đó Huỳnh Hỏa một mực đi theo Khương Vô Tâm bên cạnh, phần thiên vũ linh nổ bắn ra đi. Ông! Khương Vô Tâm cái kia thân thể to lớn bên ngoài, xuất hiện tám mặt hỏa diễm vòng xoáy. Ngọn lửa kia vòng xoáy nắm giữ siêu cường hút vào năng lực, liền Huỳnh Hỏa phần thiên vũ linh, đều không có đem xé rách. Điều này nói rõ hiện tại Khương Vô Tâm, đồng dạng có thần thông năng lực. Oanh! Lam Hoang gầm lên giận dữ,
hướng ở phía trước, hồng mông âm ba tác dụng, ngược lại là quấy nhiễu Khương Vô Tâm, để lỗ tai của hắn thời gian ngắn đã mất đi thính giác, ảnh hưởng tới kiếm thế của hắn. Làm, Khương Vô Tâm thiên lang sát kiếm chấn khai trùng phong mà đến Lam Hoang, trong mắt của hắn chỉ có Lý Thiên Mệnh. Chết, tiên tiên thánh quang đằng mạn đánh lên đến, đều ngăn không được cước bộ của hắn. Ngũ trọng sinh kiếp lực lượng, đã vượt qua rất nhiều trưởng bối. Khương Vô Tâm hiện tại thuế biến, để lục đạo kiếm tông đệ tử vô hạn tự hào. Đợi một thời gian, lại là một cái thông thiên triệt địa lục đạo kiếm ma. Tối thiểu nhất, Khương Vô Tâm đã kinh thiên hạ đệ tử trước ba. Trong mắt hắn chỉ có Lý Thiên Mệnh thời điểm, Lý Thiên Mệnh lại không phải chờ chết cừu non, sớm tại huỳnh hỏa nó động thủ thời điểm, hắn đã giết ra ngoài. 1000 thiên kiếp kiếm khí, trong tay lao nhanh. Còn có một cái thủ đoạn, Lý Thiên Mệnh thật lâu vô dụng, cái kia chính là đế vực kiếm hoàng kết giới. Đông hoàng kiếm nghịch thiên uy lực, ầm vang nổ tung lên, lấy thực lực của hắn bây giờ, trực tiếp đem đế vực kiếm hoàng kết giới căng ra, phạm vi bao trùm toàn bộ lòng núi. Vô số kim kiếm khí màu đen bộc phát ra, bôn tẩu toàn trường, đây là một cái thuộc về hắn chiến trường. Tại thiên kiếp kiếm khí cùng đế hoàng kiếm khí vần quanh phía dưới, Lý Thiên Mệnh tóc trắng cuồng bay. Giờ khắc này, hắn thuộc về thái cổ thần vực. Hắn biết, nhất định có rất nhiều thái cổ thần vực người, lấy nóng dực chi tâm, khát nhìn bọn họ tôn thần đệ tử, có thể sống sót. Không biết khi nào, trận này cỡ nhỏ chiến trường, vậy mà đưa tới chúng sinh thiên ý lực lượng, hội tụ tại hắn đế hoàng thiên ý bên trong. Rất hiển nhiên, đó là thiên nhãn kết giới trước thái cổ thần tông đệ tử, đem tôn nghiêm của bọn hắn, ký thác vào Lý Thiên Mệnh trên thân. Bọn họ hy vọng Lý Thiên Mệnh sống sót, hy vọng hắn thắng. Thái cổ thần tông, chỉ là nhân nguyên tông, thì có 300.000 đệ tử a. Số lượng này đản sinh chúng sinh thiên ý, cũng không phải số lượng nhỏ. Lý Thiên Mệnh vẫn luôn biết, có hỗn độn thần đế truyền thừa về sau, hắn là có thể phát chiến tranh tài, người. Giờ này khắc này, không phải liền là một cuộc chiến tranh sao? Đế quân từ chúng sinh gánh chịu, vô số chúng sinh thiên ý dâng trào mà đến, những ngày kia mắt kết giới trước thái cổ thần vực người, bọn họ đều đang chống đỡ Lý Thiên Mệnh, chống lại vận mệnh. Thái cổ thần vực, quả thật không có năm đó chi dũng, nhưng, cũng không phải ai cũng có thể, leo đến trên đầu chúng ta dương oai. Lục đạo sinh tử kiếm quyết nhân đạo chúng sinh kiếm. Đây là chúng sinh thiên ý một kiếm, dù là Lý Thiên Mệnh cảnh giới, kém Khương Vô Tâm quá nhiều, một kiếm này triển hiện ra kinh thiên kiếm ý, siêu việt vô tâm kiếm thuật. Đây là Lý Thiên Mệnh cùng Khương Vô Tâm căn bản khác nhau ý chí căn bản. Lý Thiên Mệnh là đại đạo không giới hạn, Khương Vô Tâm là quỷ thần ác đồ. Vô thiện vô ác, chỉ liều thiên ý. Đương nhiên, dưới một kiếm này, thái nhất tháp chân áp xuống. Loại kia lực đạo có thể so với nguy nga núi to. Cái này khiến Khương Vô Tâm, không thể không duỗi ra một cái tay, chặn thái nhất tháp. Sau một khắc, kim sắc đông hoàng kiếm cùng thiên lang sát kiếm mũi kiếm, đâm ở cùng nhau. Đinh! Một tiếng vang giòn, để rất nhiều người đều tê cả da đầu. Mọi người nhìn đến chính là, Lý Thiên Mệnh bay ra ngoài, đập vào núi vàng phía trên, lăn lông lốc vài vòng. Hiển nhiên, chỉ xem kiếm lực lượng, hắn thua một nước. Bất quá, thủ đoạn của hắn nhiều lắm. Khương Vô Tâm căn bản không có thừa thắng xông lên cơ hội, liền để thái nhất tháp đập trúng đầu, tại chỗ đầu rơi máu chảy. Huỳnh hỏa càng là từ phía sau một đạo nhân đạo chúng sinh kiếm, đâm vào xương bả vai của hắn vị trí. Thổi phù một tiếng, máu me khắp người. Cứng như vậy, Huỳnh hỏa lấy làm kinh hãi. Nói thật, nó coi là một kiếm này có thể chém đứt cánh tay của nó, không nghĩ tới chỉ là đâm ra một cái lỗ máu. Hiển nhiên, đối phương quỷ thần biến hợp thể. Nhục thân tố chất quá mức đáng sợ. Đây cũng là Lý Thiên Mệnh ở chính diện chiến trường, nhịn không được đối phương một kiếm nguyên nhân. Rầm rầm rầm. Khương Vô Tâm chiếm cứ một chiêu tiện nghi, lại làm cho Lý Thiên Mệnh bốn cái cộng sinh thú, làm cho lộn nhào. Hắn chật vật tránh thoát mấy lần nguy cơ, không biết chém nát bao nhiêu khởi nguyên thế giới thụ dây leo, mới bỏ lên, lại lần nữa khóa chặt Lý Thiên Mệnh. Hắn trong tầm mắt, Lý Thiên Mệnh khóe miệng nhuốm máu. Trên tay phải tràn đầy kiếm ngân cùng vết máu, đều chạm tinh cổ thần thể đều bị xé nứt. Một lần nữa, ngươi liền không có. Khương Vô Tâm cười lạnh. Không, một lần nữa, là ngươi không có. Lý Thiên Mệnh biểu lộ rất lạnh lùng. Hắn vẫy tay, huỳnh hỏa bọn họ bốn cái, vậy mà quay về hắn cộng sinh không gian. Lấy đi cộng sinh thú, tương đương với tự gọt thực lực. Hắn muốn làm gì?
Lý Thiên Mệnh muốn làm cái gì? Nếm thử đột phá. Trong khoảng thời gian này, mặc dù không có trạm tinh cổ lộ tu hành, không có chúng sinh thiên ý, nhưng lại có vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp, cướp bóc sinh kiếp chi lực. Hắn giết rất nhiều ngự thú sư cùng cộng sinh thú, cướp bóc quá nhiều sinh cơ, trồng chất sinh chi mệnh tuyển phía trên, làm đến sinh chi mệnh tuyển chưa từng có bành trướng, đã sớm đạt đến đủ để ngưng tụ kiếp hoàn trình độ. Bất quá, hắn vẫn là cần thiên ý trưởng thành, lấy trưởng khống lực lượng mạnh hơn. Ban đầu thời gian quá ngắn, nhưng hôm nay, có chúng sinh thiên ý hội tụ. Hắn cơ hồ có thể cảm nhận được, chính mình đế hoàng thiên ý, tại lấy vượt qua trạm tinh cổ lộ tốc độ tu luyện tại tăng trưởng. Tăng tốc kinh người. Chúng sinh thiên ý, lại tới. Lý Thiên Mệnh thông qua hấp thu hỗn độn thần đế truyền thừa kim hai con mắt màu đen, thấy được chúng sinh thiên ý hội tụ, cái kia từng đợt xương trắng, theo địa ngục chiến trường bốn phương tám hướng mà đến. Đây là chúng sinh tâm nguyện, thiên hạ đệ nhất chiến trường kết giới này, đều không thể ngăn cản. Ông, trong thức hải Đông Hoàng Kiếm, tiếp tục lớn mạnh. Những thứ này chúng sinh thiên ý, cùng thần đều hơi có khác biệt. Thần đều là tín ngưỡng, là sùng bái. Lúc này thì là hy vọng, là ký thác. Thái cổ thần tông các đệ tử, đem hy vọng ký thác vào Lý Thiên Mệnh trên thân. Bọn họ tại thiên nhãn kết giới trước, hai mắt đỏ thẫm, hô hấp trầm trọng, trong lòng có ý chí mãnh liệt cùng khát vọng. Giờ khắc này, bọn họ cùng cái này hơn 40 thái cổ thần tông thiên nguyên đệ tử, tánh mạng tương liên, đồng sinh cộng tử. Nhất là Lý Thiên Mệnh. Hắn đã làm được rất nhiều, hắn gánh vác lớn nhất trách nhiệm. Rất nhiều đệ tử, khát vọng hắn có thể mang theo đội ngũ, sống sót. Cái kia không chỉ là hơn 40 điều sinh mệnh, càng là đệ nhất thần vực tôn nghiêm. Nơi này là thái cổ thần tông địa bàn. Sống sót, không cho phép thua, không cho phép chết. Mỗi người trong lòng, mặc niệm cùng ý chí bạo phát, hội tụ vào một chỗ, chính là chúng sinh ý chí. Trọn vẹn 3-100 ngàn trở lên ý chí lực lượng, mà lại đến từ thiên chi thánh cảnh trở lên tu luyện giả, sao mà dồi dào. Những thứ này chúng sinh thiên ý, vì hỗn độn thần đế thần uy hấp thu mà đến, thông qua đôi mắt kia, tiến vào Lý Thiên Mệnh thức hải. Đế hoàng thiên ý cùng sinh kiếp chi lực, chưa từng có bành trướng. Là thời điểm phá tử nhập sinh, ngưng tụ cái thứ hai sinh chi kiếp hoàn, bước vào, nhị trọng sinh kiếp, cảnh giới. Hắn triệu hoán về cộng sinh thú, tại cộng sinh không gian bên trong nháy mắt tiến vào cộng sinh tu luyện hệ thống. Lý Thiên Mệnh biết, bây giờ cục diện rất bị động. Bọn họ tứ đại tông môn đệ tử chỉ có thể ở hết sức trèo chống, thương vong không ít, đối phương thế công, càng ngày càng hung mãnh. Nhất là những cái kia đỉnh phong thiên tài phát huy, căn bản rất khó ngăn trở. Lý Thiên Mệnh thì cuốn lấy Khương Vô Tâm, đã tính toán cho bọn hắn, chia sẻ áp lực rất lớn. Tiếp tục như vậy nữa, Hiên Viên Vũ Thịnh, Bắc Cung Thiền Vũ, Bắc Cung Mông Mông, Triệu Thiên Hành, Lâm Tịch Tịch các loại tất cả mọi người, hẳn phải chết không nghi ngờ. Dạng này bi ai chiến quả, sẽ chỉ làm tam tài tiên tông các loại tông môn, bị càng lớn chấn nhiếp. Tại uy bức lợi dụ phía dưới, bọn họ muốn là trở thành cửu cung quỷ tông thương, đến lúc đó thái cổ thần vực càng thêm nguy hiểm, Khương Phi Linh càng không sinh lộ. Không thể thua, không thể chết. Lý Thiên Mệnh trong lòng điên cuồng gào thét. Hắn chưa từng có như lúc này một dạng, khát vọng lực lượng. Rầm rầm rầm. Hắn cùng bốn cái cộng sinh thú, đều có đầy đủ sinh kiếp chi lực đến ngưng tụ kiếp hoàn, căn bản đều không cần lại hấp thu thiên địa linh khí. Lần này kiếp hoàn hình thành cùng chuyển đổi, tốc độ có thể nói tương đương nhanh. Nếu không phải vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp đặc thù tính, Lý Thiên Mệnh rất khó trong chiến đấu đột phá. Dù sao, đối phương sẽ không cho hắn thời gian, đi hấp thu thiên địa linh khí ngưng tụ kiếp hoàn. Trong chiến đấu đột phá, là một loại vô cùng nguy hiểm cử động, tốc độ hơi chậm, liền sẽ để người thừa cơ giết. Thế mà, Khương Vô Tâm chỉ là ngây ra một lúc, liền có thể cảm nhận được Lý Thiên Mệnh thể nội, tử kiếp chi lực suy yếu, sinh kiếp chi lực bỗng nhiên quật khởi. Cái kia chết giống như thần thân thể, đột nhiên xuất hiện mênh mông sức sống. Kỳ bì ra, ánh mắt cùng tóc, lại lần nữa tràn đầy vô tận lộng lẫy. Nhị trọng sinh kiếp, xong rồi. Lý Thiên Mệnh ánh mắt, xác thực vô cùng lập lòe. Cộng sinh không gian bên trong, hắn bốn đầu cộng sinh thú, cùng hắn cùng một chỗ toàn bộ do tử nhập sinh. Kiếp hoàn trong nháy mắt ngưng tụ, lực lượng đột nhiên tăng vọt. Phương thức như vậy, đồng dạng oanh động Viêm Hoàng Đại Lục. Không có người biết, hắn làm sao có thể trong nháy mắt, thì hoàn thành thiên địa linh khí hấp thu cùng kiếp hoàn ngưng tụ.
Đây chính là vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp tạo hóa. Thoát ly tử kiếp, Lý Thiên Mệnh sinh mệnh lực một lần nữa trở về. Đáng sợ hiện tượng phát sinh. Hắn tại cải lão hoàn đồng. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, chính mình suy kiệt sinh mệnh lực cùng thọ nguyên, lấy bạo phát phương thức mãnh liệt trở về. Huyết nhục của hắn, gân cốt, ngũ tạng lục phủ, mặt mũi của hắn, tóc dài chờ một chút, đều tại chuyển hướng tuổi trẻ. Quá trình này cùng Vệ Tĩnh lúc trước cải lão hoàn đồng, tương tự như vậy. Ta hiện tại thân thể, thì cùng 16-17 tuổi không sai biệt lắm sao. So Linh Nhi đều trẻ, thật non a. Lý Thiên Mệnh sờ soạng một chút khuôn mặt, quả thực non xuất thủy. Lần nữa trở lại thiếu niên. Mà lại, vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp, chỉ đơn giản như vậy sao? Do tử nhập sinh, đồng dạng tạo hóa vô cùng. Làm tầng thứ hai sinh chi kiếp hoàn đản sinh thời điểm, càng chuyện thần kỳ phát sinh. Cái kia chính là, dung hội tại tử chi mệnh tuyền bên trong 10 cái văn tự, một lần nữa ngưng tụ. Theo tử chi mệnh tuyền, chuyển rời đến sinh chi mệnh tuyền. Hấp thu tiểu mệnh kiếp sinh chi mệnh tuyền, phát sinh cùng tử chi mệnh tuyền hoàn toàn biến hóa khác. Cái kia chính là, kiếp hoàn bành trướng. Lý Thiên Mệnh thấy rõ ràng, hắn mỗi cái sinh chi mệnh tuyền phía trên hai tầng sinh chi kiếp hoàn, tại ban đầu trên cơ sở bành trướng, đạt tới gấp 2 quy mô. Cái này dẫn đến, Lý Thiên Mệnh sinh kiếp chi lực, chỉ là tại về số lượng, đều so người cùng cảnh giới muốn cao hơn nhiều. Lại thêm tính chất các loại nhân tố, sinh chi kiếp hoàn bành trướng về sau, hắn tổng hợp sinh tử kiếp lực, kỳ thật đã tương đương với tứ trọng sinh tử kiếp tu luyện giả. Này bằng với nói đúng là, có cái này vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp. Coi ta là tử kiếp thời điểm, ta có thể cướp bóc sinh cơ, nhanh chóng phá kiếp. Coi ta ở vào sinh kiếp trong lúc đó thời điểm, tuy nhiên không thể tiếp tục cướp bóc sinh kiếp, nhưng là sinh chi kiếp hoàn bành trướng, để cho ta lực lượng bạo tăng, chiến lực càng mạnh. Như thế luân hồi đi xuống. Đây hết thảy thuế biến, đều phát sinh ở đất đèn hỏa quang ở giữa. Thì Khương Vô Tâm sửng sốt hai lần công phu. Làm hắn lần nữa nắm lên kiếm thời điểm, trở lại thiếu niên Lý Thiên Mệnh, lại biến đến càng đáng sợ. Cả người như là tinh khiết ngọc thô. Cùng lúc đó, hắn cộng sinh thú, lại lần nữa toàn bộ xuất hiện. Theo tử kiếp bên trong giải thoát, bọn họ đồng dạng có cải lão hoàn đồng cảm giác, xem ra đều càng nộn, nhất là Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu. Đến mức tiên tiên, nó là khởi nguyên thế giới thụ, nó rất cần sinh mệnh lực lượng. Không chút khách khí nói, sinh kiếp cảnh giới, để nó sinh cơ chưa từng có tràn đầy, sinh chi kiếp hoàn bành trướng, để nó lực sát thương, đến mạnh nhất trình độ. Gốc cây này đã dài đến càng cao hơn lớn, nó cành lá cùng dây leo, lúc này thời điểm đã trải rộng toàn bộ chiến trường. Lam Hoang, tiên tiên, các ngươi đi trợ giúp bọn họ. Lý Thiên Mệnh tại Khương Vô Tâm trước mặt, nhàn nhạt nói một câu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lam Hoang cùng tiên tiên, hai cái hình thể to lớn, một cái trùng phong, một cái khống chế, tại đoàn trong chiến đấu càng có thể phát huy ưu thế. Khương Vô Tâm đã cùng cộng sinh thú hợp thể, hai bọn chúng đối uy hiếp của nó tương đối nhỏ. Lý Thiên Mệnh quả quyết quyết định, để chúng nó trợ giúp toàn bộ chiến trường. Bên cạnh hắn, chỉ có một con chim nhỏ, một cái tiểu mèo đen. Giờ khắc này, ánh mắt của bọn hắn, cùng Khương Vô Tâm đụng vào nhau. À, Khương Vô Tâm thì lãnh đạm nở nụ cười, đột nhiên thì xuất thủ. Vùng vẫy giấy chết cái gì? Hóa thành lang nhân về sau, tốc độ của hắn càng khủng bố hơn. Lóe lên ở giữa, thiên lang sát kiếm đã giết tới trước mắt. Chu tâm kiếm quyết dạ chi quỷ hỏa. Khương Vô Tâm kiếm thế vẩy một cái, kiếm khí gào thét, thiên địa lâm vào trong âm u. Một luồng màu xanh biếc ma chơi sinh ra, sau đó trong nháy mắt hóa thành ngàn ngàn vạn vạn, bao phủ tại Lý Thiên Mệnh trước mắt. Phốc phốc phốc, mỗi một đóa ma chơi, đều là chí mạng sát cơ. Khương Vô Tâm lại lần nữa nhắm mắt lại, kiếm tùy tâm mà động. Hắn chỉ muốn giết người, đã không muốn nói thêm một chữ nữa. Hắn vẻ mặt nhăn nhó, trong lòng dữ tợn. Đối mặt như thế sát cơ, Lý Thiên Mệnh tâm, lại so trước kia muốn bình tĩnh rất nhiều. Bất quá, bình tĩnh, không có nghĩa là không hỏa nhiệt. Hắn thời khắc này lực lượng, đến từ chúng sinh thiên ý, đến từ toàn bộ Thái Cổ Thần Tông hơn 300.000 đệ tử. Bọn họ lấy nóng rực ý chí, dung luyện tại Lý Thiên Mệnh trong sức mạnh. Giết! Một chữ giết, hô lên hơn 300.000 đệ tử sát khí. Ầm ầm! Trước lúc này, Miêu Miêu đầu tiên liền đem tăng cường vạn cực điện võng rơi xuống,
quấn quanh ở Khương Vô Tâm trên thân. Tiếp đó, hỗn độn thiên kiếp, hồn thiên địa ngục truy hồn điện chờ một chút thần thông, oanh tạc xuống. Những thứ này thần thông, đem cái kia Khương Vô Tâm chìm ngập ở trong sấm sét. Khương Vô Tâm ngọn lửa trên người vòng xoáy, còn đang hấp thu loại này lôi đình, nhưng lúc này đây, cơ hồ no bạo. Để tiểu tử này truy sát lâu như vậy, Kê Gia đã sớm khó chịu, chơi hắn nha. Luyện ngục hỏa ảnh bên trong, hỏa ảnh trùng điệp, luyện ngục mệnh hỏa ẩn chứa tại thông thiên cương khí bên trong, thần thông chiến quyết đồng thời sử dụng, theo Khương Vô Tâm sau lưng cực nhanh tiến tới. Nhân đạo chúng sinh kiếm. Một cái cộng sinh thú thi triển ra nhân đạo chúng sinh kiếm, hắn huyền diệu lại vượt qua rất nhiều trưởng bối. Chỉ có Khương Vô Tâm mới có thể cảm nhận được, cái này gã uy hiếp lớn bao nhiêu. Bên trái có Miêu Miêu, sau lưng có Huỳnh Hỏa, trên trời có Thái Nhất Tháp lại lần nữa nện xuống, trước người còn có Lý Thiên Mệnh tay cầm Đông Hoàng song kiếm, hội tụ toàn bộ đế vực kiếm hoàng kết giới lực lượng, điệp ra thiên kiếp kiếm khí, bạo sát mà đến. Hắn nhân đạo chúng sinh kiếm, hội tụ chúng sinh thiên ý lực lượng, giờ phút này cường đến đáng sợ. Đây chính là nhân thần hợp nhất. Lục đạo sinh tử kiếm quyết, đệ nhất kiếm cũng không so đệ nhị kiếm yếu, chỉ là loại hình cùng hàm ý khác biệt. Thần hình câu diệt kiếm càng nắng giết hại. Nhưng luận lập ý, giờ này khắc này, nhân đạo chúng sinh kiếm lực lượng, có thể xương xưa nay chưa từng có. Rầm rầm rầm, kiếm khí bạo phát, kim màu đen siêu tuyệt chi lực, xuyên qua ma chơi, giết tới Khương Vô Tâm trước mắt. Giờ khắc này Khương Vô Tâm, rốt cục sắc mặt biến hóa. Hắn ý thức đến, Lý Thiên Mệnh cùng vài ngày trước, hoàn toàn khác nhau. Lần này địa ngục chi chiến, hắn Khương Vô Tâm mạnh lên. Lý Thiên Mệnh lại trưởng thành càng nhiều. Nhân đạo chúng sinh kiếm sinh chi kiếm, ma chơi đã không còn sót lại chút gì. Ba ba ba. Miêu Miêu lôi đỉnh phá vỡ thôn Nhật Ma Lang thần thông, đánh vào Khương Vô Tâm trên thân. Thân thể của hắn tăng cường rất nhiều lần, cái kia kiên cường lông tóc lại còn có thể chống đỡ được. Bất quá, Huỳnh Hỏa thông thiên cương khí vẫn là lợi hại. Một kiếm xuyên thấu, lần nữa đâm tại Khương Vô Tâm phần eo, hỏa diễm lúc nổ. Nổ tung đầy trời huyết nhục, để Khương Vô Tâm bị lần đầu tiên trọng thương. Muốn không phải quỷ thần biến, Huỳnh Hỏa một chiêu này, đều có thể muốn mệnh của hắn. Lý Thiên Mệnh. Tại cái này tuyệt mệnh thời khắc, Khương Vô Tâm bỏ mạng bản tính điên cuồng sinh sôi. Hắn không nhìn Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu, chỉ nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, một tiếng thương lang gào thét, cả người nhuốm máu vào tới trước. Kiếm trong tay, chỉ có Lý Thiên Mệnh một địch nhân. Ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chết. Thanh âm của hắn khàn khàn cùng điên cuồng. Chu Tâm kiếm quyết cửu kiếm Chu Tâm. Đây là cái này nhị nguyên sinh tử chiến quyết tuyệt sát một kiếm. Thiên lang sát kiếm một kiếm hóa chín, chín kiếm chồng lên, cương khí xé rách, một kiếm giết ra, liên tục chín tầng kiếm sát, nhất trọng siêu việt nhất trọng. Ở trước mặt hắn, Lý Thiên Mệnh cầm kiếm nghênh địch. Khương Vô Tâm, ngươi làm ra hết thảy, đứng tại lập trường của ngươi, đều không sai lầm. Ngươi có thể giết ta Thái Cổ Thần Tông đệ tử, ngươi cũng có thể báo thù. Ngươi ta ở giữa, không thiện không ác, người thua làm giặc, người thắng làm vua. Có điều, không có ý tứ, lão tử so với ngươi còn mạnh hơn. Đã vô thiện ác, vậy liền lấy mạnh yếu, phân sinh tử. Lý Thiên Mệnh nhân đạo chúng sinh kiếm, đánh tới chấp nhoáng, kim sắc Đông Hoàng kiếm thế như trẻ tre. Đương 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 đương, liên tục chín kiếm, bị hắn một kiếm tiêu trừ. Phốc phốc phốc, Khương Vô Tâm đang toàn lực ứng đối hắn đồng thời, bị Miêu Miêu lôi đỉnh oanh tạc, toàn thân nổ cháy đen. Phía sau lưng của hắn, càng làm cho Huỳnh Hỏa đâm ra vô số lỗ máu. Hắn triệt để sập, Lý Thiên Mệnh mặc dù chỉ là nhất trọng đột phá, nhưng hắn sinh kiếp bành trướng mang tới lực lượng áp chế, thực sự quá mạnh. Thần Tông huynh đệ, giúp ta giết địch. Sinh chi kiếm, sụp đổ cửu kiếm Chu Tâm. Tử chi kiếm, như độc long xuyên qua. Một kiếm xuyên thấu. Màu đen Đông Hoàng kiếm đế hoàng chi nộ, ầm vang bạo phát. Xì xì xì. Khương Vô Tâm bị Miêu Miêu vạn cực điện võng cuốn lấy, toàn thân phún huyết. Ngay một khắc này, màu đen Đông Hoàng kiếm đâm vào trong trái tim của hắn. Ầm ầm. Địa ngục kết giới chấn động. Dù là Lý Thiên Mệnh giờ phút này cường đại tới đâu, một kiếm kia uy lực, đều để địa ngục kết giới triệt tiêu. Nhưng là, địa ngục kết giới vừa ra, tương đương với Khương Vô Tâm bị đào thải bị loại, tại chỗ chiến bại. Một khắc này, Khương Vô Tâm ánh mắt rung động, thậm chí khó có thể tin. Không có khả năng, ta có thánh huyết,
chú định thiên hạ vô song, sao có thể bị hắn đánh bại. Hắn có thể chỉ là không nghĩ tới, trên thế giới này, không chỉ là thánh huyết, một loại, có thể khiến người ta nghịch thiên cải mệnh đồ vật. Khương Vô Tâm nội tâm, bị thất bại thực sự quá lớn. Nhưng, kết cục thì chỉ là như vậy sao? Lý Thiên Mệnh, muốn giết hắn. Hắn xưa nay sẽ không cùng địch nhân cùng chung chí hướng. Người tốt đến đâu, đứng tại mặt đối lập, nếu là không đội trời chung, vậy liền đi chết. Lý Thiên Mệnh đem Đông Hoàng kiếm tụ hợp cùng một chỗ, quay người bổ vào địa ngục kết giới phía trên. Địa ngục kết giới, bạo phá. Cái kia cuồng bạo trùng kích lực, chấn động tại Khương Vô Tâm trên thân, dẫn đến hắn khí huyết quay cuồng, một ngụm máu tươi phun ra. Tử vong nguy cơ, buông xuống. Ta có thánh huyết, có thánh huyết. Ta sẽ không chết, sẽ không thua. Khương Vô Tâm tâm cảnh, bỗng nhiên sụp đổ, toàn thân run lên. Đáp lại hắn, là Lý Thiên Mệnh lạnh lùng ánh mắt, cùng hắn kiếm khí bạo phát Đông Hoàng kiếm. Phía dưới Hoàng Tuyền địa ngục, cùng ngươi một đôi kiều thê đoàn viên đi thôi, không cần cảm ơn ta. Khương Vô Tâm cũng không sợ chết, hắn sợ là không thể báo thù a. Ta không phục, không phục kìm nén. Hiện tại Khương Vô Tâm, không có địa ngục kết giới bảo hộ. Tai kiếp khó thoát. Lý Thiên Mệnh, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu tuyệt sát mà đến. Tại cái này nghìn cân treo sợi tóc trong nháy mắt, Khương Vô Tâm thân thể lại lần nữa phát sinh biến hóa. Hắn trên thân hắc quang bạo khởi, một phân thành hai. Một đạo tương đối nhỏ bị bắn ra ngoài, một đạo so sánh lớn, đánh tới Lý Thiên Mệnh bọn họ, trực tiếp hóa thân thành thôn Nhật Ma Lang, tại chỗ phun lửa. Bọn họ giải trừ quỷ thần biến. Cũng không phải là Khương Vô Tâm muốn chạy, mà chính là cái kia thôn Nhật Ma Lang quăng bay đi hắn, đỉnh tới, vọt tới Lý Thiên Mệnh bọn họ. Nguyên một đầu cự thú, hóa thành hỏa diễm vòng xoáy. Giống. Rít lên một tiếng, hắc lửa đốt cháy. Lý Thiên Mệnh ánh mắt lạnh lùng, hai tay Đông Hoàng kiếm bạo giết tới, một nghìn nói thiên kiếp kiếm khí bạo phát. Cái này thôn Nhật Ma Lang máu me khắp người, trên thân thủng trăm ngàn lỗ, sớm thì đã bị trọng thương. Nó đã là nỏ mạnh hết đà, trước đi tìm cái chết. Đã như vậy, Lý Thiên Mệnh liền không khách khí, Đông Hoàng kiếm trực tiếp bổ vào trên đầu của hắn. Phốc phốc, huyết nhục nổ tung, thiên kiếp kiếm khí bạo phát. Cái kia thôn Nhật Ma Lang đầu, trực tiếp để Lý Thiên Mệnh chém thành hai nửa. Thôn Nhật Ma Lang không nói tiếng nào, trực tiếp tử vong. Đầu sói bị chém thành hai khúc, đầu nở hoa. Một đầu cự thú cứ như vậy đập xuống đất, máu tươi vẩy ra. Thôn Nhật Ma Lang chết, bị Lý Thiên Mệnh giết. Cho đến lúc này, trên chiến trường biến hóa, mới đưa tới rất nhiều đệ tử chú ý. Tiểu kiếm ma bị phế. Tin tức này quả thực nổ tung. Nguyên bản là quan ngũ đại thần vực đệ tử, trong lúc nhất thời đều có chút mộng. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, hiện tại Khương Vô Tâm, ngũ trọng sinh kiếp, bài danh Viêm Hoàng đại lục đệ tử trước năm. Hắn chỉ có một đầu cộng sinh thú. Thôn Nhật Ma Lang chiến tử. Mang ý nghĩa hắn đã xong đời. Mấu chốt là, tất cả mọi người chờ lấy hắn đi vào giết Lý Thiên Mệnh báo thù, kết quả lại bị phản đào thải. Càng đáng sợ chính là, Khương Vô Tâm hiện tại, tánh mạng cũng khó khăn bảo vệ. Hắn vừa bị quật bay ra ngoài, vừa quay đầu lại, liền thấy thôn Nhật Ma Lang vì cứu hắn mà chết. Một khắc này, Khương Vô Tâm tròn mắt tận nứt. Ánh mắt của hắn, trực tiếp ào 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 mất máu.